chương 241 Hỗn đảng, oanh Ở trong hoa thuyền cực lớn truyền đến một thanh âm tức giận Sau đó là một tiếng vang cực lớn Toàn bộ hoa thuyền đều lắc lư Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ bọn hắn đánh tới? Trong nháy mắt, trình lão gia tử Đồng phương linh lung, hách liên hồng liên Mạnh thúc, đồng phương thanh mai Tiểu tuyết đều nhao nhao xông tới Chỉ thấy gỗ vụn đầy đất giờ phút này mặt mũi trình cung tràn đầy vẻ giận dữ đứng đó. Xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ trình lão gia tử còn chưa thấy qua trình cung tức giận như vậy, trước kia cho dù phát sinh đại sự gì, bộ dạng trình cung đều là cười hì hì không sao cả. Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn trình cung, bởi vì bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trình cung nổi giận. Nếu không phải hoa thuyền có trận pháp cách âm, trình cung hét lớn như thế có thể truyền xa vài trăm dặm. Người này đúng là cặn bã, Mỹ nó, không nghĩ tới vậy mà làm ra chuyện như vậy. Đêm qua bên trong Vân Ca Thành mất tích 16 nữ tử trẻ tuổi, các nàng rất có thể bị bắt đến trang viên của Phong Vân Kiếm Tông. Mà có một nhân viên tình báo nghe được một ít đối thoại của hai người trong đó, 16 nữ tử này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta thật quá sơ suất, Phong Vân Kiếm Tông, lúc đầu ta nên đặc biệt quan tâm tên âm huy kia, tên âm huy kia khẳng định có vấn đề, hắn tu luyện khẳng định không phải công pháp của Phong Vân Kiếm Tông. Giờ phút này Trình Cung thật sự rất tức giận, kế sách của hắn nguyên vốn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hôm nay lại nhận được tin tức, nội thành bị mất 16 nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa ngày hôm qua thời điểm những người kia tức giận tìm kiếm, cũng biểu hiện bọn hắn thiếu đi 7 người. Quan trọng nhất là, còn có một người nghe được bọn họ đối thoại, nói cái gì Vân Ca Thành có thật nhiều mỹ nữ, nhanh như vậy đã bắt đủ người, thời gian còn lại có thể bắt thêm vài người cho bọn hắn vui vẻ mặc dù chỉ là một câu nói như vậy nhưng cộng thêm một ít tin tức khác cũng đã đủ để nói rõ vấn đề bọn hắn muốn làm gì không phải bọn hắn tự xưng là chính phái sao trình lão gia tử tiến lên tiếp nhận tờ giấy trong tay trình cung trong giọng nói cũng tràn đầy sát khí hắn không có cảm tình gì đối với hoàng thất bởi vì qua nhiều năm như vậy hắn bị hoàng thất tổn thương quá sâu nhưng mà đối với quốc gia này đối với vân ca thành hắn rất có cảm tình vì quốc gia này vì cái thành phố này hắn chinh chiến cả đời. Bởi vậy hôm nay xảy ra sự tình như thế, hắn so với ai khác càng căm tức hơn. Cầm thú, không, không bằng cầm thú. Đông Phương Thanh Mai tức giận đến nắm chặt nắm đấm, bởi vì nghe Trình Cung nói, đã biết rõ bọn hắn bắt nữ tử trẻ tuổi làm cái gì. Trình Cung tự hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa lấy ra bức họa của Âm Huy. Âm Huy năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài Phong Vân kiếm tông, danh tiếng thậm chí áp qua phong kiếm. Vân kiếm mà Phong Vân kiếm tông toàn lực bồi dưỡng, nhưng hết thảy đều là bởi vì hắn có một phụ thân tốt, chồng chất vô số thứ tốt lên người của hắn. Nhưng mà sau khi hắn đánh chủ ý tới ta, lần đó mẫu thân của ta thiếu chút nữa đã giết hắn, cũng chính bởi vì vậy mà cha hắn Âm Trường Khiếu mới tìm mẫu thân của ta dốc sức liều mạng, về sau không có tin tức của hắn. Lần này thấy bức họa của hắn, ta cũng cảm giác hắn có biến hóa rất lớn. Hách Liên Hồng liên nghĩ đến sự tình trước kia, tận lực kể chi tiết hy vọng có thể cho trình cung một ít trợ giúp bị thương có nghiêm trọng không trình cung ngẩng đầu nhìn hách liên hồng liên ân ừ. hách liên hồng liên suy nghĩ một chút nói không nhẹ nếu như là thương thế bình thường thì sau khi âm trường khiếu cứu con của hắn xong sẽ không qua vài ngày lại đến liều mạng cùng mẫu thân của ta ta nhớ lúc ấy mẫu thân của ta còn nói sau này hắn sẽ không quấy rối ngươi nữa nhưng mà không nghĩ tới chính là vài năm sau hắn lại xuất hiện, hơn nửa lực lượng vậy mà cũng tăng lên rất nhiều, thành trưởng lão phong vân kiếm tông. Thịt đang cô động, làn da trở nên trong suốt, xương cốt càng ngày càng rõ ràng. Chịu qua trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Nếu như bình thường mà nói, sinh tử một đường, có sống cũng tàn phế, nhưng khôi phục lần nữa, hơn nửa lực lượng tăng lên. Trình cung lẩm bẩm, bức họa của âm huy trong tay hắn lập tức bị một đoàn hỏa diễm màu tím đốt lấy ngay cả tro tàn cũng không có cái này là tử diễm chân hỏa giờ phút này nếu như trình cung toàn lực vỗ xuống một chưởng đừng nói vật phẩm bình thường coi như là nguyên khí dưới cấp ba hắn cũng có thể trực tiếp tẩy sạch trình cung nói bạch cốt âm ma công con mẹ nó tu luyện là bạch cốt âm ma công cái gì là bạch cốt âm ma công hách liên hồng liên vội vàng hỏi những lời này cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây đây là một công pháp biến hóa ra từ thần thông vô thường của âm ma nguyên thai vô cùng âm độc tà ác nhưng loại công pháp này nghe nói có biện pháp khôi phục lực lượng bị phế sạch thậm chí khởi tử hồi sinh người vừa mới chết hơn nữa trong thời gian ngắn lực lượng có thể tăng mạnh nhưng hắn cần hấp thu rất nhiều thuần âm chi huyết của nữ nhân đồng thời cũng sẽ hấp thu xương cốt cường hóa bản thân thời gian dần trôi qua thịt của hắn sẽ càng ngày càng cô động làn da sẽ như trong suốt nếu như có thể luyện đến cực hạn là cảnh giới thần tiên lục địa, làn da sẽ rất mờ, có thể chứng kiến xương cốt của hắn. Trình cung biết rõ loại công pháp này tà ác, cơ hồ hoàn toàn là giết hại tánh mạng người khác, sau đó gia tăng lực lượng bản thân. Cái này hoàn toàn khác với thiên đế cực nhạc bảo điển, kẻ có được thiên đế cực nhạc bảo điển cũng có vô số nữ nhân, nhưng nữ nhân của hắn đều có chỗ tốt như hắn. Nhưng mà đối phương cam tâm tình nguyện, mới có thể có được hiệu quả, mà này là vết chóc tàn nhẫn nhất không so với vết chóc còn kinh khủng hơn cường hành hấp thu máu huyết đối phương cái này cũng chưa tính cho dù người đã chết còn muốn luyện hóa xương cốt đối phương tu luyện loại công pháp này hài cốt của người chết sẽ trở thành vũ khí cho hắn sử dụng bạch cốt âm ma công thần thông ma đạo vô thượng âm ma nguyên thai hách liên hồng liên nghe mà choáng váng mặc dù nàng là người nguyên thủy ma tông nhưng hai chủng ma công này nàng nghe cũng chưa nghe nói qua ma công thiên hạ thiên biến vạn hóa nếu như công pháp bình thường nguyên thủy ma tông không có ghi chép cũng không có gì nhưng nếu như nói có ma công vô thượng gì đó nguyên thủy ma tông không có ghi chép vậy thì không có khả năng bởi vì mẫu thân nàng có một quyển điển tịch ma tông vô cùng kỳ lạ bên trên ghi lại tất cả ma công cao nhất thiên hạ ngay cả nàng là thánh nữ nguyên thủy ma tông cũng không biết làm sao hắn biết chẳng lẽ sư phụ hắn cũng là người trong ma đạo không thể để cho hắn ở Vân Ca Thành làm sang bậy. Rốt cục trình lão gia tử lên tiếng, tuy sự tình là âm huy làm, nhưng ở trình Tiếu Thiên xem ra, hắn cũng là bởi vì trình gia mới đi đến Vân Ca Thành. Cái tai họa này là trình gia đưa tới, trình gia phải chịu trách nhiệm, không thể tùy ý hắn làm ẩu. Gia gia yên tâm. Trình cung nói. Trước khi không nghĩ tới sẽ có âm huy này xuất hiện, hiện tại tự nhiên là phải cải biến kế hoạch. Hắn tu luyện bạch cốt âm ma công, Hương liệu của ta càng có hiệu quả với hắn, tối hôm nay là nhằm vào hắn, chúng ta phải sớm hành động. Ở điểm này, trình cung rất tương tự cùng trình tiếu thiên, trên chiến trường hoặc là đối với địch nhân, mình dù giết trăm vạn người cũng không nhíu mày. Thậm chí vì hoàn thành mục đích, không tiếc hết thảy, nhưng hiện tại lại để cho người vô tội, không có bất kỳ năng lực phản kháng bởi vì bọn họ mà chết, cho dù chết vài người cũng không được. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi thấy tin tức kia, phân tích ra tao ngộ bi thảm của bọn họ, Trình Cung mới có thể phẫn nộ, kích động như vậy. Đương nhiên, sớm hành động nguy hiểm nhất định sẽ gia tăng, mọi người cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Nói đến hành động sớm, Trình Cung nhắc nhở mọi người phải để ý, bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, lần này sẽ không có quá nhiều nguy hiểm liền có thể đối phó đám người kia, nhưng hiện tại cho dù mạo hiểm, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho âm huy kia làm loạn như vậy. Nguy hiểm gì cũng không có cái kia cũng không phải là chiến đấu ngươi nói đi làm sao bây giờ tuy tính tình hách liên hồng liên không thay đổi nhưng mà chính nàng cũng không có phát giác trong lúc bất tri bất giác đối với trịnh cung khống chế toàn cục bố trí hết thảy nàng cũng đã quen tiếp nhận những người khác không nói chuyện nhưng ánh mắt giống như hách liên hồng liên trịnh cung gật đầu nói tốt đầu tiên chúng ta phải tiêu diệt mấy tên hỗn đảng dám săn bậy ở vân ca thành là hai siêu phàm kỳ cùng bốn gã phạt mạch kỳ thủ hạ của âm huy. Ta đã cho người giám sát bọn hắn, căn cứ phương thức hành động của bọn hắn, tuy những người phong vân kiếm tông này rất cuồng ngạo, tự cho là cao cao tại thượng, nhưng làm việc vẫn rất cẩn thận. Khoảng cách giữa hai bên đều bảo trì rất tốt, đều trong phạm vi tinh thần lực, thần niệm của bọn hắn bao trùm, như vậy một khi có việc, những người khác sẽ lập tức phát giác chạy đến. Nhưng mà chiêu này ở Vân Ca Thành chúng ta lại không dùng được, vân ca thành tàng long ngọa hổ, có nơi quấy nhiễu tinh thần lực, địa phương có trận pháp cách trở cũng rất nhiều, chúng ta liền lợi dụng cái này tiêu diệt thủ hạ của hắn. Những gia hỏa không nhân tính, không có lương tâm, này phải diệt trừ. Sau khi trình lão gia tử nghe trình cung hình dung, biết chỗ âm độc của bạch cốt âm ma công thì càng thêm thống hận đám người kia. Nhân tính, lương tâm giống như là một cái tam giác trong lòng người, thời điểm vừa mới bắt đầu làm chuyện xấu, cái tam giác này sẽ di chuyển, sẽ đâm vào da thịt, sẽ cảm giác đau lòng, khó chịu, nhưng thời gian dài, góc cạnh của tam giác sẽ bị mại nhẵn, bọn hắn sẽ cho rằng là chuyện phải làm. Nghe Gia Gia cảm thán, Trình Cung cũng thuận miệng cảm thán một câu. Những người khác không quan trọng, mấu chốt là đám người âm huy, Vân Nguyệt Thiên, Chương Gia, Bành Dũng, chúng ta đối phó bọn hắn như thế nào? Viện binh của Nguyên Thủy Ma Tông còn chưa tới, ở bên trên vũ lực cao đoan, phong vân kiếm tông mạnh mẽ hơn bọn hắn rất nhiều, điểm ấy cũng là sự tình hách liên hồng liên một mực lo lắng tuy kế hoạch có chút liều mạng nhưng tổng thể cũng không có cải biến vốn là ta muốn dày vào bọn hắn một thời gian ngắn mới có thể làm cho trong bộ phận bọn hắn phát sinh mâu thuẫn nhưng âm huy này đã tu luyện bạch cốt âm ma công chúng ta tiêu diệt thủ hạ của hắn có thể tạo thành hỗn loạn trong bộ phận bọn họ những chuyện khác các ngươi trước không cần phải xen vào ta ở thời điểm cần thiết sẽ thông tri các ngươi làm bước tiếp theo như thế nào hiện tại mọi người chia làm năm tổ Thanh Mai, Tiểu Tuyết ở lại trong thuyền. Gia Gia, Linh Lung, Manh Thúc, Hồng Liên còn có ta, chúng ta mỗi người phụ trách một phương hướng, bởi vì hành động của đối phương chúng ta không có biện pháp dự đoán, bởi vậy chỉ có thể như thế. Cũng may lần này đối phương đi ra mạnh nhất chỉ là siêu phàm kỳ, bất quá Hồng Liên phải cẩn thận một ít, nếu như xui xẻo gặp phải siêu phàm kỳ đỉnh phong, ngăn chặn một chút là được. Trong mọi người, Đông Phương Linh Lung đã đạt tới thoát tục kỳ, Trình lão gia tử cùng manh thúc càng là nổi bật bên trong thoát tục kỳ, đối phó mấy cái này khẳng định không có vấn đề, nhưng nếu như trình cung cùng hách liên hồng liên gặp hai siêu phàm kỳ đỉnh phong, vậy thì không có biện pháp nhẹ nhõm giải quyết. Hả? Hách liên hồng liên nghe xong mà sững người, hắn nói cái gì vậy? Ta phải cẩn thận, ngăn chặn một chút là được, điên sao, ta so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Ta là siêu phàm kỳ tầng thứ 8, cũng đã rất tiếp cận đỉnh phong. Hơn nữa với tư cách thánh nữ nguyên thủy ma tông, bất luận là pháp bảo hay là pháp thuật đều không phải người bình thường có thể so sánh, cho dù gặp phải siêu phàm kỳ đỉnh phong, nàng cũng có lòng tin đánh chết. Người này, hắn chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ ba, vậy mà dám nói mình như vậy. Trình cung cũng không có cho hách liên hồng liên cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Gia gia, lực lượng của người mạnh mẽ, người tận lực tiếp cận chỗ ở của bọn hắn, nếu như bọn hắn có mang người trở về, người trước hết không cần để ý tới, có thể đợi bọn chúng gần về tới nơi hãy đánh chết. Bởi vì thời điểm chúng ta hành động, nếu như tạo thành động tĩnh gì, cần người ở phụ cận quấy nhiễu thậm chí ngăn cản bọn hắn một hồi, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Sau đó các ngươi nhớ kỹ, sau khi xong việc ta sẽ phát ra tín hiệu, tất cả mọi người tụ lại chỗ của ta. Nghe trình cung bố trí xong liền ly khai, đông phương linh lung gần đây đạm mạc, môi bỗng có chút nhúc nhích, đã muốn nhắc nhở trình cung thoáng một phát nhưng hách liên hồng liên còn nhanh hơn nàng ngươi vẫn không có nói đối phó đám người bành dũng như thế nào hơn nửa ngươi nhưng động tác của trình cung rất nhanh thời điểm hách liên hồng liên nói ra lời trình cung đã rời khỏi tàu yên tâm đi các ngươi cứ dựa theo phương vị ta bố trí vừa rồi trước gạt bỏ mấy cái này sau đó lại xem tình hình mới tính tiếp trình cung nói xong thân ảnh đã biến mất cũng không phải trình cung không muốn nói tất cả kế hoạch cho bọn họ nhưng hiện tại tạm thời cải biến kế hoạch, sự tình có thể không diễn ra như trong dự định, bởi vậy hiện tại trình cung cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau khi trình cung rời khỏi, những người khác cũng nhao nhao rời khỏi hoa thuyền. Được rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta, không giúp ích được gì cả. Đông Phương Thanh Mai khoát tay, trực tiếp xoáy lên những mảnh gỗ bị trình cung đập nát khi nãy, nhẹ nhõm khống chế ném ra ngoài cửa sổ. Vốn là cái bàn rất lớn, bị trình cung được nát bấy, đã còn lại không có bao nhiêu. Chiêu thức ấy của Đông Phương Thanh Mai cũng rất xinh đẹp, đối với độ tuổi như nàng có thể đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ nhất, lại là nữ hài tử, đã là phi thường khó được. Nếu như phóng tới bên trong đại gia tộc bình thường, nàng sẽ được coi là thiên tài trăm năm khó gặp, sẽ được bồi dưỡng đặc biệt. Bởi vì dùng tư chất của nàng, thời điểm 20 tuổi đạt tới siêu phàm kỳ tuyệt đối không thành vấn đề, cuộc đời này tuyệt đối có thể trùng kích thoát tục kỳ nhưng vấn đề là đi theo đám người đông phương linh lung trình cung sẽ rất phiền muộn không nói trình cung đông phương linh lung hách liên hồng liên coi như là bàn tử sát quỷ túy miêu cả đám đều tăng lên rất nhanh tốc độ tăng lên vô cùng kinh người liền lộ ra nàng căn bản không giúp đỡ được cái gì đông phương thanh mai nói xong lại không nghe thấy tiểu tuyết lên tiếng quay đầu nhìn về phía tiểu tuyết lại phát hiện tiểu tuyết ở đằng kia cắn môi trong mắt hiện ra lệ quan tiểu tuyết ta ta không phải nói ngươi ta là nói chúng ta không phải ta là nói ta quá phế vật ta là tiểu nha hoàng tự nhiên không giúp được cái gì nhưng ngươi không giống a à, ngươi có được ẩn phong thân thể nguyên âm thân thể về sau nhất định có thể trở thành đan đạo đại sư thậm chí có thể đi rất cao đông phương thanh mai thấy vậy vội vàng đi lên tuy bình thường nàng rất tùy tiện muốn cái gì nói cái đó nhưng vừa nhìn thấy tiểu tuyết khóc cũng không biết làm sao Nhất là lần trước sau khi trở về, tiểu tuyết càng thêm nhạy cảm. Ta muốn đi yêu thú xâm lâm. Tiểu tuyết dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói. À, yêu thú xâm lâm, không phải đại thiếu nói chờ năm sau sẽ cho ba phong đi cùng ngươi sao? Không, ta muốn chính mình đi. Tiểu tuyết nói xong, quay người muốn đi ra ngoài. Này là chỗ nào mà nạn có thể đi một mình a? À? Đông phương thanh mai ngăn ở trước người tiểu tuyết. Ngươi thanh tĩnh một chút được không? ngươi có được thân thể tốt như vậy nhất định sẽ có thành tựu trên luyện đan sao lại không đi tu luyện ngươi muốn là muốn giúp thiếu gia của ngươi vậy càng phải học luyện đan chờ ngươi trở thành đan đạo đại sư ngươi sẽ có tác dụng hơn nhiều so với đám người bàn tử trình lập không phải tiểu tuyết một mực nhu nhược giờ phút này lại lắc mạnh đầu tuy nước mắt đã động đầy lại vẫn cố nén lấy luyện đan thiếu gia không cần bất luận kẻ nào trợ giúp không có bất kỳ người nào có thể giỏi hơn thiếu gia. Thiếu gia để cho chúng ta luyện đan, chỉ là bồi dưỡng ta, hơn nữa còn có linh lung tỷ tỷ, cho dù ta có được nguyên âm thân thể, ẩn phong thân thể, cũng giúp không được cái gì, ngược lại bởi vì không có năng lực tự vệ, trở thành liên lụy cho thiếu gia, ta muốn đi yêu thú xâm lâm rèn luyện chính mình. Ách! Đông Phương Thanh Mai rất biết ăn nói, lần này lại bị tiểu tuyết nói á khẩu không trả lời được, lời này quá quen thuộc, có một lần mình vì luyện đang mệt mà cầu nhậu cùng tiểu thư, nói mình luyện đang thay tên đại thiếu quần là áo lược kia, còn hắn thì mỗi ngày tiêu diêu tự tại, cảm giác rất không công bình. Nhưng tiểu thư lại nói, đó là bởi vì các nàng cần luyện đang để rèn luyện chính mình, trình cung cho các nàng cơ hội, bởi vì kinh nghiệm luyện đang chỉ có trong quá trình luyện đang mới tích lũy, mà trình cung đã hoàn toàn không cần những cái này. Thân thể tiểu tuyết như vậy, cho dù đặt ở bên trong đông phương gia tộc cũng được coi trọng, toàn lực bồi dưỡng. Nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác gặp được trình cung cùng Đông Phương Linh Lung. Tuy Đông Phương Linh Lung không có thân thể đặc thù, nhưng thiên phú kinh người, từ nhỏ học tập luyện đan. Trình cung thì càng không cần phải nói, gần kề một năm thời gian, lúc ban đầu hắn chỉ có thể luyện chế dược tệ, đến bây giờ có được tử diễm chân hỏa, có thể khống chế đan đỉnh bán linh khí, chuẩn bị luyện chế đan dược địa cấp siêu phẩm. Cho dù Đông Phương Linh Lung là chuẩn đại sư, nhưng bây giờ cực hạn là luyện chế đang dược địa cấp siêu phẩm mà thôi. Tuy không biết nói như thế nào, nhưng mà ngón tay đông phương thanh mai có chút giật giật, chuẩn bị khống chế tiểu tuyết trước. Nhưng không đợi nàng làm cái gì, trong tay tiểu tuyết đã nhiều hơn một thanh tiểu đao, này là một thanh nguyên khí cấp 8, vốn là trình cung cho nàng dùng để phòng thân, giờ phút này tiểu tuyết lại trực tiếp chỉ vào ngực. Đừng, đừng, ta không có ý định gì cả. Thoáng cái đông phương thanh mai bị lộng đến rối loạn trận tuyến, Đông Phương Thanh Mai liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên nhãn châu xoay động. Như vậy được chưa, hai ta cùng đi yêu thú xâm lâm, hiện tại tiểu thư luyện đang, ta ngay cả cơ hội trợ thủ cũng không có, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ. Nếu như ngươi không mang ta mà nói, ta đây cũng sẽ bị tổn thương, tiểu tuyết, ngươi nói từ trước đến nay ta vẫn rất tốt với ngươi mà. Thấy cứng ngạnh không được, Đông Phương Thanh Mai lập thứ dùng mềm, tiểu tuyết thấy Đông Phương Thanh Mai không ngăn cản, còn muốn đi cùng mình, lập tức nín khóc mỉm cười dùng sức gật đầu đông phương thanh mai cũng không phải hài tử trung thực gì từ nhỏ đi theo bên người đông phương linh lung lúc chưa gặp được trình cung thì không sao cả sau khi gặp được trình cung tiếp xúc đến sự tình vân ca thành đôi khi cảm giác ở lâu trong luyện đang thất sẽ rất nhàm chán muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút lần này có cơ hội kỳ thật nạn cũng rất hưng phấn hai người chuẩn bị đồ đạc để lại tin nhắn xong liền rời khỏi các nàng cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi lại không biết khi bọn nàng rời đi vô thành vô tức lão mã liền lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng các nàng lão mã nhận được chỉ có một mệnh lệnh bảo hộ tánh mạng các nàng an toàn tận lực không làm cho các nàng phát giác đã có lần thứ nhất trình cung sẽ không tái phạm lần hai lần trước để cho tô liệt bắt tiểu tuyết đi suýt nữa tiểu tuyết bị hắn luyện chế thành nhân đan lúc này trình cung đang ở thành nam vân ca thành nhưng lão mã khẽ động trình cung lập tức cảm nhận được. Trước kia hắn nói lão mã đi làm chuyện khác, trên thực tế hắn để cho lão mã âm thầm canh giữ ở bên ngoài thuyền, điểm ấy khẳng định hai người trình lão gia tử, manh thúc đều có thể phát giác được, nhưng lúc ấy hai người không có bóc trần. Hôm nay lão mã vừa ly khai, ánh mắt trình cung lập tức nhìn về phía hoa thuyền, tuy khoảng cách hơn 10 dặm, căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ, từ lần trước tiểu tuyết trở lại, cảm xúc một mực không vui, đừng nhìn tiểu tuyết nhu nhược, trình cung nói cái gì làm cái đó, nhưng trình cung biết nếu tiểu tuyết cuộc khởi, ai cũng ngăn không được, trừ khi mình ở bên cạnh. Ai à, y đi cũng tốt, để các nàng khỏi dính vào chuyện này. Giờ phút này vị trí của trình cung cách rất gần trang viên của đám người phong vân kiếm tông, từ nơi này có thể thấy được đại trạch bên ngoài và dặm kia. Trình cung đang ngồi ở năm tầng của một quán rượu, thu hồi tâm tư, lần nữa chú ý tới đại trạch kia sắc trời dần dần đen lại, cửa thành đã đóng, trừ một ít thanh lâu, quán rượu ra, những cửa hàng khác cũng đã đóng cửa. Hôm nay có chút ngoại lệ chính là, một ít trà lâu cũng còn mở cửa, bởi vì có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia nhìn ra bên ngoài, ngày hôm qua một đêm náo nhiệt như vậy, thậm chí có người chuyên môn chuẩn bị giấy bút, chuẩn bị ghi lại những lời trình cung mắng hôm nay. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, vài tiếng pháo trúc vang lên, pháo hoa tách ra trên không trung. Lăng, Lăng Cúc. Ba chữ thật lớn hiện trên không trung, làm cho không ít người đã sớm chuẩn bị hưng phấn hô to. Đã đến, ta đã nói rồi, hôm nay khẳng định sẽ còn. Mấy chữ này còn lớn hơn hôm qua, đúng rồi, ngày đó không phải Cấm vệ quân nói muốn tra sao, như thế nào còn dám phóng a? À. Cấm vệ quân có thể quản được chúng ta, quản được quan viên bình thường, nhưng hắn quản được Trình đại thiếu sao? Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao, Cấm vệ quân chỉ là mò mẫm gào to căn bản không làm chuyện gì. Chỉ là không biết ai xui xẻo như vậy, nghe nói hình như Trình gia bị người phá hủy, có người muốn đối phó Trình gia, người của Trình gia đều đi hết sạch. Ai biết đâu, chỉ sợ xảy ra đại sự. Dân chúng bình thường cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà có một chút người mẫn cảm thì biết chút ít, về phần cao tầng của Vân Ca Thành, bất luận là những đại thần trong triều, quan viên, thậm chí hoàng đế, giống như không biết những chuyện này cho dù những tướng quân một mực đi theo trình gia hoặc là tống bảo gia cũng đều nhận được trình gia thông tri cũng không có phản ứng gì nhìn mấy chữ kia trình cung lộ ra nụ cười xấu xa mịa nó nên chơi còn phải chơi sẽ tiếp tục kích thích các ngươi cho dù những kế hoạch phía sau không chấp hành một hồi cũng có năm thành nắm chắc bọn hắn có thể bị mắc lừa nhưng vào lúc này tinh thần lực của trình cung đột nhiên phát hiện một người lóe lên từ bên trong tòa nhà phong vân kiếm tông đi ra phía nam sau đó chạy nhanh vào một phương hướng ở trong thành nam. Tốc độ thật nhanh, mẹ nó, vận khí của mình thật đúng là không phải tốt bình thường, tổng cộng có hai siêu phàm kỳ đỉnh phong, vậy mà mình gặp được một cái, hơn nữa mình còn nhắc nhở hách liên hồng liên. Bất quá mình gặp được một cái, khả năng nàng gặp sẽ ít hơn rất nhiều. Trình cung nhìn tốc độ người nọ di chuyển, người cũng trực tiếp lặng lẽ bay xuống dưới. Người này hoàn toàn khác đám người bành dũng, hắn hiển nhiên không dám ngự kiếm phi hành đi tìm nữ hài giúp âm huy. Người dân bình thường đa số đã nghỉ ngơi, giờ phút này ở trong một ngõ hẻm, có một trung niên hơn 30 tuổi, trong mắt hiện ra tà quan, biểu lộ mang theo một loại hưng phấn không thể chờ đợi được, người đang chạy rất nhanh về phía trước, tinh thần lực không ngừng lưu ý tình huống chung quanh. Công pháp huy thiếu truyền thụ cho thật sự là thần kỳ, chẳng những có thể khoái hoạt, còn có thể tăng lực lượng lên nhanh như vậy. Trương Vi, Bành Nguyên, các ngươi xem thường ta năm đó tất cả mọi người là đệ tử bình thường ta cũng không kém các ngươi bao nhiêu chỉ là vận khí các ngươi tương đối khá được tam trưởng lão thu làm đệ tử ta nhờ các ngươi hỗ trợ để cho ta bái làm môn hạ các trưởng lão khác vậy mà các ngươi cười nhạo ta hừ các ngươi chờ xem sự cẩn ta theo huy thiếu không đến hai năm liền từ siêu phàm kỳ tầng thứ hai tăng lên tới tầng thứ tám rất nhanh ta sẽ vượt qua các ngươi ta sẽ trở thành trưởng lão nhanh hơn các ngươi Ngày Huy Thiếu trở thành tông chủ, đến lúc đó chính là lúc ta cầm quyền, đến lúc đó ta sẽ từ từ thu thập các ngươi. Tinh thần lực của sự cẩn không ngừng điều tra trong dân cư chung quanh xem có mục tiêu thích hợp hay không, trên nét mặt càng nghĩ càng hưng phấn, trong mắt mang theo một cổ tà quan. Dù sao phong vân kiếm tông cũng là lấy kiếm làm chủ, tuy cuồng ngạo, nhưng đa số đệ tử đối với loại chuyện thải âm bổ dương, hấp thu hài cốt thiếu nữ này chắc chắn sẽ không làm. Tuy trong phái biết rõ sự tình của âm huy, nhưng không ai dám nói lên. Những người theo âm huy trước kia, có chút đã rời xa hắn, có chút thì tiếp tục trầm luân theo hắn, cũng có một chút vì truy cầu lực lượng như sự cẩn, nên mới chịu nhục đi theo. Ân. Đột nhiên, thân hình sự cẩn dừng lại ở trước một sân nhỏ, trên mặt cười dâm đã nhìn vào bên trong. Hắc hắc. Vân ca thành này quả nhiên là thành lớn, khác hẳn những tiểu thành bình thường. Địa phương nhỏ bé bắt mấy người liền huyên náo trời lông đất lở, ngày hôm qua ở chỗ này làm ra sự tình lớn như vậy, nhóm người mình bắt nhiều người như vậy, vậy mà không có một chút động tĩnh. Hôm nay vận khí của mình cũng không tệ, dĩ nhiên là song sinh, hai cô nàng này thật tốt quá. Mịa nó, mỗi lần luôn cấp cho âm huy tốt nhất, lần này mình trước không đụng hai cái này, trước kiếm đủ người cho hắn đã. Sự cẩn càng nghĩ càng hưng phấn, thân thể cũng có chút nóng lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu. Cơ hồ vào lúc này, một thanh đao đã đánh tới nguyên cương hộ thể trên người hắn. Đây là nhờ hắn thời thời khắc khắc duy trì nguyên cương hộ thể bảo hộ. Nếu như không có tầng nguyên cương hộ thể này, một đao kia trực tiếp xuyên qua người hắn. Nha. Mặc dù có nguyên cương hộ thể bảo vệ, nhưng một đao kia đến cũng quá đột ngột. Nguyên cương hộ thể của hắn lại không có duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Tuy chặn được đại bộ phận uy lực, nhưng thanh đao này vẫn đâm vào hậu tâm của hắn một cổ kình khí đâm vào thân thể của hắn, sau đó lập tức điên cuồng trùng kích, tàn sát bừa bãi trong thân thể của hắn. A! À, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, đồng thời lực lượng cũng bộc phát. Giờ khắc sinh tử tồn vong này, sự cẩn thậm chí có thể cảm nhận được đau khí kia đã đụng vào trái tim, mạch máu chung quanh trái tim mình vỡ vụn, thân thể của bị tổn thương trầm trọng như thế nào, hiện tại sự cẩn cũng khó có thể đánh giá. Nhưng giờ khắc này, Hắn chỉ có thể bộc phát ra tất cả lực lượng, nguyên cương hộ thể bộc phát đến cực hạn, gắt gao khống chế được thanh đao này không cho nó tiếp tục trùng kích vào. Cơ bắp co rút lại, toàn bộ lực lượng trong cơ thể tập trung đến trái tim. Bành. Lực lượng cường đại khuếch tán, trực tiếp đánh bay thanh đao này cùng chủ nhân của nó ra ngoài. A. À. Sự cẩn che ngực, tuy bảo vệ được tánh mạng, nhưng hắn bị thương vô cùng trầm trọng, nhanh chóng lấy ra đang dược bỏ vào miệng. Trong miệng của hắn, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Móa. Trình cung phun ra một búng máu, trong tay nâng ẩn linh đao nhìn sự cẩn. Súc sinh, phản ứng ngược lại rất nhanh. Ngươi. Giờ phút này sự cẩn đã quay người nhìn trình cung, trong miệng tràn đầy máu tươi, chỉ vào trình cung. Tiểu từ ngươi từ đâu chui ra, không thể nào, tinh thần lực của ta sao không có phát hiện ra ngươi. Cho dù tinh thần lực của ta không có phát hiện ngươi, người ra tay ta cũng có thể phát giác cần phải phát giác sự cẩn làm sao cũng nghĩ không thông con phố này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hai bên đều là vách tường căn bản không chỗ giấu người đối phương cũng không có che giấu cho dù hắn có thể tránh được tinh thần lực của mình nhưng ánh mắt của mình thấy rõ hơn nữa cho dù hắn trốn ở chỗ này mình không có phát giác nhưng lúc hắn tiếp cận đến gần mình như vậy cách sau lưng không tới nửa thước nếu như không phải đột nhiên như vậy hắn không có khả năng thiếu chút nữa giết chết mình thực lực người này rõ ràng thấp hơn mình rất nhiều thậm chí ngay cả siêu phàm kỳ tầng thứ sáu cũng chưa có đạt tới rất có thể là siêu phàm kỳ tầng thứ ba hoặc là tầng thứ tư vậy mà mình lại bị hắn đánh trọng thương thiếu chút nữa một kích bị giết người này chẳng lẽ hắn là siêu cấp sát thủ chuyên môn ám sát siêu phàm kỳ trở lên cần phải cần phải cái gì xuất sinh như ngươi cần phải chết sớm mới đúng Ngươi mất đi lương tâm, mất đi nhân tính, ngươi nói ngươi có nên chết hay không? Trình cung rất rõ ràng uy lực một đao vừa rồi kia của mình, ẩn chứa lực phá hoại của tử diễm chân hỏa tiến vào ở trong thân thể, căn bản không phải đang dược chữa thương bình thường có thể khống chế nổi, bởi vậy thời gian càng dài, thương thế của hắn sẽ càng nặng. Vừa rồi trình cung cũng không nghĩ tới sẽ thành công như vậy, nguyên nhân là do tên này dục hỏa công tâm, phòng bị thấp nhất. Cộng thêm hắn cũng không phải là siêu phàm kỳ đỉnh phong, căn cứ lực lượng hắn đánh ra vừa rồi, đoán chúng là siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Trình cung bây giờ là siêu phàm kỳ tầng thứ tư, siêu phàm kỳ tầng thứ tư bình thường tối đa cũng chỉ có 30 tượng lực, nhưng thân thể cùng tinh thần lực của trình cung vượt xa lực lượng bản thân, bởi vậy vừa rồi sự cẩn bộc phát ra một kích toàn lực, trình cung cũng chỉ phun ra vài ngụm máu. Nếu là siêu phàm kỳ tầng thứ tư bình thường, như vậy không chết cũng trọng thương, làm gì còn có thể đứng đó nói chuyện như trình cung. Hiện tại trình độ thân thể của trình cung không kém sự cẩn bao nhiêu, lực lượng lại tương đương với siêu phàm kỳ tầng thứ sáu, cộng thêm tinh thần lực cùng với ẩn linh đao, cho dù đối phương là siêu phàm kỳ đỉnh phong, trình cung cũng có lòng tin chiến một trận. Hôm nay hắn bị thương nặng như vậy, trình cung ngược lại không vội. Nhân tính, chó má, ta. Vốn là sự cẩn muốn kéo dài một ít thời gian, để cho đang dược phát huy tác dụng. Mấy năm này đi theo âm huy, chỗ tốt tự nhiên kiếm không ít vừa rồi hắn phục dụng đúng là một viên đan dược cứu mạng địa cấp trung phẩm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là thời gian càng dài, tình huống ngược lại càng thêm không xong, không đợi phản bác trình cung, sắc mặt của hắn mãnh liệt biến đổi. Xoẹt. Phốc. A. À. Tại sao có thể như vậy? Tâm mạch của ta không có chữa trị, thương thế trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn còn sót lại, mình phân ra một phần ba lực lượng vậy mà không thể hoàn toàn áp chế, nó vẫn còn tổn thương thân thể của mình đi chết đi. Sự cẩn phát hiện tình huống không đúng, một thanh nguyên khí phi kiếm cấp 9 đã hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp đâm về phía trình cung. Vèo. Phi kiếm của sự cẩn đã đâm trúng, đúng vậy, đã đâm trúng. Chỉ là hắn còn chưa kịp mừng, thì người phía trước lập tức vỡ vụn biến mất, tàn ảnh. Người đâu, người đâu? Sự cẩn há to mồm, trong miệng tràn đầy máu tươi, trừng to mắt, tinh thần lực điên cuồng điều tra mỗi một tấc đất chung quanh, không có, không có ai điều này sao có thể cho dù đối phương là thoát tục kỳ cũng không có thể như thế trừ khi đã đạt tới thần tiên lục địa mới có thể có được thần thông vô thường mở ra không gian nhưng này cùng là trong truyền thuyết có thể trực tiếp biến mất trừ khi là tiến vào đạo khí có không gian độc lập còn không thì phải là tồn tại cao cấp nhất trong thần tiên lục địa mới có thể lập tức xé rách hư không rời khỏi a à, tử diễm chân hỏa trong cơ thể sự cẩn bộc phát lần nữa sự cẩn vốn là toàn lực vận chuyển pháp lực làm phòng ngự, giờ phút này không thể không dùng nó để trấn áp tử diễm chân hỏa trong cơ thể. Nhưng ngay lúc này, vị trí trình cung vừa mới biến mất, trình cung lăng không xuất hiện lần nữa. Một đao đã tích xúc đầy đủ lực lượng chém xuống, đây chính là hồng lưu chiến đao lúc trước điều khiển lão mã thi triển. Giờ phút này trình cung thi triển ra, tuy phương diện lực lượng không bằng lão mã, nhưng lực lượng cũng không kém bao nhiêu, nhanh như sao băng chém tới. Bởi vì giờ phút này cường độ thân thể của trình cung đã đạt tới, tinh thần lực của hắn càng đạt tới, cho nên mới có thể ở dưới tình huống siêu phàm kỳ tầng thứ tư thôi động hồng lưu chiến đao này. Giờ phút này, trình cung dung nhập mấy trăm năm lịch sử của Vân Ca Thành vào trong một đao kia. Vô số lịch sử, vô số tồn tại, lập tức hòa hợp vào bên trong một đao kia. Hồng lưu chiến đao cũng không có chiêu thức cụ thể, chỉ là dùng cảm ngộ lịch sử thôi động đao thế, hiểu lịch sử càng sâu, hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Giờ khắc này sự cẩn muốn khống chế thanh phi kiếm sau lưng trình cung trở về cũng đã không còn kịp rồi, thân thể dốc sức liều mạng tránh đi. Nhưng đã chậm, hắn bị thương nặng, lúc này đối diện trình cung đột nhiên tập kích, ngay cả một nửa lực lượng hắn cũng không phát huy ra được. Nếu siêu phàm kỳ tầng thứ tư bình thường hắn còn không sợ, nhưng trình cung so với siêu phàm kỳ tầng thứ sáu bình thường cũng không yếu chút nào, trong tay còn có được ẩn linh đao. Nhất đao lưỡng đoạn, Lần này sự cẩn đã không có lực lượng bộc phát trùng kích trình cung Đối mặt một đau kia của trình cung Hắn né tránh đã không có bất cứ tác dụng gì Len Ken Phi kiếm của sự cẩn rơi xuống trên mặt đất Sự cẩn cũng đầu thân khác chỗ Ngực của trình cung cũng phập phồng rất nhanh Cho dù thân thể của hắn đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8 Nhưng áp lực của chiêu hồng lưu chiến đau này Đối với thân thể cũng làm cho hắn chịu một ít tổn thương Trình cung rất nhanh điều tiết hô hấp động tác nhanh nhẹn thu không gian giới chỉ cùng phi kiếm của sự cẩn lại, sau đó khoát tay, một ngọn lửa màu tím lập tức đốt sự cẩn thành tro tàn. Tiện Tây trình cung lại lấy ra một viên nguyên khí đang địa cấp trung phẩm phục dụng xuống, vừa rồi hắn cũng phục dụng ba khối nguyên khí đang mới bộc phát ra khí thế mạnh như vậy, đã siêu việt lực lượng bình thường của hắn, cộng thêm hắn đột nhiên xuất hiện cùng hồng lưu chiến đao dung hợp lịch sử, mới có thể một đao chém sự cẩn thành hai đoạn trên thực tế đây cũng là lần thứ nhất trình cung mượn không gian bên trong hư không âm dương đỉnh chiến đấu tuy chính diện va chạm trình cung cũng chưa chắc sợ sự cẩn này nhưng nơi này là khu dân cư nếu hai người bọn họ thật ở chỗ này tùy ý chiến đấu sẽ rất nhiều dân chúng tử thương mà hiển nhiên sự cẩn này thiếu quyết đoán nếu như hắn quyết đoán một chút nhanh chóng bỏ chạy vậy thì phiền toái lớn bởi vậy trình cung chỉ có thể mạo hiểm sử dụng không gian hư không âm dương đỉnh bởi vì hiện tại không gian kia hắn tiến vào trong đó sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nó vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, đối với người bình thường mà nói, có khả năng không biết tại sao hắn biến mất, nhưng tồn tại như Phong Vân kiếm tông đã xem như môn phái tu chân, đệ tử của bọn hắn khẳng định biết rõ, ngoài trừ đại thần thông, lại mượn nhờ pháp bảo không gian, còn không phải là đạo khí mới có thể làm được điểm này. Một khi chuyện này truyền ra, bất luận là không gian pháp bảo hay là đạo khí đều đủ để cho phong vân kiếm tông không tiếc hết thảy, vận dụng thần tiên lục địa đến cướp đoạt. Bởi vậy dùng cái này phải hận cẩn thận, nhất định phải có nắm chắc đánh chết đối phương, cam đoan không tiết lộ. Vừa bắt đầu, trình cung chính là sớm tiến vào hư không âm dương đỉnh, quả nhiên như hắn sở liệu, sự cẩn dừng lại ở chỗ này, trong đầu dục hỏa thiêu đốt, phòng ngự xuống đến thấp nhất, để cho trình cung có cơ hội đánh lén thành công. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo quang mang hắc sắc tiến vào trong phạm vi tinh thần lực của Trình Cung, thật nhanh, tốc độ so với sự cẩn vừa rồi còn nhanh hơn rất nhiều. Trình Cung mãnh liệt quay đầu, đạo quang mang kia đã rơi xuống cách Trình Cung không xa. Cũng may, vận khí của ngươi còn tốt, không có đụng phải siêu phàm kỳ đỉnh phong. Hách Liên Hồng Liên khống chế phi kiếm linh khí hạ phẩm chạy tới, thấy Trình Cung đứng ở nơi đó, lại nhìn tình huống chung quanh thì biết chiến đấu đã xong, lúc này nàng mới thở dài một hơi. Trình cung nhìn Hách Liên Hồng Liên. Bên nàng đã xong. Một phạt mạch kỳ mà thôi, sau khi ra ngoài liền bị ta tiêu diệt. Trong giọng nói của Hách Liên Hồng Liên thoáng có chút thất vọng, bởi vì lấy lực lượng của nàng hôm nay, phạt mạch kỳ với nàng mà nói thật sự là quá yếu. Cho dù tên kia là phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng đối với nàng vẫn là yếu đến thảm thương. Tuy đồng dạng đều là siêu phàm kỳ tầng thứ 8, nhưng mà nàng so với sự cẩn vừa rồi bị trình cung giết mạnh hơn nhiều lắm. Nàng hiện tại so với siêu phàm kỳ tầng thứ 9 bình thường cũng mạnh hơn một ít, chớ đừng nói chi là nàng có rất nhiều pháp thuật cùng pháp bảo. Ta nhớ rõ là còn chưa có phát ra thông tri mà, sao nàng lại chạy tới đây rồi, lúc nào nàng quan tâm đến ta như vậy, nói, có phải là thích ta rồi hay không? Làm cho Hách Liên Hồng Liên hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Trình Cung đột nhiên sải bước đi tới, lập tức tới sát bên người Hách Liên Hồng Liên, đầu cơ hồ áp vào mặt Hách Liên Hồng Liên. A à, Hách liên hồng liên vội vàng lui về phía sau, sau đó xấu hổ nhìn trình cung. Ai thích ngươi, xuống nam tử, ta chỉ là sợ ngươi bị người giết chết, nói như thế nào lúc trước ngươi đã cứu ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Chuyện này hách liên hồng liên vẫn nhớ, trước kia thậm chí có thể nói là canh cánh trong lòng, vậy mà lấy chuyện cứu mình để đổi đồ vật, gia hỏa đáng giận. Nhưng mà tiếp xúc thời gian dài cùng trình cung, cộng thêm lần này thời điểm nàng tới Vân Đan Tông, mẫu thân còn nói cho hách liên hồng liên một việc lúc trước cho dù không có chuyện cứu mình trình cung cũng có rất nhiều biện pháp đạt thành hiệp nghị cùng nguyên thủy ma tông hắn cũng không phải thật sự muốn dùng cái kia đổi lấy vật gì chỉ là không muốn dây dưa ở sự tình này cho nên hiện tại nàng nói chuyện với trình cung nhiều hơn trong lúc bất tri bất giác đã thành một thành viên trong đội của trình cung đương nhiên cũng chỉ có ở bên cạnh trình cung nàng mới như vậy nếu thật chống lại người khác huyết ma nữ cũng không phải hư danh lúc trước nàng còn chưa có đạt tới siêu phàm kỳ có thể dết ra ngoại hiệu như vậy không phải nói lực lượng nàng rất mạnh mà là thủ đoạn tàn nhẫn lạnh khốc của nàng dết đến người khác sợ hãi mới có danh xưng huyết ma nữ xem nàng bị dọa đến xanh mặt kia trình cung nói xong lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng xa xa lần này ngay cả hào quang cũng không thấy thoáng chứng kiến hư ảnh chấp động manh thúc đã xuất hiện ở bên người hách liên hồng liên sau đó một phương hướng khác đông phương linh lung cũng đã chạy đến trên mặt của nàng nhìn không ra biểu lộ gì, nhưng sau khi nàng tới, từ trong ánh mắt đánh giá Trình cung một lần, có thể nhìn ra một ít bất đồng. Động tác này tự nhiên không tránh được con mắt của huyết ma nữ Hách Liên Hồng Liên. Hách Liên Hồng Liên đột nhiên nhìn về phía Trình cung, lông mi có chút nhíu lên. Mặc dù có khăn che mặt, nhưng ý tứ khiêu khích rất rõ ràng, ý kia, có năng lực ngươi hỏi lại đi. Ngươi xem, nàng không phải chưa thông tri cũng chạy tới sao? Đông Phương Linh lung lạnh như băng, tự nhiên hách liên hồng liên cảm nhận được nàng là huyết ma nữ mặc dù ở gần trình cung đã có cải biến rất lớn nhưng người bình thường thật đúng là không lọt vào mắt nàng nhưng so với đông phương linh lung nàng cảm giác mình là người rất sinh động mà đông phương linh lung thì giống như băng nữ xinh đẹp lạnh lùng gia gia nếu như bây giờ bọn hắn còn không có phát hiện không có gì hành động ngài cũng có thể đã tới tuy trình lão gia tử còn chưa có xuất hiện nhưng mà trịnh cung tin tưởng mọi người bên này đều xử lý xong, gia gia bên kia khẳng định cũng sớm xong. Một khi gia gia chấm dứt, sẽ làm nhiễu thần niệm của đám người phong vân kiếm tông, đồng thời cũng sẽ lưu ý cạnh mình. Dùng thần niệm bây giờ của gia gia, một ý niệm có thể bao trùm hơn phạm vi mười dặm, nửa cái vân ca thành cũng không nói chơi. Trình cung nói xong rất tùy ý nhìn manh thúc cùng đông phương linh lung. Tất cả mọi người chưa có nhận được tín hiệu liền chạy tới, xem ra đều thật lo lắng cho ta ta biết mọi người rất quan tâm ta cũng rất yêu thích ta nhưng mà đã làm việc phải có quy củ lần này coi như xong lần sau phải dựa theo kế hoạch làm việc trình đại thiếu làm chuyện gì tới khi nào bị người khác khống chế vĩnh viễn là bản thân hắn khống chế thời điểm trình cung vừa nói xong tất cả mọi người liền thấy trình lão gia tử chậm rãi xuất hiện đây là bởi vì tốc độ của trình lão gia tử quá nhanh tạo thành một loại ảo giác trên tinh thần cùng ánh mắt Hắn cũng đúng lúc nghe được Trình Cung nói, đánh nhau cả đời, thân là thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái lời này của Trình Cung làm cho trên mặt Trình Lão Gia tử lộ ra nụ cười khó được. Gia Gia, phong vân kiếm tông bên kia như thế nào? Bên kia có lẽ sẽ rất náo nhiệt, vừa rồi xảy ra đánh nhau hai lần, trong đó có hai người bởi vì đánh nhau mà bị trừng phạt, trực tiếp đã thương. Nhất là pháo hoa của ngươi xuất hiện lần nữa, bọn hắn càng nổi trận lôi đình, nhưng mà chỉ có thể lo lắng suông về sau mấy trưởng lão bọn hắn phát hiện ngay cả thần niệm cũng bị ảnh hưởng cùng trói buộc liền điên cùng tìm kiếm ta nhưng bọn hắn bị ta tôn nhi ta tính toán làm sao có thể tìm được lão tử về phần cái phạt mạch kỳ kia sau khi hắn đi ra liền bị ta tiêu diệt tuy còn chưa có chính diện giao thủ nhưng vừa rồi coi như hơi va chạm thoáng một phát hơn nữa mượn nhờ cục diện trình cung kiến tạo chứng kiến bộ dạng chật vật của bọn hắn tâm tình của trình lão gia tử giờ phút này rất không tệ bất quá có can đảm thu thập thủ hạ ngay bên cạnh bọn hắn trong mọi người cũng chỉ có trình lão gia tử dám làm như vậy mà ngay cả manh thúc cũng không dám dù sao bên trong còn có bành dũng chương gia như vậy cũng tốt có thể lặng yên không một tiếng động thu thập hết những tên kia là lý tưởng nhất bước tiếp theo của chúng ta chính là chờ đợi chờ một lát trong bộ phận bọn họ loạn cả lên chúng ta động thủ lần nữa trình cung nói xong đã lấy một phân cáp thả ra ngoài ba canh giờ sau Bên trong trang viên mà Phong Vân kiếm tông mua, giờ phút này giống như núi lửa bộc phát. Đáng giận lại bị một đám người bình thường lừa gạt mất hai kiện nguyên khí, 50 vạn lượng hoàng kim, sau đó ngay cả nhân ảnh cũng tìm không thấy, các ngươi làm ăn cái gì vậy? Bành Dũng tức giận răng dậy hai độ đệ. Giờ phút này Trương Vi cùng Bành Nguyên cũng tức giận toàn thân run rẩy, nhưng không dám tranh luận ở trước mặt Bành Dũng, hôm nay bọn hắn đi tìm hiểu tin tức trình cung cùng Trình gia kết quả thuận lợi tìm được mấy tổ chức, nhưng cuối cùng lại mắc lừa. Tam trưởng lão, có một người nói hắn là người của triều đình, có chuyện muốn nói cùng tam trưởng lão. Nhưng vào lúc này, có một đệ tử vội vàng chạy vào. Vội cái gì, người của triều đình thì đã sao, ngươi là đệ tử của phong vân kiếm tông, ta bình thường dạy bảo ngươi như thế nào? Người đệ tử này đúng là thủ hạ của Vân Nguyệt Thiên, Vân Nguyệt Thiên trực tiếp nộ quát một tiếng. Để cho hắn tiến vào, hai người các ngươi qua một bên đi. Bành Dũng phất tay để cho Trương Vi cùng Bành Uyên đứng qua một bên. Lúc này, một trung niên ba 30 tuổi, ăn mặc kiểu văn sĩ bình thường đi đến, mặc dù là y phục hàng ngày, nhưng trên người lại mang theo một cổ quan uy. Các vị chắc hẳn là trưởng lão phong vân kiếm tông, tại hạ chỉ là tiểu nhân vật truyền lời, cũng không cần nói ra tên, chư vị trưởng lão phong vân kiếm tông đến vân ca thành ta, chúng ta rất hoan nghênh thậm chí bệ hạ để cho ta tiện thể nhắn cho chư vị trưởng lão, nếu như các vị tới du ngoạn, người sẽ đích thân thiết yến khoản đãi chư vị. Nhưng có một việc lại muốn nói rõ ràng cùng chư vị, các ngươi có thể đến vân ca thành giải quyết ân oán cá nhân, nhưng không thể giết hại dân chúng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngày hôm qua 16 nữ tử trẻ tuổi mất tích, chắc hẳn chư vị vô cùng rõ ràng. Hôm nay vậy mà bọn hắn lại bắt hơn 10 người, may mắn cấm vệ quân kịp thời bắt bọn chúng lại, cụ thể xử trí những người này như thế nào còn phải đợi trên yến hội bệ hạ sẽ thương nghị cùng các vị trưởng lão, cáo từ. Người tới không kiêu ngạo không xỉm nịnh, lực lượng cũng rất yếu ớt, cho dù người yếu nhất ở đây cũng có thể giết hắn rất nhẹ nhàng, nhưng trên người hắn có một cổ văn nhân khí khái, sau khi nói xong trực tiếp quay người ly khai. Dám bắt người của ta, quả ngươi là hoàng đế hay là ai, chết. Nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, bên trên bầu trời có một chiếc giường bằng xương trắng cực lớn trực tiếp nền xuống dưới nóc phòng vỡ vụn dùng tu vi của người này đừng nói chiếc giường bằng xương trắng kia cho dù gạch ngói trên nóc nhà rơi xuống cũng có thể đập chết hắn dừng tay bành dũng trực tiếp vung tay lên một đạo khí kình cường hoành trực tiếp đánh bay chiếc giường bằng xương trắng kia tuy hiện tại bành dũng cảm giác trong lòng có một bụng tức giận phẫn nộ dị thường nhưng hắn ít nhiều gì cũng có thể khống chế thoáng một phát Người này là sứ giả của Hoàng đế Lam Vân Đế quốc phái tới. Hắn nghe xong đã biết rõ, chuyện này nhất định là Âm Huy làm, người ta nói đã đủ khách khí, đối phó Trình gia có thể mặc kệ, nếu như lúc này giết chết sứ giả, chuyện kia sẽ không giải quyết đơn giản nữa. Bành. Chiếc giường bằng xương trắng bị đánh bay ra ngoài, trong hậu viện phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn thân Âm Huy mang theo lửa giận không cùng phóng lên trời. Lão già kia, ngươi cũng dám ngăn cản ta, con mẹ ngươi ngươi nghĩ ngươi là ai a à? tam trưởng lão chó má trong mắt ta ngươi chẳng là cái gì cả làm càng oanh bành dũng vốn là lửa giận ngập đầu vừa rồi ngăn trở chiếc giường bằng xương trắng kia đồng thời cũng là âm thầm nói cho âm huy người này không được giết nói cho hắn biết đừng không ngừng săn bậy ở đế đô lam vân đế quốc nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là hiện tại âm huy này giống như chúng ta trực tiếp mở miệng mắng hắn nói như thế nào hắn cũng là tam trưởng lão phong vân kiếm tông Bình thường đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bế quan Trên cơ bản tất cả trưởng lão phía dưới đều thuộc hắn quản Dưới một trưởng tức giận Cái bàn bên người vỡ vụn toàn bộ Trên đường đi lại nhảy Thực cho rằng ngươi rất giỏi sao Ta quản hắn là ai Động đến người của ta Thiên vương lão tử ta cũng giết Bây giờ ngươi về bảo hắn mang đến cho ta 50 nữ nhân Nếu không hôm nay ta liền huyết tẩy vân ca thành này Âm huy ở giữa không trung Lực lượng bành trướng thanh âm vô cùng điên cuồng vang vọng chung quanh. Làm nhục tông môn, hồ ngôn loạn ngữ, bắt hắn lại cho ta, áp tải về cho sư môn xử trí. Bành dũng tức điên người, hạ lệnh cho chương gia cùng Vân Nguyệt Thiên. Này nếu đổi thành một người khác hắn đã sớm động thủ đánh chết. Cho đó là một trưởng lão bình thường, thậm chí là một trong 12 tên trưởng lão bài danh sau hắn. Hắn giờ phút này cũng hạ sát thủ, nhưng hết lần này tới lần khác cái âm huy này không thể giết. Hắn coi như có một chút lý tính, miễn cưỡng khống chế ý nghĩ muốn giết người. Nghe mệnh lệnh của tam trưởng lão, chương gia cùng Vân Nguyệt Thiên trực tiếp phóng lên trời bắt âm huy, ở hai người bọn họ xem ra, thực lực âm huy này rất yếu, hai người bọn họ sẽ bắt rất đơn giản. Nhưng thật sự đấu, bọn hắn lại phát hiện âm huy này giống như điên cuồng, thật sự hạ sát thủ đối với bọn họ, mà bọn hắn lại có chỗ cố kỵ. Quan trọng nhất là, âm huy này thậm chí có một phi kiếm linh khí hạ phẩm, hai người bọn họ thân là trưởng lão phong vân kiếm tông chương gia là thập trưởng lão cũng chỉ có một bả phi kiếm bán linh khí hơn nữa trong tay âm huy vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn khác trong khoảng thời gian ngắn ba người vậy mà đấu cùng một chỗ hai người không có biện pháp bắt lấy hắn giờ phút này trên một tòa nhà cách đó không xa trình cung trình lão gia tử mạnh thúc đông phương linh lung hách liên hồng liên toàn bộ đứng ở nơi đó nhìn âm huy đang giao đấu cùng chương gia vân nguyệt thiên vậy mà bọn hắn thật sự tự giết lẫn nhau. Hách liên hồng liên nhìn âm huy giống như điên cuồng, quay đầu nhìn về phía trình cung, thật không thể tin nổi. Hương liệu do huyết yêu quả cấp yêu vương luyện chế cũng không phải dễ ngửi như vậy, cộng thêm trước kia an bài một ít kích thích, thực tế bản thân hắn tu luyện tà môn ma đạo, hơn nữa công pháp cũng không đầy đủ. Trạng thái điên cuồng của hắn sẽ càng lúc càng tăng cao, một khi có kết quả đi ra, chúng ta liền động thủ, gia gia, manh thúc, hai người các ngươi ra tay toàn lực liên thủ tốt nhất lập tức có thể giết chết một cái bên trong âm huy chương gia vân nguyệt thiên nếu như có thể trọng thương một cái khác vậy thì càng tốt linh lung hồng liên các nàng cùng ta đồng loạt ra tay tập kích phạt mạch kỳ siêu phàm kỳ nhớ kỹ có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu không nên ham chiến một khi thời gian tập kích có lợi nhất qua đi chúng ta lập tức bỏ chạy nhớ kỹ hướng chạy là vũ thân vương phủ chỗ của hắn có rất nhiều trận pháp nhảy vào liền che giấu. Những cái này rất nhanh sẽ điên cuồng, chúng ta lại lộng như vậy, đến lúc đó khẳng định bọn hắn càng thêm điên cuồng, đến lúc đó lại để cho bọn họ liều một hồi cùng người của vũ thân vương phủ, sau đó chúng ta đồng thủ lần nữa. Trình cung quá rõ ràng thoát tục kỳ lợi hại như thế nào, muốn giết một cái thoát tục kỳ có bao nhiêu khó hắn, nhất là Vân Nguyệt Thiên, chương gia cùng Bành Dũng. Coi như là âm huy, trên người hắn có rất nhiều bảo bối, đồ vật bảo vệ tánh mạng khẳng định cũng không ít dưới tình huống bình thường coi như là thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường muốn giết âm huy trình cung cảm giác cũng rất khó khăn hắn có thể ở dưới công kích của tông chủ nguyên thủy ma tông tránh được một mạng mặc dù về sau tu luyện bạch cốt âm ma công nhưng cũng biết lúc ấy trên người hắn khẳng định có pháp bảo bảo vệ tánh mạng không tầm thường bởi vậy cho dù hiện tại hắn điên cuồng như vậy vân nguyệt thiên cùng chương gia cũng tức giận không thôi nhưng lại không dám quá tuyệt tình cũng chính bởi vì vậy âm huy yếu hơn hai người bọn họ rất nhiều ngược lại lúc này lại đánh ngang tay cùng hai người nếu như là vừa bắt đầu trình cung liền nói kế hoạch của hắn cho mọi người mọi người nhất định sẽ hoài nghi phải biết rằng tuy người của phong vân kiếm tông tự cao tự đại nhưng bọn hắn quả thật có vốn liếng cùng ngạo bọn hắn cũng không ngu ngốc loại chuyện nội bộ tranh đấu cho đối phương thu lợi này bọn hắn không có khả năng nhìn không ra cũng không có thể mắc lừa nhưng hiện tại Nhìn Âm Huy điên cuồng, nhìn nguyên một đám người Phong Vân kiếm tông giống như núi lửa muốn phun trào, mọi người bắt đầu tin tưởng. Tuy Âm Huy không kiên nể gì cả dốc sức liều mạng, nhưng dù sao lực lượng của hắn không có biện pháp so sánh cùng Vân Nguyệt Thiên, Chương gia vật lộn một phen rất nhanh đã bị hai người ngăn chặn. Bành. A. À. Một cái không cẩn thận, Âm Huy điên cuồng liều lĩnh ám sát, Chương gia chỉ là ngăn cản theo bản năng, lực phản chấn khiến cho Âm Huy bị thương. Trên người của hắn bị xé mở mấy đạo vết thương, cũng không phải rất nặng, nhưng máu chảy rất nhiều. Âm Huy vừa thấy máu của mình, yêu dị trong mắt, hào quang điên cuồng đã đạt đến đỉnh điểm, mang theo một vòng hồng sắc quang mang, lý tính triệt để bị dìm ngập. Hỗn đảng, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi một gia hỏa đê tiện, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Âm Huy điên cuồng trống giận, hai tay lập tức thay đổi, ở mi tâm của hắn có một điểm hào quang lập tức tách ra tia sáng chói mắt. Tia sáng chói mắt này vừa ra, một thanh âm rất nhỏ vang lên, cái kia giống như tiếng ca viễn cổ, lại như kiếm minh chấn động. Vừa nghe đến thanh âm này, bành dũng phía dưới, chương gia, vân nguyệt thiên bên trên đều nghe dại. Hạo nguyệt trường không, kiếm quan thiểm, ca sướng thương mang, phong vân biến, kiếm phù, hạo nguyệt kiếm ca ngưng tụ kiếm phù. Bành dũng kinh hô một tiếng, thân thể lập tức bạo khởi. Điên rồi, hắn điên rồi, tránh mau. Kiếm phù, thần thông ngưng luyện kiếm khí cường đại thành phù lục, tuy bình thường chỉ có thể bảo tồn một thành lực lượng vốn có, thậm chí càng ít, nhưng có thể cô động kiếm phù ít nhất cũng là thần tiên lục địa. Mặc dù một thành lực lượng, cũng mạnh hơn đám người ở đây rất nhiều. Mà Hạo Nguyệt Vi Ca càng là một loại thần thông cường đại của phong vân kiếm tông, Bành Dũng cũng không có năng lực tu luyện, chỉ có thần tiên lục địa mới có thể tu luyện. Hoa Anh Bành Dũng trùng kích, Vân Nguyệt Thiên, Chương gia toàn lực phòng ngự, cộng thêm tránh lui với tốc độ cao nhất, nhưng ở dưới kiếm phù này vẫn chậm đi một ít, cuối cùng bọn hắn không thể không đụng nhau. Bốn đạo nhân ảnh, ở dưới lực lượng khổng lồ bạo tạc tách ra, sắc mặt Bành Dũng trở nên tái nhợt, Vân Nguyệt Thiên, chương gia thì đều bị trọng thương, kiếm phù ở đằng kia thiếu chút nữa cắt đôi bọn hắn. Nếu không phải Bành Dũng ra tay, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy giờ phút này không chết, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Âm Huy cũng không tốt đến đâu, chỉ là một tia dư chấn đã làm cho hắn thụ trọng thương, chỉ là này ngược lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Các ngươi đều là tự tìm chết, các ngươi đã thương ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi chết chắc rồi, ha ha. Âm Huy điên cuồng gào thét. Vân Nguyệt Thiên, Chương Gia nghe xong, thân thể cũng giật mình một cái, đây cũng không phải là nói giỡn, hai người đồng thời nhìn về phía Bành Dũng. Âm Huy, ngươi điên rồi lập tức cùng ta trở về tông môn, đến lúc đó có tông chủ kết luận thì phi ưu khuyết, ở đây rất tà môn, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi, nếu như ngươi lại hồ đồ, đừng trách ta không khách khí. Dù sao Bành Dũng cũng là tam trưởng lão, lại là thân tín của tông chủ, tuy trong lòng cũng sợ hãi, nhưng cũng không như Vân Nguyệt Thiên cùng chương gia như vậy. Ngươi tính toán mẹ nó cái gì đó, cũng dám ra lệnh cho ta, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tông chủ tính là cái rắm, Lúc trước nếu không phải lão tử còn nhỏ, làm gì đến phiên hắn làm tông chủ, muốn bắt ta, ta trước giết chết ngươi. Âm huy chợt quát một tiếng, trong tay lập tức lại thêm mấy thanh tiểu kiếm, bên trên kiếm này lóe ra hoàng quang, trong đêm tối lộ ra đặc biệt quỷ dị, đây là hắn sử dụng bạch cốt âm ma công cô động tiểu kiếm, tùy thời có thể nổ tung, quy lực là rất kinh người. Bành Dũng cũng sợ chậm thì sinh biến, trực tiếp khoát tay, chung quanh lập tức hình thành một loại lực trói buộc, thể hiện ra lực lượng cường đại của hắn. Âm trường khiếu này quả nhiên lo cho con của hắn, hao tổn lực lượng bản thân ngưng tụ kiếm phù, không biết trên người âm huy này còn có bao nhiêu thứ tốt. Tuy hách liên hồng liên hận không thể lập tức giết âm huy, nhưng thấy thứ tốt của âm huy kéo dài không dứt, nạn cũng rất sợ hãi tháng phục. Đại tông phái chính là đại tông phái, quả nhiên bất đồng. Trình lão gia tử cũng rất cảm thán, hiện tại hắn xem như minh bạch tại sao trình cung phải như thế kỳ thật vừa bắt đầu cân nhắc nếu như trình gia triệu tập một số người mà nói cũng không phải là không có sức chính diện đánh một chân trình lão gia tử tự nhiên cũng lén tán gẫu qua chuyện này cùng trình cung nhưng mà bị trình cung kiên quyết bỏ qua hiện tại xem ra trình cung quyết định đúng cho dù trình gia có thể triệu tập rất nhiều người có thể liều mạng một phen nhưng loại tổn thất này cũng là chịu không nổi cuối cùng nhất có thể còn sống sót tuyệt đối rất ít bọn hắn hoàn toàn không giống với lam mi độc dược so với âm huy, bành dũng thì hai người độc dược, làm mì chính là nghèo kiết xác. Tuy lực lượng cũng không tính quá yếu, nhưng mà không có pháp bảo, không có các loại đan dược cường đại, không có thần thông kéo dài không dứt, chênh lệch là vô cùng lớn. Nếu quả thật chính diện liều mạng, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, nhưng trình gia thua không nổi. Nội tình, cái này là nội tình, bởi vậy mặc dù thực lực bản thân bọn hắn bình thường, nếu có chỗ dựa mạnh mẽ cũng không thể coi thường, tự như ở Vân Ca Thành không ai dám xem nhẹ bản đại thiếu vậy. Bởi vì người như vậy đều có vốn liếng cùng đường tắt trở thành cường giả, càng có nhiều ngoại lực tương trợ. Đổi thành người không biết quy lực kiếm phù này, cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong nếu không cẩn thận cũng có thể bị đánh chết, thời điểm chúng ta động thủ cũng phải thời khắc coi chừng, cho dù thời điểm giết chết bọn họ cũng phải cẩn thận bọn hắn phản công cuối cùng. Thực lực thể hiện nhiều phương diện, tự như trước kia trình cung sử dụng quân đội đối phó la phù kiếm phái, bức bách vân đang tông bối cảnh nội tình ngoại lực đều là một bộ phận trong đó lần này ngay cả đông phương linh lung cũng khẽ gật đầu mọi người đối với trịnh cung nói cũng đều đồng ý nhưng vào lúc này lần nữa truyền đến thanh âm nguyệt minh kiếm ca còn có tia sáng kia tên này vậy mà không phải chỉ có một kiếm phù sau một khắc trong tay bành dũng có một thanh linh khí hạ phẩm chỉ là lần này hắn cũng không có chính diện đi chống cự kiếm phù này tuy lúc này uy lực đã yếu đi rất nhiều nhưng kiếm ý cảnh giới bên trên so với hắn cao hơn quá nhiều, đối với hắn có lực áp chế cường đại. Hơn nữa gây tổn thương đối với tâm cảnh cùng lực lượng của hắn càng lớn, bởi vậy hắn căn bản không dám chính diện liều mạng, trực tiếp dùng linh khí hạ phẩm che chở ba người, mượn nhờ uy thế này lui về phía sau. Ba người bọn họ lui về phía sau, giờ phút này đám người Vân Nguyệt Thiên lui đúng là lui về phía đám người Trình Cung, không cần Trình Cung nói, Trình Lão Gia Tử cùng Manh Thúc lập tức phóng lên trời ra tay. Lúc ban đầu Trình Cung nói để cho bọn họ tìm cơ hội xuất thủ, trước hết giết một người trong đó, bất luận là bọn hắn hay là hách liên hồng liên, đông phương linh lung, cái thứ nhất nghĩ đến đều là âm huy. Vì gia hỏa này ghê tởm nhất, hơn nữa trong những người này thực lực của hắn yếu nhất. Nhưng càng về sau mới phát hiện, người này là kẻ khó giải quyết nhất. Giờ phút này vừa vặn bọn hắn tránh né kiếm phù, Vân Nguyệt Thiên lại lui về bên này, Trình Tiếu Thiên cùng Manh Thúc đều là người bách chiến xa trường, không cần phải nói cũng nằm hiểu, đồng thời ra tay. Vân Nguyệt Thiên lui về phía sau hoàn toàn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác hiên địa này đột nhiên cô lập hắn, cảm giác uy hiếp cường đại làm cho hắn run rẩy phát ra từ đáy lòng. Khủng bố, lực lượng thật kinh khủng, có một cái vậy mà hoàn toàn không kém tam trưởng lão, một người khác cũng không yếu. Thảm rồi, giờ khắc này thân thể Vân Nguyệt Thiên đột nhiên bành trướng, thân thể lập tức biến lớn gấp 4-5 lần, vốn là thân thể không đến 2 mét, lập tức biến thành 8-9 mét, giống như là một cái khí cầu. Oanh! Bạo tạc nổ tung, thân thể của hắn không đợi trình lão gia tử, manh thúc ra tay, vậy mà trực tiếp bạo tạc nổ tung, quy lực nổ tung này so với chính hắn toàn lực ra tay cũng mạnh mẽ hơn vài lần. Đây là hắn kiếp nổ thân thể của mình, nhưng thời điểm hắn tự bạo, từ trong thân thể của hắn có một đạo kiếm quan mang theo hạo quan hơi yếu phóng lên trời. Kiếm quan kia chính là pháp bảo của hắn, Hào quang trên đó chính là nguyên thần của hắn ngưng tụ mà thành, đạt tới thoát tục kỳ, tuổi thọ sẽ tăng trưởng, cũng không phải là bởi vì thân thể cường đại đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là sau khi tinh thần lực hóa thành thần niệm, rốt cục cũng có thể tu luyện nguyên thần. Mỗi người đều có nguyên thần, cũng có người xưng là hồn phách, càng có vài chỗ chia làm ba hồn bảy vía. Siêu phàm kỳ căn bản không có biện pháp ngưng tụ nguyên thần, chỉ có khi đạt tới thoát tục kỳ mới có thể đụng chạm đến nguyên thần còn nếu như có thể đạt tới thần tiên lục địa thì thành tựu nhân anh một khi đến lúc đó cho dù thân thể bị hủy diệt cũng có thể tiếp tục tu luyện sống lại thậm chí tìm một thân thể phù hợp đoạt xá chỉ cần nguyên thần không bị diệt sẽ vĩnh viễn bất tử thoát tục kỳ đụng chạm đến nguyên thần tuy không có biện pháp như thần tiên lục địa nhưng trong lúc nguy cấp cũng có thể sống trong thời gian ngắn đương nhiên phải nhanh chóng có người trợ giúp người như vậy không thể đoạt xá chỉ có thể ở dưới sự trợ giúp của người khác đầu thai một lần nữa hơn nữa đa số trí nhớ sẽ biến mất đương nhiên nếu như trong môn phái có người trợ giúp dẫn đạo một lần nữa tu luyện mà nói trí nhớ lúc trước sẽ nhanh chóng phục hồi vân nguyệt thiên này phản ứng cũng nhanh chóng phát hiện có tồn tại ngang với bành dũng hơn nữa là hai người đồng thời giáp công hắn hắn vậy mà quyết đoán tự bạo thân thể lại để cho phi kiếm mang theo nguyên thần chạy trốn chỉ cần chạy trốn tới chỗ tam trưởng lão hắn nhất định sẽ giúp mình trọng sinh trùng tu bởi vì cái kia cũng không quá đáng là vài chục năm thời gian đối với thoát tục kỳ mà nói cũng không tính là quá lâu mình có trụ cột này về sau nhất định có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ trở thành trợ lực cho tam trưởng lão dùng thân thể thoát tục kỳ tự bạo quả thật làm cho hai người trình lão gia tử cùng manh thúc cũng không thể không tránh lui bởi vì uy lực này thật sự quá mạnh mẽ trừ khi bọn hắn liều mạng bị thương nhưng loại thời điểm này căn bản không đáng. Tam trưởng lão, cứu ta. Thần niệm của Vân Nguyệt Thiên bám trên phi kiếm phát ra tiếng kêu thê thảm. a à. Nháy mắt sau đó, Vân Nguyệt Thiên lần nữa phát ra kinh hô, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện có 36 thanh đoạn đao, toàn bộ đều là nguyên khí cấp 3, vậy mà tạo thành một thiên cương đao trận. Thiên cương đao trận này trực tiếp cuốn phi kiếm cùng nguyên thần của hắn vào trong đó, nếu như là lúc trước, Vân Nguyệt Thiên phất tay cũng có thể phá vỡ, nhưng hiện tại nguyên thần của hắn yếu ớt đến rối tinh rối mù. Cho dù thoát tục kỳ, chỉ cần không có đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, nguyên thần đều vô cùng yếu ớt. Hơn nửa giờ phút này Vân Nguyệt Thiên đột nhiên tự bạo thân thể, mất đi căn bản, chính hắn cũng chịu trọng thương. Nguyên thần của hắn trực tiếp bị 36 thanh đoạn đao này tiêu diệt. Trình Tiếu Thiên, Manh Lão Nhi, quả nhiên là nguyên thủy ma tông các ngươi, biết chắc các ngươi có quan hệ, hôm nay nếu trưởng lão ta không giết các ngươi, thề không làm người. Bộ dạng của Trình Tiếu Thiên không khác bức họa trong tay hắn, bởi vậy mặc dù Bành Dũng chưa thấy qua Trình Lão Gia Tử cũng có thể nhận ra, manh Thúc ở Nguyên Thủy Ma Tông cũng không phải hạng người vô danh, Bành Dũng càng thêm quen thuộc. Tận mắt thấy Vân Nguyệt Thiên bị đánh chết, Bành Dũng muốn ra tay cứu viện cũng không có cơ hội, lại nhìn thấy hai người kia, hắn càng giận không kềm được. Vừa rồi đấu cùng âm huy, hắn một mực cường hành áp chế, tuy trong lòng đã có cách nghĩ giết âm huy, nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi áp chế lửa giận cũng đã đến cực hạn giờ phút này rốt cục có cơ hội bạo phát ra lập tức linh khí hạ phẩm trong tay hóa thành trăm đạo kiếm quan thần thông vạn kiếm xuyên vân trực tiếp tập trung trình lão gia tử cùng manh thúc a à. a à. lúc này bên trong đại trạch liên tiếp có vài tên phạt mạch kỳ bị giết chết phía sau lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một gã siêu phạm kỳ đúng là đông phương linh lung cùng hách liên hồng liên giết đi vào Hiện tại Đông Phương Linh Lung đã là thoát tục kỳ tầng thứ nhất, cho dù siêu phàm kỳ đỉnh phong trong tay nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, dĩ nhiên là ngươi, ha ha, thật tốt quá, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là muốn quy ta sở hữu. À, thân thể này dĩ nhiên là thân thể hỏa phượng, tốt, thật tốt quá, các ngươi đều là của ta, đều là của ta. Âm huy liên tiếp dẫn động kiếm phù, tiêu hao cực lớn, tuy uống rất nhiều đan dược cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cộng thêm vừa rồi hắn cũng chịu một ít tổn thương nhưng sau khi nhìn thấy hách liên hồng liên cùng đông phương linh lung hai mắt bắn ra hào quang hưng phấn gầm rú bay xuống dưới rút lui giờ phút này trình cung vừa mới giết chết một gã phạt mạch kỳ đỉnh phong không chút dây dưa dài dòng nào trực tiếp hạ lệnh cho trình lão gia tử cùng manh thúc vừa mới sau so chiêu với bành dũng còn có đông phương linh lung cùng hách liên hồng liên đang chém vết siêu phàm kỳ cùng phạt mạch kỳ của phong vân kiếm tông lui lại đến nhanh lui càng nhanh hơn không đợi bọn người bành dũng bộc phát âm huy lao xuống bọn hắn đang ngự kiếm phóng ra ngoài thành đến đột nhiên lập tức vết ra rồi lại ở trong nháy mắt bỏ chạy đã đến cấp độ như bọn hắn muốn bỏ chạy trong nháy mắt đã đi vài dặm thời điểm phía dưới kịp phản ứng muốn đuổi theo cũng đã chạy ra khỏi thành là bọn hắn khẳng định đều là bọn hắn dở trò quỷ, cũng dám trêu đùa chúng ta, nhất định phải bầm thay bọn chúng vạn đoạn. Chương gia trống giận, vô cùng tức giận đuổi theo. Bành Dũng càng giận, tốc độ truy đuổi càng nhanh hơn, về phần âm huy bởi vì vừa rồi bộc phát nên bị thương không nhẹ, mãnh liệt vận chuyển pháp lực muốn đuổi theo, vì vội vàng nên trực tiếp phun ra một búng máu. Thời điểm hắn hơi chút ổn định thoáng một phát lại truy đuổi, cũng đã rơi lại phía sau. Bên trên bầu trời, trình lão gia tử cùng manh thúc dựa theo yêu cầu của trình cung phối hợp với bọn người truy đuổi cũng không có trực tiếp bay về phía vũ thân vương phủ dùng tốc độ của bọn hắn muốn tới vũ thân vương phủ là quá dễ dàng nhưng nói như vậy sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất bởi vậy hai người bọn họ thỉnh thoảng quay đầu lại chiến thoáng một phát sau đó lại bỏ chạy về phần ba người trình cung đông phương linh lung hách liên hồng liên vừa bắt đầu thì ngự kiếm bay ra vân ca thành sau đó lại dùng tốc độ chạy như bay dưới mặt đất như vậy mới có thể để cho đám người phong vân kiếm tông đuổi theo cho dù trương vi bành quyên cùng một ít siêu phàm kỳ truy nhanh cũng không sao có đông phương linh lung là có thể nhẹ nhõm ngăn cản đám người kia một chiêu này giống như là dẫn quái thú ở yêu thú xâm lâm thiết trí tốt một cái bẫy chọc giận quái thú sau đó dần dần dẫn một đám quái thú vào bẫy dưới tình huống bình thường bọn hắn cử động khác thường như vậy sớm sẽ bị chú ý tới thậm chí cử động của trình lão gia tử cùng manh thúc cũng rất khó tránh được con mắt của bành dũng dù sao bọn hắn trốn không phải trốn chiến không phải chiến rõ ràng là có vấn đề nhưng lúc này đám người của phong vân kiếm tông đã mất đi lý trí tất cả oán khí tất cả tức giận giờ phút này hoàn toàn bạo phát ra mặc kệ hết thảy cũng phải giết chết bọn hắn dưới sự nổi giận mất đi lý trí bọn hắn đã không có năng lực phán đoán các ngươi là của ta các ngươi ai cũng chạy không thoát bàn tay của ta ha ha yên tâm ta sẽ không đối đãi các ngươi như đối đãi với những người khác ta sẽ cho các nàng trở thành thị thiếp của ta còn có thể làm cho công lực của các ngươi đại tăng hưởng thụ vinh hoa vô tận bởi vì thương thế nên thời điểm tới bên ngoài vũ thân vương phủ âm huy mới đuổi theo tới trên không trung ngự kiếm mà đi âm huy vô cùng kích động hưng phấn gầm rú lấy thanh âm của hắn đã sớm kinh động đến người trong vũ thân vương phủ người phương nào tới đây ồn ào không được tùy ý phi hành trong không trung lập tức lui xuống nếu không giết chết bất luận tội giờ phút này trong phủ thân vương có một gã siêu phàm kỳ ngự kiếm bay ra dám ngăn cản ta bắt mỹ nhân hưởng thụ chết giờ phút này hai mắt âm huy hiện ra hào quang màu đỏ như máu còn có hào quang hưng phấn mang theo dâm dục trong mắt chỉ có đông phương linh lung cùng hách liên hồng liên vừa thấy có người đi ra cản trở còn ở đằng kia lớn tiếng quát to còn dứt không tha hắn trực tiếp một chỉ bành cốt kiếm trước kia chỉ làm đám người bành dũng huyết khí cuồng cuồng giờ phút này trực tiếp đâm vào thân thể người kia rồi nổ tung lập tức đánh chết siêu phàm kỳ này bản thân âm huy tu luyện công pháp tà môn cộng thêm căn cơ cũng không tính bền chắc bởi vậy hắn chịu ảnh hưởng lớn nhất giờ phút này đã lâm vào trạng thái điên cuồng không quan tâm tất cả bà mẹ nó thằng này thật đúng là điên rồi bất quá như vậy rất tốt nhanh, có ai không, địch nhân giết tới đây, nhanh có ai không, cứu mạng a. À? Thấy Vũ Thân Vương phủ, Trình cung lập tức lớn tiếng hô lên. A, à, không xong, vậy mà giết chết một gã đại thống lĩnh. Mau tới, người đâu, không xong, địch nhân giết tới cửa. Toàn bộ Vũ Thân Vương phủ đều nổ tung, tuy mười vạn đại quân sau khi kiểm duyệt liền lập tức trời khỏi, cũng không có trú đóng quá gần Vân Ca thành. Nhưng thân là Thân Vương thì vệ bình thường bên người Vũ Thân Vương cũng có gần vạn người Hơn nữa ở trong Vũ Thân Vương Phủ càng là cao thủ nhiều như mây Lập tức có 7 tám đạo kiếm quang bay lên không trung Sưu 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 Cung nỏ khổng lồ lập tức xả kích lên đám người Trương Vi, Bành Nguyên Về phần đám người Trình Cung Trước tiên đã xông vào Vũ Thân Vương Phủ Hơn nữa hắn một đường hô lớn có địch nhân dết tới đây Cộng thêm thanh âm của hắn tất cả mọi người đều quen thuộc Trình Cung, đây không phải là Trình Cung sao hắn làm sao vậy? Như thế nào thảm như vậy, vậy mà làm cho người ta đuổi giết đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ có người tạo phản hay sao? Quan quân phía dưới cũng không biết sự tình bên trong vân ca thành, không biết phong vân kiếm tông muốn đối phó trình gia, người của trình gia đều biến mất. Hơi chút do dự, trình cung đã xông tới. Còn đứng ngay ra đó làm gì, ngăn bọn hắn lại, nhanh, nhanh thông tri vũ thân vương, địch nhân dết lên đây thấy sau khi bọn hắn đi vào có một chút người đang do dự, trình cung trực tiếp quát một tiếng, cứ tự nhiên như mình là chỉ huy. Giờ phút này, bọn người trương vi đã rất nhanh xông tới, về phần âm huy càng là từ không trung đuổi theo. Xem các ngươi chạy đi đâu. Âm huy cười lớn một tiếng, liền phóng xuống phía dưới. Cũng dám giết người trong vương phủ, bắt lại cho ta. Lúc này, vị kim sư huynh trong vũ thân vương phủ đã xuất hiện, thét ra lệnh một tiếng, bên người lập tức có một gã thoát tục kỳ tầng thứ ba cầm một cây cung, bắn ra một mũi tên. Tồn tại thoát tục kỳ sử dụng cung tiễn là nguyên khí cấp 10, quy lực tự nhiên không giống bình thường. Bành Âm huy ngăn cản được, nhưng thân thể cũng bị chấn lui về phía sau hơn 10 mét, nháy mắt sau đó có ba mũi tên liên hoàn phóng tới. Gia Gia, nhanh đến bên này, đến địa bàn của chúng ta là an toàn. Lúc này, trình cung rất nhanh đã vọt vào bên trong vũ thân vương phủ, còn lớn tiếng hô hào về phía trình tiếu thiên trên không trung. Phốc. Hách liên hồng liên thật sự là nhìn không được, rốt cục cười ra tiếng. Hắn thật là vô sĩ, vừa rồi quát lớn mọi người phòng ngự, công kích như vậy, bây giờ lại còn không biết xấu hổ nói đến địa bàn của chúng ta là an toàn, nếu không biết thật đúng cho là hắn nói thật. Ân, ừ, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Giờ phút này Kim Sư Huynh cũng nhíu mày, đến bây giờ hắn còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì lúc nào ở đây đã thành địa bàn của hắn còn an toàn hắn cho rằng đây là chỗ tránh nạn sao còn ở đằng kia hô to gọi nhỏ những người kia tới ai dám ngăn cản ta ai dám giành giật nữ nhân với ta các nàng là của ta đi chết đi âm huy liên tiếp ngăn cản không nghĩ qua rốt cục bị trúng tên đến mất đi nửa cái tai nhưng hắn cũng bởi vậy mà càng thêm điên cuồng kiếm phù bên trong mi tâm lập tức bạo phát ra vừa rồi hắn liên tiếp sử dụng kiếm phù hai lần tuy bành dũng ngăn chặn được nhưng cũng phải bị thương nhẹ. Nhưng này cũng không phải nói uy lực kiếm phù này yếu đi, chỉ có thể nói bành dũng đã hiểu chiêu này quá rõ, còn có, thực lực của hắn đầy đủ mạnh mẽ. Tránh mau. Kim Sư Huynh cũng rất lợi hại, nhưng so với bành dũng hiển nhiên chênh lệch một ít, thời điểm hắn phát giác được không đúng đã chậm. Một gã siêu phàm kỳ, còn có tên thoát tục kỳ tầng thứ ba kia, cùng với rất đông binh sĩ phía dưới, ở dưới kiếm phù này toàn bộ hóa thành hư vô, mà người bị thương thì không kể xiết. Ba đạo kiếm phù là âm trường khiếu ngưng tụ ra cho Âm Huy, để hắn trong lúc nguy cấp bảo vệ tánh mạng, chỉ cần không phải hắn gặp thần tiên lục địa, hắn đều có cơ hội chiến một trận. Dưới tình huống bình thường, Âm Huy cũng không có thể đơn giản sử dụng cái này, đáng tiếc giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Oanh. Oanh. Bành bành bành. Giờ phút này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Trình Tiếu Thiên Mạnh thúc dựa theo lời của trình cung, không có tiếp tục lưu lại ở không trung, trực tiếp bay xuống phía dưới. Bọn hắn trực tiếp tiến vào các công trình kiến trúc trong vũ thân vương phủ, bành dũng cùng chương gia liều lĩnh đuổi giết đám bọn họ, bọn hắn trốn vào bên trong công trình kiến trúc nào, hai người kia liền trực tiếp hủy diệt. Lần này liền náo nhiệt, toàn bộ vũ thân vương phủ triệt để ngất trời. Đám người trương vi, bành quyên thì bị vây khốn, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất mạnh, liên tục chém giết không ngừng có người tử vong. Âm huy bên này sau khi lần thứ ba bạo phát kiếm phù, cũng có chút ít chống đỡ không nổi, Kim Sư Huynh rốt cục cũng nổi giận ra tay. Bởi vì vừa rồi ở trước mắt hắn, nhiều người bị giết như vậy, thậm chí còn có một gã thoát tục kỳ được xưng đệ nhất thần xạ thủ bị giết chết. Lúc này, bên trong một tòa mật thất ở Vũ Thân Vương Phủ, lúc này bên người Vũ Thân Vương là người áo đen thần bí cùng với hắc Viên Vương, Vương. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần vũ thân vương hợp tác cùng ta, giúp ta đoạt lại Vân Đan Tông một lần nữa, giết phụ tử Khương Lan, Khương Vĩ Tường, về sau ta sẽ liên tục không ngừng cung ứng đan dược cho vũ thân vương. Hiện tại thân vương đang tìm cách đối phó trình gia, hắn là địch nhân của chúng ta, có trợ giúp của ta, thân vương mới có thể dễ dàng tiêu diệt trình gia. Đến lúc đó, vũ thân vương ngài bất tiện làm một chuyện gì đó, ta sẽ giúp ngài đi làm. Người ngồi ở đối diện vũ thân vương, chính là tô liệt trước kia đào tẩu khỏi vân đan tông chỉ là giờ phút này khí thế của hắn đã rất mạnh ngươi còn không xứng nói điều kiện cùng bản vương càng không xứng nói chuyện hợp tác cùng bản vương ngươi bây giờ là một chó nhà có tang ngươi lấy cái gì đến nói điều kiện với ta bản vương là vũ thân vương của đế quốc trong tay khống chế mười vạn đại quân mấy lộ thủy quân thủ hạ cao thủ nhiều như mây đang dược nhiều không kể xiết ngươi một cái chó nhà có tang lại đến đây nói chuyện hợp tác cùng ta ngươi không thấy là rất buồn cười sao? Bản vương không có thời gian nói nhảm với ngươi, nếu ngươi đầu nhập vào bản vương, hiệu lực vì bản vương, bản vương xem tâm tình có lẽ sẽ giúp ngươi đoạt lại vân đan tông, nếu không, chết. Vũ thân vương ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có coi tô liệt vào trong mắt. Trong mắt tô liệt hiện lên tức giận, càng có một loại cảm giác điên cuồng. Ha ha, vũ thân vương, hôm nay ta đã có thể đến tìm ngươi, tự nhiên có biện pháp rời khỏi không tin ngươi thử xem ta biết rõ ngươi ở bên trong di tích lấy được một đám đan dược nhưng những đan dược kia của ngươi sẽ có ngày dùng hết nhưng ngươi biết không ta hiện tại đã là đan sư cấp 9, cách đan đạo đại sư chỉ thiếu chút nữa chỉ cần ta có được nữ hài có ẩn phong thân thể kia là có thể luyện chế nhân đan có thể trở thành đan đạo đại sư có thể hợp tác cùng một vị đan đạo đại sư chắc hẳn sẽ không có làm nhục vũ thân vương ngươi a à. tôi liệt nói xong mà quang trong mắt bùng phát ngẩng đầu nhìn người áo đen. Ngươi tốt nhất đừng động thủ, tuy lực lượng của ta không bằng ngươi, nhưng ta có một môn thần thông có thể lập tức rời khỏi nơi này. Nếu như hôm nay Vũ Thân Vương không hợp tác cùng ta, vậy sau này chúng ta là địch nhân, nhiều một vị đang đạo đại sư làm bằng hữu, hay là nhiều một vị đang đạo đại sư địch nhân, Vũ Thân Vương ngươi tự mình lựa chọn. Hừ, bất quá là dựa vào ngoại lực đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 8, cũng dám hung hăng càng quấy ở trước mặt lão tổ. Hắc bào nhân thấy tô liệt hung hăng càng quấy như thế cũng rất khó chịu, nằm ngón tay nổi lên huyết quang, có ý tứ tùy thời xuất thủ. Ngươi xem cái này một chút. Tô liệt nói xong, cánh tay xé rách lồng ngực ở vị trí trái tim. Lồng ngực bị hắn xé mở, rất nhanh tách ra làm hai, trái tim của hắn hoàn toàn không giống người bình thường, không ngờ lại là một viên ma hạch đang nhảy nhót, bên trên tản ra lực lượng thần kỳ. Phụ thân của tô liệt là Lam Mi nói cho hắn biết, Trước khi đạt tới thần tiên lục địa thì không được ra tay, nhưng mà rất nhanh Tô Liệt đã dung hợp ma hạch, dung hợp lực lượng phụ thân. Vốn là ở vào siêu phàm kỳ đỉnh phong, hắn rất dễ dàng đã đột phá, hơn nữa một hơi đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ tư, sau đó hắn lại mượn nhờ ma hạch, triệt để làm cho ma hạch này thay thế trái tim. sau phụ thân hắn còn hung ác hơn, căn bản không để ý ảnh hưởng của ma hạch này đối với hắn. Ở dưới loại điên cuồng này, Lực lượng của hắn rất nhanh bạo tăng tới thoát tục kỳ tầng thứ 8 Ma hạch, tại sao ngươi có thể có loại vật này? Vũ Thân Vương kiến thức cũng không ít, liếc mắt liền nhận ra cái này Nếu như không có chút tài sản, sao xứng đàm phán cùng Vũ Thân Vương? Tô Liệt không che giấu đắc ý chút nào, tay nâng lên, lòng ngực vỡ ra vậy mà rất nhanh khép lại Cái này đã vượt xa năng lực khép lại của thoát tục kỳ, đạt tới một loại trình độ khủng bố ma hạch này đã dung hợp làm một với ta chỉ cần thần niệm ta khẽ động nó sẽ bạo tạc nổ tung bành tô liệt làm ra bộ dạng bị nổ tung cười nói ở đây hết thảy đều hóa thành hư vô đây là ma hạch của đại ma vương tương đương với cảnh giới thần tiên lục địa của chúng ta uy lực nổ tung đủ để làm trọn cái vũ thân vương phủ này hóa thành hư vô nhớ kỹ nếu như không có lực lượng thần tiên lục địa chớ kêu la ở trước mặt ta tính cách này của tô liệt hoàn toàn không giống với tình báo trước kia, sao hắn lại hung hăng càng quấy, làm càng như thế? rầm rầm. nhưng vào lúc này, toàn bộ mật thất đều rung động lắc lư, bên trên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ vũ thân vương phủ loạn cả lên. hơn nữa lúc này, vũ thân vương cũng nhận được tín hiệu đặc biệt do kim sư huynh gửi tới, đã biết sự tình xảy ra hôm nay của vũ thân vương phủ. tốt, từ nay về sau ta và ngươi liên thủ, hôm nay vừa vặn bên trên có người xâm phạm xem ra Tô Tông chủ luyện ma công có thành tựu, không bằng để cho bản vương mở mang kiến thức. Khuôn mặt vũ thân vương đột nhiên biến đổi, cười cười đưa tay làm dấu mời. Ha ha, đã biết vũ thân vương là người thông minh. Tính cách của Tô Liệt hoàn toàn bất đồng cùng trước kia, lớn tiếng cười nói. Vũ thân vương phủ, há lại cho các ngươi làm càng. Nhưng vào lúc này, trong vũ thân vương phủ có hai đạo nhân ảnh lao ra, sau đó càng có hơn 10 người xông về đám người trương vi, bành nguyên. Hai người hát bào nhân, Tô Liệt trực tiếp lao ra, ngăn cản Bành Dũng, chương gia đang điên cùng phá hoại vũ thân vương phủ. Mà một mặt khác, ba gã siêu phàm kỳ đỉnh phong cùng 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong, trực tiếp bao vây đám người Bành Nguyên, Trương Vi. Trình cung, tốt một chiêu di hoa tiếp mộc, bản vương phải cảm tạ ngươi như thế nào cho phải đây? Lúc này, sau lưng trình cung truyền đến thanh âm rét rung của vũ thân vương, nghe mà thấy lạnh cả người vũ thân vương vừa tới đã minh bạch là xảy ra chuyện gì trong lòng vừa tức vừa sợ tức giận là không nghĩ tới trình cung lại dẫn lửa tới đốt nhà mình khiếp sợ chính là sao trình cung có thể làm được chẳng lẽ đám người phong vân kiếm tông này đều là ngu ngốc chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là kế sách di hoa tiếp mộc chỉ cần bọn hắn nhằm vào trình cung trình tiếu thiên thậm chí mình sẽ phối hợp bọn hắn đuổi người trình gia ra nếu như thời cơ thích hợp thậm chí cũng có thể ra tay liên thủ cùng bọn họ, đây chính là cơ hội tiêu diệt trình gia tốt nhất. Nhưng mà cục diện bây giờ rõ ràng cho thấy đầu óc đám người Phong Vân kiếm tông đã hư mất, dết điên rồi, căn bản mặc kệ hết thảy, chỉ có dết. Một đám gia hỏa không có đầu óc, sao Phong Vân kiếm tông lại phái bọn hắn đến? Loại ý niệm này chỉ là chợt lóe lên trong đầu, nháy mắt sau đó Vũ Thân Vương cũng cảm giác được không có khả năng. Không nói trước Phong Vân kiếm tông là dạng môn phái gì, chỉ là mấy người này có thể tu luyện tới thoát tục kỳ làm sao đần được trong này khẳng định có vấn đề hơn nữa vấn đề nằm ở trên người trình cung đến cùng trình cung làm cái gì với bọn họ mà có thể khiến những người này như thế pháo hoa chẳng lẽ có quan hệ cùng cái kia không có khả năng tuy mấy cái pháo hoa làm cho người ta tức giận nhưng cũng không trở thành mất đi lý trí a à? vũ thân vương thật sự nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn cũng không có biện pháp người phong vân kiếm tông rõ ràng mất đi lý trí, hơn nữa giết nhiều người trong vũ thân vương phủ của hắn như vậy, còn hủy diệt hơn phân nửa vũ thân vương phủ, lúc này bọn hắn muốn lui cũng không được. Nếu như lui ra, người phía dưới sẽ nghĩ như thế nào, truyền đi sẽ trở thành cái gì, bởi vậy biết rõ bị trình cung lợi dụng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, bởi vậy khi thấy trình cung, lần đầu ngữ khí của hắn trở nên băng hàng, âm lãnh như vậy. Bái kiến vũ thân vương, ngươi cần phải làm chủ cho ta, những thứ này quả thực coi trời bằng vung, một không vương pháp, vậy mà muốn giết ta cùng gia gia của ta. Cái này cũng chưa tính, bọn hắn còn muốn giết thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cùng lão bộc trung thành nhất bên người tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông. Những cái này cũng không coi vào đâu, ngươi xem một chút, bọn hắn vậy mà dám giết người tê của hân vương ngài, còn muốn hủy diệt vương phủ, quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trình Cung vô cùng kích động nói, trong khi hắn nói chuyện, Trịnh lão gia tử, Mạnh Thúc cũng chạy tới. Lão thần bái kiến Vũ Thân Vương. Trình lão gia tử nói, cấp bậc lễ nghĩa không thiếu một chút, làm bộ muốn hành lễ. Lão quốc công miễn lễ. Vũ Thân Vương ở trước mặt Trình Tiếu Thiên cũng không dám vô lễ, vội vàng tiến lên ngăn lại, sát khí vừa rồi lập tức biến mất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không thể không nghĩ tới giết chết Trình Cung, thậm chí là hợp tác cùng những người này. Bởi vì nếu như có thể triệt để tiêu diệt Trình Cung cùng Trình gia, vậy sau này đệ nhất nhân trong quân đội của Lam Vân Đế Quốc không phải mình thì không còn ai. Nhưng nháy mắt sau đó Trình Tiếu Thiên, Mạnh Thúc xuất hiện, khí thế cùng áp lực trên người hai người này, lập tức làm cho Vũ Thân Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như giờ phút này hắn hơi chút hiển lộ ra ý tứ muốn đối phó Trình Gia, nói không chừng đám người kia trước giết chết mình. Hiện tại toàn bộ thủ hạ của mình đang đối phó người của Phong Vân Kiếm Tông, mặc dù có hắc viên vương, vương ở bên người, nhưng mà tuyệt đối không ngăn được hai vị này. Mà Trình Cung vừa nói, càng làm cho vũ thân vương nhảy dựng, thánh nữ nguyên thủy ma tông, hỗn đảng, trách không được hắn dám đối nghịch cùng phong vân kiếm tông, nguyên lai được nguyên thủy ma tông ủng hộ. Cái này liền phiền toái lớn. Trong lòng hận không thể hiện tại lập tức liên hợp cùng bành dũng giết chết Trình Cung, nhưng cũng không dám biểu hiện, càng không dám đi làm. Bởi vì giờ phút này mình rất nguy hiểm, lúc này có cả nguyên thủy ma tông, tiêu diệt trình gia thì không sợ cái gì nhưng vết nhi nữ của tông chủ nguyên thủy ma tông trừ khi mình chạy trốn tới hải ngoại vĩnh viễn không trở lại nếu không chết chắc rồi lão quốc công trình đại thiếu chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng ân oán của các ngươi ta cũng không muốn nhúng tay bất quá lão quốc công đã tới nơi này ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản một khắc cho các ngươi có thời gian rời khỏi giờ phút này vũ thân vương đã sớm tức giận đến muốn chửi mẹ trong lòng hận không thể lập tức đập chết hai ông cháu đê tiện này nhưng tình thế bức bách hắn không có biện pháp nào khác lần nữa bị trình cung đâm một dao tổn thất đã rất thảm trọng nếu như tiếp tục đánh tiếp tổn thất kia liền nghiêm trọng hơn trong lòng của hắn cũng tin tưởng nếu như binh lính bình thường chết thì không sao nhưng nếu như vũ lực đỉnh phong bên mình bị tổn thất tổn thất kia thật sự lớn đến trình độ làm cho hắn cũng đau lòng giờ phút này vũ thân vương cho thấy quyết đoán của hắn rất rõ ràng rất trực tiếp, tuy chưa nói nếu như bọn hắn không đồng ý sẽ như thế nào, nhưng ngữ khí, thần thái đã cho thấy uy nghiêm. Phản ứng đầu tiên của Trình Lão gia tử chính là nhìn về phía Trình Cung. Một màn này làm Vũ Thân Vương chấn động. Một khắc quá ít a, à, ít nhất cũng phải một nén nhang. Nếu không một đám già, trẻ chúng ta chạy chưa được bao xa đã bị giết. Người khác nghe nói chúng ta đã đến Vũ Thân Vương phủ, Vũ Thân Vương ngươi cũng không bảo vệ được chúng ta, sẽ nói Vũ Thân Vương ngươi như thế nào? Kỳ thật ta không sợ chết, chỉ sợ sau này người khác nói vũ thân vương ngươi mắt thấy trụ cột quốc gia bị giết mà thờ ơ, đời sau ghi lại, như thế cũng không tốt. Trình Cung rất nghiêm túc nói. Vũ thân vương nghe xong muốn học máu, còn cân nhắc vì ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra miệng. Mình hiện tại hận không thể giết chết đám người này, còn một nén nhang, ngươi cho rằng đây là cái gì, chợ bán thức ăn hay sao mà còn cò kè mặt cả. Nếu không như vậy đi, một khắc cũng được, nhưng mà có một thỉnh cầu nho nhỏ vũ thân vương ngươi chuẩn bị cho chúng ta một ít bảo mã không biết có được không trình cung nghĩ nghĩ giống như thỏa hiệp nói vũ thân vương nghe xong tuy cũng không thoải mái trong lòng đang mắng cha chửi mẹ nhưng cái này vẫn có thể tiếp nhận hiện tại chính là nhanh chóng tiễn đưa các ôn thần này đi sau đó nói chuyện cùng đám người phong vân kiếm tông mỉa nó chẳng lẽ bọn hắn trúng độc hay là bị trình cung hạ dược nếu không sao nguyên một đám ngu dốt như vậy cái bẫy sờ sờ ra đó cũng nhìn không ra tốt cái này bản vương đồng ý hiện tại vũ thân vương gật đầu đáp ứng đúng rồi nhớ rõ phải là bảo mã thượng đẳng trình cung đoạt lời bổ sung bảo mã thượng đẳng ngươi cho rằng đây là địa phương nào ngươi cho rằng bây giờ ngươi tới làm gì trình cung không nên kéo dài thời gian trình lão quốc công nên giúp ta đã giúp nhưng mà cũng đừng ép ta vũ thân vương rốt cục phát nổ còn bảo mã thượng đẳng mình tổng cộng có bao nhiêu bảo mã thượng đẳng hơn nữa cho dù có cũng không có thể cho hắn quả thực nói chuyện hoang đường viễn vông nhưng màn kịch tiếp theo làm hắn muốn té xỉu vũ thân vương thời điểm trình tiếu thiên ta đối mặt liên quân của ngũ quốc ngàn vạn địch nhân còn không sợ hiện tại ngươi đang hù dọa ta sao trình lão gia tử trừng mắt lực lượng thoát tục kỳ siêu cấp đỉnh phong trực tiếp áp bách vũ thân vương ân Vũ thân vương buồn bực kêu lên một tiếng, mặc dù có chuẩn bị, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, trình lão gia tử không chút khách khí áp bách, khóe miệng hắn vẫn chậm rãi chảy máu. Làm càng. Người đứng phía sau vũ thân vương muốn động thủ. Manh thúc, đông phương linh lung, hách liên hồng liên cũng tiến tới một bước, trong bọn họ không ai quan tâm vương gia là cái quái gì. Vũ thân vương nhấc tay trái lên, ngăn người phía sau mình lại, chậm rãi lấy tay lau khóe miệng ta có thể làm được ta đã nói, chính các ngươi nhìn xem mà xử lý, người đâu, khởi động đại trận trong một khắc. Vũ thân vương nhìn trình lão gia tử, nhìn trình cung, lui về phía sau từng bước một. Ngươi làm gì vậy, chẳng phải một khắc thời gian sau, tốt, ta đồng ý, làm gì kích động như vậy, khẩn trương như vậy làm gì. Ha ha, gia gia, chúng ta đi. Trình cung nói xong, cười lớn bay ra ngoài. Hắn cũng không phải đi theo cửa sau, mà là mang nhóm người trình lão gia tử nghênh ngang đi ra cổng trước này cố gắng a à, cứ đánh đi nói các ngươi đần các ngươi còn không thừa nhận thực cho rằng ta không có biện pháp đối phó các ngươi sao xem ta đùa chết các ngươi như thế nào thấy không ở đây đều là người của chúng ta muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay bất quá hiện tại bản đại thiếu đói bụng muốn đi ăn cơm các ngươi ở đây chậm rãi chơi các tướng sĩ thời điểm giết địch lập công đã đến Dết một người bản đại thiếu thưởng trăm vạn lượng, dết xong mang đầu đến trình phủ nhận thưởng. Ta đi đây, các ngươi chậm rãi chơi. Trình cung vừa chạy vừa nói, hắn nói truyền khắp vũ thân vương phủ, đám người bành dũng tức giận đến phát điên. Âm huy càng nhìn không được, nhưng bọn hắn bị ngăn lại, căn bản không có biện pháp thoát thân. Trình cung, là trình cung, thế nào lại là ngươi? Dết, dết, tại sao là hắn, tại sao là hắn? nhưng làm cho đám người bành dũng không nghĩ tới chính là còn có người càng kích động hơn so với bọn hắn. Hắc bào nhân cùng tô liệt không nghĩ tới người bọn hắn ra tay cản lại, dĩ nhiên là người muốn giết trình cung. Bành hơi chút phân thần, hắc bào nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, áo đen trên người hắn bị đánh nát. A, à, huyết y lão tổ, mẹ nó, quả nhiên là ngươi, thực cho rằng lão tự đoán không được là ngươi sao? Vừa ngửi thấy mùi thối trên người ngươi là bản đại thiếu nhận ra ngay trình cung nhìn thấy áo choàng của hát bào nhân bị đánh nát bên trong đúng là huyết y lão tổ lúc trước đào tẩu a à, lão tổ muốn giết ngươi trình cung ta muốn giết ngươi tô liệt huyết y lão tổ đều có thù không đội trời chung với trình cung mỗi ngày hai người đều nghĩ đối phó trình cung như thế nào lại không nghĩ tới hôm nay giúp hắn ngăn địch nhân vũ thân vương chính ngươi nhìn mà xử lý thời gian một khắc còn chưa tới nếu như bọn hắn tập kích ta mà nói hư hư Trình Cung nói truyền khắp toàn bộ Vũ Thân Vương phủ. Quyết Y Lão Tổ, Tô Liệt, nơi này có Thánh Nữ Nguyên Thủy Ma Tông, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị. Các ngươi không muốn chết thì tốt nhất nghe bản vương nói. Hiện tại trước ngăn bọn hắn lại, đến thời gian thả bọn họ đi. Vũ Thân Vương tức giận sắp thổ huyết, nhưng dưới tình huống không có nắm chắc không thể động thủ. Vạn Nhất kết thù cùng Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Nhất Trình Tiếu Thiên không chết, những hậu quả này hắn gánh không nổi. Tuy huyết y lão tổ, tôi liệt hận không thể ăn thịt, uống máu Trình cung, nhưng bọn hắn còn không có mất đi lý trí như đám người Âm Huy, Bành Dũng. Nghe xong lời này của Vũ Thân Vương, lập tức đều dừng lại, lần nữa dây dưa cùng đám người Bành Dũng. Ha ha, cảm ơn, các ngươi chậm rãi chơi đi. Âm Huy, Bành Dũng, các ngươi nhìn này. Thanh âm Trình cung lần nữa truyền đến. Bành bành. Sau một khắc, Trình lão gia tử cùng manh thúc đang rời khỏi cùng trình cung đột nhiên ra tay, lập tức đánh chết Trương Vi cùng Bành Nguyên. Dùng lực lượng hai người bọn họ, muốn giết chết hai người này quả thực quá dễ dàng, huống chi là đột nhiên đánh lén, lập tức liền đánh chết hai người. Sau khi đánh chết hai người này, năm người đồng thời bay lên, trình cung điều khiển phi đao, những người khác nhau nhau ngự kiếm, lập tức phóng tới xa xa. Bành Dũng, ngươi thấy không, đồ đệ của ngươi cũng bị giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Pháo trúc của ta luôn hoan nghênh ngươi, nói ngươi là loại ngu ngốc, nói không sai chứ. Âm huy, người của ngươi đều bị ta giết, có năng lực ngươi tới giết ta đi. Đoạt nữ nhân cùng bản đại thiếu, ngươi còn kém xa lắm, các nàng đẹp không, nhưng nói với ngươi cũng không có sao, bởi vì các nàng đều là nữ nhân của bản đại thiếu, đều là của ta. Ha ha! Tiếng cười không kiên nể gì cả, làm càng, hung hăng càng quấy vang vọng ở trên không toàn bộ vũ thân vương phủ vậy mà ở vương phủ của ta lại để cho hắn hung hăng càng quấy như thế bị hắn hãm hại chịu tiếng xấu thay cho người khác còn ép bản vương phải giúp hắn vô liêm sĩ trình cung bản vương tuyệt đối không tha cho ngươi quá ghê tởm thật sự quá ghê tởm bản vương cho tới bây giờ còn chưa chịu qua uất khí như thế hắn nhìn lại vũ thân vương phủ bây giờ đã thành bộ dáng gì rồi biết rõ bị trình cung hãm hại mà vẫn phải giúp hắn chống đỡ địch nhân vừa rồi vũ thân vương cũng từng có liều lĩnh trong nháy mắt muốn mệnh lệnh thủ hạ liên hợp người của phong vân kiếm tông giết đám người trình cung nhưng hắn còn không có mất đi lý trí hắn còn rất thanh tĩnh cho dù hắn lệnh thủ hạ ra tay có thể giết chết trình tiếu thiên hay không còn là một ẩn số nếu như chỉ giết chết trình cung không có giết chết trình tiếu thiên hoặc là để thánh nữ nguyên thủy ma tông chạy thoát kia là hậu hoạn vô cùng vũ thân vương phiền muộn Tô Liệt cùng huyết y lão tổ càng thêm phiền muộn, huyết y lão tổ bị trình cung đốt hang ổ, Tô Liệt cũng đã mất đi Vân Đan Tông, thậm chí ngay cả cha ruột cũng bị giết. Vừa rồi bọn hắn ở trong mật thất đối chọi gay gắt, thần thương khẩu chiến nói chuyện hợp tác, chủ yếu chính là nói đối phó trình cung như thế nào. Kết quả vừa ra tới, lại giúp hắn ngăn đón địch nhân. Nếu như vừa mới bắt đầu huyết y lão tổ, Tô Liệt biết chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không xông mạnh như vậy. Bọn hắn vừa lao tới, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí muốn biểu hiện một phen, bởi vậy xung phong liều chết rất mãnh liệt. Căn bản không có chú ý tới đám người trình cung, dù sao một khi giao chiến cùng đám người thần thông quảng đại như Bành Dũng, Chương Gia, cũng không còn thời gian đi chú ý chuyện khác, không cẩn thận một chút là mạng. Hôm nay quả đắng này, quả thật làm cho bọn hắn muốn khóc. Lúc nãy bọn hắn đã muốn giết trình cung, nhưng vũ thân vương truyền âm làm cho bọn họ do dự, trong lúc bất tri bất giác lại lần nữa ra tay cản trở đám người Bành Dũng. So với hắn điên cuồng hơn chính là đám người Bành Dũng, nếu như nói vừa bắt đầu Bành Dũng còn có chút lý trí, như vậy giờ phút này cái gì cũng không để ý. Đồ đệ, đây chính là đồ đệ của hắn, vậy mà người khác giết ở trước mắt hắn. Mà giờ khắc này, sau khi huyết y lão tổ, Tô Liệt Thoáng do dự lại lần nữa cản trở hắn, Bành Dũng đã triệt để bạo nộ rồi. Giết, giết, giết liên tiếp tuôn ra ba chữ dết, thân thể bành dũng như liễu trước gió đông đưa. Vân huyễn phần thân thuật. Đây là một môn thần thông khác của bành dũng, lập tức mây trên bầu trời tựa hồ bị cuốn xuống, ngưng tụ thành hai bóng người hư ảo, bên trong hai bóng ảnh kia vậy mà ngưng tụ lực lượng cường đại. Vân huyễn phần thân thuật này nửa thật nửa giả, thật giả chuyển đổi, từng cái phân thân đều ẩn chứa ba thành lực lượng bản thân, nhưng mà có thể lập tức chuyển di lực lượng bản thể tập kích địch nhân. Từng cái vân huyễn phần thân đều có nhiều năm cô động, hai cái vân huyễn phần thân này, từng cái đều hao phí 10 năm tâm huyết của Bành Dũng mới cô động thành. Lần này huyết y lão tổ có thể xui xẻo, hắn trải qua sự tình lần trước, sau khi đầu nhập vào vũ thân vương thì dốc lòng tu luyện, tự nhận là lực lượng tăng mạnh. Nhưng mà hắn không hề giống Bành Dũng, không có linh khí hạ phẩm, càng không có nhiều thần thông như vậy, bị đánh chật vật không chịu nổi. Quan trọng nhất là trong nội tâm uất tức ức, tâm lý đang rỉ máu. Ta, đều là của ta. So với việc bành dũng bên kia, hiện tại âm huy đã có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà vừa nghe câu này của trình cung, đều là của ta, hắn càng thêm điên cuồng. Cúc ngay, cúc ngay, cúc, thân thể hỏa phượng, đó là của ta, là của ta, nữ nhân, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều là của ta, mỹ ngọc cốt sàng, bạo, cốt kiếm, bạo, bạo, bạo. Trước kia âm huy cũng liên tiếp bị thương, hơn nữa phụ thân hắn cho hắn ba đạo kiếm phù đã dùng hết toàn bộ. Tuy trên người hắn còn rất nhiều pháp bảo, nhưng không có cường đại như kiếm phù. Cũng may sau khi vũ thân vương đi ra, nhìn ra tình huống không đúng, âm thầm truyền âm không để cho kim sư huynh kia hạ tử thủ. Nhưng giờ phút này hắn chịu kích thích, đột nhiên cho tự bạo rất nhiều thứ tốt trên người, quy lực lần bạo tạc nổ tung này đã hủy diệt một phần ba vũ thân vương phủ. Đang trong lúc nổ tung điên cuồng, kim sư huynh kia cũng bị nổ phun máu bay ngược ra sau không phải là của ngươi đó là của ta là của ta đều là của ta âm huy miệng phun máu tươi điên cuồng truy đuổi theo đám người trình cung trong lúc nổ tung điên cuồng này vũ thân vương dưới sự bảo vệ của hát viên vương thân thể rất nhanh lui về phía sau giờ phút này thậm chí đã thối lui đến đỉnh núi từ bên trên nhìn xuống dưới vốn vũ thân vương phủ nguyên nga tráng lệ lúc này đã bị hủy không còn hình dáng Trình cung Trên mặt vũ thân vương Rốt cục hiện ra thần sắc vô cùng tức giận Gia hỏa đáng giận Ngươi sẽ biết hậu quả chọc giận bản vương Còn ngăn đón bọn hắn làm gì Chẳng lẽ các ngươi thật muốn giúp trình cung sao Lúc này Vũ thân vương phát hiện tô liệt cùng huyết y lão tổ Đang dốc sức liều mạng tử chiến cùng bành dũng Chương gia Tức giận rống lên một tiếng Tô liệt cùng huyết y lão tổ thiếu chút nữa thổ huyết Mịa nó Ngăn đón cũng là ngươi nói Bây giờ còn nói loại lời này Tuy vừa rồi Tô Liệt đàm phán cùng Vũ Thân Vương rất ngưu bức, nhưng hắn muốn đoạt lại Vân Đan Tông một lần nữa khẳng định phải dựa vào Vũ Thân Vương, nếu không hiện tại Vân Đan Tông toàn diện góp sức cho Hoàng đế, hắn muốn đoạt Vân Đan Tông sẽ phát sinh xung đột cùng Hoàng đế, lợi hại trong này hắn biết rõ. Chỉ là biểu hiện ra như hợp tác, trên thực tế vẫn là sẵn sàng góp sức, đương nhiên, nếu như Tô Liệt thật có thể mượn nhờ ma hạch trở thành thần tiên lục địa, vậy đến lúc đó hắn không cần nhìn bất luận kẻ nào. Vũ thân vương hướng về phía huyết y lão tổ cùng tô liệt nói xong, đồng thời bay lên trên bầu trời quát. Bằng hữu phong vân kiếm tông, tại hạ lam vân đế quốc thất hoàng tử vũ thân vương, bản vương không thù không oán với các ngươi, này hết thảy đều là trình cung kia muốn di hoa tiếp mộc. Chuyện hôm nay, ta sẽ tới phong vân kiếm tông lấy một cái công đạo, mà chư vị tốt nhất cũng nên thanh tĩnh thoáng một phát, ta thấy thần trí các ngươi tự hồ có chút vấn đề, tốt nhất nên thanh tĩnh một ít, minh bạch ai mới là địch nhân của các ngươi, các ngươi chính thức muốn giết chính là trình cung, muốn tiêu diệt chính là trình gia. Trong lòng vũ thân vương đối với đám người ngu ngốc của phong vân kiếm tông này cũng vô cùng oán hận, một đám ngu như súc vật, trách không được trình cung bắn pháo hoa mắng bọn hắn ngu ngốc, thật sự chẳng kém gì súc sinh. Chuyện đơn giản như thế, lại bị bọn hắn làm thành như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không có ốc hay sao? Nếu đổi thành môn phái khác, cho dù là môn phái như Vân Đan Tông, hôm nay Vũ Thân Vương cũng phóng lời nói ra ngoài, nếu như không thể cho ra giải thích hợp lý cùng bồi thường, trực tiếp tiêu diệt. Nhưng mà Phong Vân Kiếm Tông là tồn tại cường đại cỡ nào, mặc dù sau lưng Vũ Thân Vương còn có chút ác chủ bài, nhưng mà chỉ có thể thương lượng cùng Phong Vân Kiếm Tông mà thôi. Chó má Hoàng tử Thân Vương, Phong Vân Kiếm Tông ta chính là môn phái tu chân, cao cao tại thượng, vậy mà Thân Vương thế tục dám lớn lối như vậy. Ngươi còn dám đi theo Phong Vân Kiếm Tông đòi hỏi công đạo, các ngươi chờ phong vân kiếm tông trừng phạt đi, truy theo trình cung kia, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn, không tiếc hết thảy. Bành Dũng trống giận, thời điểm bước ra khỏi huyết y lão tổ cùng tô liệt, hắn mang theo chương gia đuổi theo. Giờ phút này mặc dù Bành Dũng không có điên cuồng như âm huy, nhưng mà bản tính hoàn toàn bị kích phát ra, trong lòng nghĩ sao nói vậy. Bành Dũng, chương gia trực tiếp ngự kiếm đuổi theo, giờ phút này toàn bộ vũ thân vương phủ đã bị hủy tám phần dù sao vừa rồi bị vài tên cường giả thoát tục kỳ oanh kích, còn có âm huy cho tự bạo liên tục, trừ khi ở đây thật sự là môn phái tu chân. Trong công trình kiến trúc cùng tất cả hoa cỏ chung quanh đều có trận pháp, cấm chế bảo hộ. Một mảnh hỗn độn, tử thương trong vũ thân vương phủ càng nghiêm trọng, thoát tục kỳ bị giết một người, siêu phàm kỳ bị giết bốn gã, phạt mạch kỳ tử thương gần hai mươi người. Lần này là chân chân chính chính thương vong, hoàn toàn khác với lần trước ở trường đình, vũ thân vương để cho bọn họ tự đoạn một tay biểu diễn. Tai bay và gió, không, tuyệt đối không phải tai bay và gió, này toàn bộ đều là kiệt tác của trình cung, đều là hắn làm hại. Hai người các ngươi ở đây nhìn cái gì vậy, không phải các ngươi luôn mồm muốn giết trình cung sao? Các ngươi không phải có ân oán cá nhân cùng hắn sao, đây là cơ hội tốt, theo sau bọn chúng đi, còn ở đằng kia chờ cái con mẹ gì nữa a? À? Mấy tên kia rõ ràng đầu óc có vấn đề, không thanh tĩnh, các ngươi tìm cơ hội đồng thủ a à? đột nhiên vũ thân vương thấy huyết y lão tổ cùng tô liệt đã bị thương yểu xìu giống như quả cà chua bị đâm thủng lần nữa mắng lớn trách không được các ngươi bị hắn chơi thành như vậy còn ở lại chỗ này ngây ngốc làm cái gì đi mau tìm cơ hội giết hắn đi ta có chỗ cố kỵ các ngươi chẳng lẽ còn sợ sao nhớ kỹ nếu bản thân không muốn chết thì tốt nhất không nên động vào thánh nữ nguyên thủy ma tông tô liệt là vừa vặn mượn nhờ ma hạch cùng lực lượng lam mi truyền thừa cường hành tăng lực lượng lên sau khi lực lượng tăng vọt sức chiến đấu hắn lại xa xa không có đạt tới cấp độ này nhất là không có học thần thông vừa rồi sở dĩ có thể dây dưa cùng chương gia thứ nhất là chương gia đã bị thương hơn nữa bị thương cũng không nhẹ thứ hai là thân thể hắn bây giờ có năng lực tự lành siêu cường có mấy lần trên người bị vết thương nghiêm trọng lại có thể khôi phục rất nhanh có thể nói vừa rồi bất quá là cúng quyết chặt lấy ngăn cản chương gia thoáng một phát mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng thêm phiền muộn, hắn vậy mà vì địch nhân ngăn chặn địch nhân, này là sự tình phiền muộn bực nào. Mà huyết y lão tổ bị tổn thương cũng không nhẹ, nhưng bị vũ thân vương mắng như vậy, hai người cũng cảm giác đây không phải là cơ hội tốt bình thường. Về phần tô liệt, trải qua trận chiến đấu này, chứng kiến vũ thân vương đối mặt phong vân kiếm tông còn có thể như vậy, điều này cũng làm cho hắn không có tự tin trước kia. Lúc trước hắn có thế như vậy, hoàn toàn là bị ma hạch ảnh hưởng. Giờ phút này hai lần ba bận bị giáo huấn khiển trách, miệng muốn nói lại mấy lần, nhưng cuối cùng nhất vẫn là nhìn xuống. Huyết y lão tổ cùng tô liệt nghe xong cũng đuổi theo, vũ thân vương nhìn hai người cũng rất tức giận. Còn nói lão tổ một phương, nhất phái tông chủ, hai cái phế vật, trách không được bị trình cung đùa thảm như vậy, ngay cả mình nên làm cái gì cũng không biết vũ thân vương tức giận mắng chửi người chung quanh nguyên một đám câm như hến không dám thở mạnh thành tiếng cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa thấy vũ thân vương nổi giận như thế vũ thân vương lúc nào cũng điềm tĩnh tự nhiên dù gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh ứng phó nhưng hôm nay lại bị trình cung chọc tức thành như vậy sau khi đám người trình cung rời khỏi vũ thân vương phủ tốc độ cũng không chậm nhưng mà phương hướng của bọn hắn cũng không có cải biến bởi vì trình cung căn bản không muốn trốn Trước kia trốn đi là vì quan sát, bố trí, nếu hiện tại lại trốn mà nói, vậy tất cả bố trí trước kia đều uổng phí. Dết vân Nguyệt Thiên, mượn nhờ vũ thân vương phủ làm cho bọn người âm huy tiêu hao bị thương, thủ hạ siêu phàm kỳ cùng phạt mạch kỳ đều bị tiêu diệt, nhưng cái kia cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là phải tiêu diệt bành dũng, âm huy, chương gia. Đúng như trong suy đoán, đuổi theo trước nhất quả nhiên là âm huy đã điên cuồng. Nhưng mà âm huy này bị thương thật sự là quá nặng đi, tốc độ của hắn chậm đến nỗi chờ hắn đuổi tới, phía sau Bành Dũng, Chương gia cũng chạy tới. Một mình ta ngăn hai người kia lại, các ngươi nghĩ biện pháp nhanh chóng giết âm huy. Trình lão gia tử nói xong, muốn thi triển Tam đầu lục phủ ngăn lại Bành Dũng cùng Chương gia. Dùng lực lượng của hắn, lại thi triển Tam đầu lục phủ, quả thật có thể ngăn hai người này một hồi, nhưng mà bị Trình cung ngăn cản. Không được, gia gia người cùng manh thúc mỗi người đối phó một người. Không đến thời điểm máu chốt, ngàn vạn lần đừng bạo lộ ác chủ bài cuối cùng của mình. Nếu như người thi triển tam đầu lục phủ, trong thời gian ngắn không giết được bọn họ, lực lượng của người sẽ nhanh chóng tiêu hao, vậy thì nguy hiểm. Chúng ta tới đối phó âm huy kia, hiện tại hắn so với siêu phàm kỳ bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ cần cẩn thận hắn tự bạo pháp bảo là được rồi. Gia Gia, hiện tại ta chỉ huy. Thấy gia gia còn có chút do dự, Trình Cung rất nghiêm túc nói: "Tốt." Trình lão gia tử nói một tiếng, đã xong về Bành Dũng. Tuy hắn lo lắng cho cháu trai, nhưng mà càng tin tưởng phán đoán của Trình Cung, bởi vì có thể đẩy cục diện đến trình độ bây giờ, hủy sáu thành lực lượng của đối phương, tất cả ưu thế đã sang bằng toàn bộ, tất cả đều là công lao của Trình Cung. Hơn nữa hắn chính là đại nguyên soái, càng hiểu cái gì gọi là quân lệnh như núi. Dù biết rõ âm huy kia bị thương nặng, nhưng hắn vẫn rất nguy hiểm, ngẫm lại từ đầu cho đến bây giờ, hắn vốn là bị chương gia, Vân Nguyệt Thiên vây công, sau đó bị ba người bành dũng vây công, sau khi đến vũ thân vương phủ lại giết một gã thoát tục kỳ cùng vài tên siêu phàm kỳ, có thể nói sở dĩ vũ thân vương phủ tổn thất lớn như vậy, đa số đều là hắn làm. Tuy bành dũng, chương gia mạnh hơn hắn một ít, nhưng bọn hắn không có điên cuồng đến loại trình độ đó, ai cũng không biết lúc này hắn còn có thể làm chuyện gì còn có tồn tại như kiếm phù hay không nhưng mặc kệ như thế nào trình lão gia tử vẫn lựa chọn nghe trình cung chúng ta bên này phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hắn vừa rồi ở vũ thân vương phủ truyền đến tiếng tự bạo có lẽ lá bài tẩy của hắn đã ít đi rất nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận một ít tùy thời đề phòng huyết y lão tổ cùng tô liệt nếu như trong thời gian nữa nén hương không có thể giải quyết vậy cũng chỉ có thể rút lui đối với cục diện từ đầu đến cuối trình cung đều nắm trong tay bản thân hắn vô cùng thanh tĩnh bây giờ cách vũ thân vương phủ không đến trăm dặm vũ thân vương ở thời điểm này tuyệt đối không dám động thủ nhưng huyết y lão tổ cùng tô liệt thì khó mà nói bọn hắn cùng mình không chết không ngớt hận không thể ăn thịt uống máu mình loại cơ hội tốt này cho dù bọn hắn phản ứng chậm một chút cũng sẽ không bỏ qua bởi vậy phải tóc chiến tóc thắng mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết mới được ha ha thân thể hỏa phượng còn có tiểu mỹ nhân của ta, hai người các ngươi rốt cục chịu đến trong ngực ta. Thấy hách liên hồng liên, đông phương linh lung phóng tới hắn, cả người âm huy bị thương chi chích, lại hưng phấn gầm rú mở ra hai tay. Phượng hoàng triển sĩ Đối mặt âm huy, đông phương linh lung trực tiếp thi triển phượng hoàng triển sĩ. Hôm nay nàng đã đạt tới thoát tục kỳ, lần nữa thi triển phượng hoàng triển sĩ, quy lực cũng không phải là thời điểm siêu phàm kỳ có thể so sánh. Ở dưới thần niệm khu động, Quy lực của phượng hoàng triển sĩ này phát huy mạnh mẽ vài lần so với quá khứ, một hư ảnh hỏa phượng ảnh tử cũng không lớn, rốt cục cũng hình thành, trực tiếp đánh về phía âm huy. Thuấn ma sát Thuấn ma sát này cũng là đại thần thông mạnh mẽ của nguyên thủy ma tông, trước kia hách liên hồng liên cũng là vượt cấp thi triển, cũng không thể chính thức phát huy ra uy lực của thuấn ma sát này. Tuy giờ phút này cũng không thể như trước, nhưng dù sao lấy lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 8 thôi động, cùng lúc ấy chỉ có lực lượng phạt mạch kỳ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lập tức lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, tốc độ nhanh đến khiến người sợ hãi, ở dưới một kích này, coi như là thoát tục kỳ tầng thứ nhất cũng chưa hẳn có thể đỡ nổi. Trình cung cũng không có ra tay, hắn sử dụng tinh thần lực một mực coi chừng quan sát, bởi vì lấy lực lượng hiện tại của âm huy, tuyệt đối tiếp không dưới loại công kích này. Trước kia bất luận là Bành Dũng hay là Kim Sư Huynh, bọn hắn cũng không hạ sát thủ đối với hắn, nhưng giờ phút này hách liên hồng liên cùng đông phương linh lung lại không giống ai dám tổn thương con ta chân trời góc biển âm trường khiếu ta chắc chắn giết chết rút nguyên thần của hắn ra đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chịu tra tấn ngay thời điểm đông phương linh lung cùng hách liên hồng liên công kích muốn lập tức diệt sát âm huy một cổ thần niệm cường hoành không thể địch nổi lập tức bao phủ chung quanh ở dưới cổ thần niệm này tất cả mọi người trở nên vô cùng nhỏ bé yếu ớt phốc phốc Đông phương linh lung, hách liên hồng liên trực tiếp bị uy áp của thần niệm này chấn mạnh, công kích khó có thể tiếp tục, phun máu bay ngược ra ngoài. Nhưng mà dư âm vẫn đánh cho âm huy toàn thân phun máu, nếu không phải bạch cốt âm ma công của hắn cũng tăng cường thân thể, hắn lại giết hại vô số thiếu nữ để cường hóa bản thân tới trình độ tầng thứ 8, thì chỉ là dư âm lần này cũng đủ để lấy tánh mạng của hắn. Cho dù không chết nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tan rã, người cũng mất đi năng lực điều khiển, thân thể sụi lơ muốn ngã xuống. Ân. Tuy khoảng cách của trình cung còn xa hơn các nàng, nhưng hắn cũng bị chấn đến phun máu. Mà ngay cả bốn người trình tiếu thiên, bành dũng, manh thúc, chương gia giờ phút này đã đánh tới hôn thiên ám địa cũng đều bị ảnh hưởng rất lớn, đã đến cảnh giới như bọn hắn, càng nhận thức được thần niệm kia đáng sợ tới mức nào, một tia thần niệm mà có thể ngăn cản phượng hoàn triển của đông phương linh lung sĩ, thuấn ma sát của hách liên hồng liên, lực lượng này là kinh người bực nào. Giờ phút này coi như là một gã thoát tục kỳ đỉnh phong muốn giết âm huy, cũng sẽ bị thần niệm cường hoành không thể địch nổi này chấn nhiếp, bởi vì ở dưới thần niệm này, tất cả mọi người đều thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên bị đánh bay về sau, cũng đều bị thương không nhẹ, nhất thời khó có thể ra tay. Trên thực tế, các nàng đối mặt với loại thần niệm này, cũng rất khó làm ra công kích hữu hiệu gì. Ngược lại là Trình Cung, giờ phút này cũng đã nắm ẩn linh đao trong tay dưới chân của hắn là 36 thanh đoạn đao hình thành thiên cương đao trận chậm rãi nâng hắn lên. Cách dùng thiên cương đao trận này biến hóa vô cùng, thời điểm luyện công có thể dùng làm trận pháp phòng ngự, thời điểm công kích quy lực càng thêm kinh người, giờ phút này trình cung dùng trận pháp ngưng tụ lực lượng, dùng trận hóa đao, điều khiển trận mà đi. Giờ phút này nếu có thần tiên lục địa ở đây, nhất định cũng sẽ bị chiêu thức ấy của trình cung làm rung động. Này phải hiểu rõ trận pháp tới trình độ nào, Lực lượng khống chế ra sao mới có thể dùng uy lực trận pháp điều khiển phi đao phi hành. Không phải, đây cũng không phải thân ngoại hóa thân, nếu như âm trường khiếu thực sự có bản lĩnh ngưng tụ thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể mượn nhờ một phân thân, liền diệt sát tất cả mọi người ở đây. Tuy thần niệm kia cường hoành không thể địch nổi, nhưng cũng không có động tác gì, chỉ là truyền ra một câu như vậy mà thôi, trong này tuyệt đối có vấn đề. Vèo. Nhưng vào lúc này nguyên khí bên người âm huy điên cuồng ngưng tụ tới hắn, vậy mà lập tức bao vây hắn, hơn nữa thần niệm kia cũng bắt đầu thu nạp. Mỹ nó, muốn chạy, giờ phút này rốt cuộc trình cung cũng hiểu rõ, thần niệm này bất quá là ở trước mắt nguy cơ chấn nhiếp người khác, mà mục đích thực sự là tranh thủ thời gian chạy trốn cho âm huy. Âm trường khiếu coi như là dụng tâm lương khổ, cho âm huy nhiều thứ tốt như vậy, nhất là ba đạo kiếm phù kia, quy lực càng kinh thiên động địa. Nếu như không phải âm huy lâm vào điên cuồng, coi như là bị máy thoát tục kỳ vây công, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho dù cho kiếm phù, âm trường khiếu này vẫn chưa yên tâm, còn cố ý phân ra một tia thần niệm che chở hắn, thời khắc máu chốt giúp hắn đào tẩu. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ, trình cung sao có thể cho hắn đào tẩu, cho dù có một tia thần niệm của âm trường khiếu che chở thì như thế nào? Tin không trảm từ sau kỳ thi cuối năm thành lập liên hệ cùng văn khúc tinh văn xương tinh trình cung thời thời khắc khắc đều có thể chậm rãi hấp thu ngưng tụ tinh lực trình cung liền dùng tinh lực này để không ngừng ngưng tụ tinh không trảm nếu như trình cung tận lực câu thông liên hệ hấp thu tốc độ sẽ càng mau hơn rất nhiều loại liên hệ này cũng không phải giống như một ít công pháp hấp thu tinh lực tùy ý hấp thu tinh lực của các tinh cầu trong tinh không loại liên hệ này đã là liên hệ bổn mạng tinh cầu nếu như sau này trình cung có lực lượng đầy đủ cường đại, thậm chí có thể trực tiếp mượn lực lượng hai tinh cầu này, cái này là chỗ tốt của bổn mạng tinh cầu. Bổn mạng tinh cầu cho tới bây giờ đều là một viên, trình cung cũng là bởi vì ngoại ý muốn, trực tiếp có được hai khỏa bổn mạng tinh cầu. Bởi vậy mặc dù bình thường hắn cái gì cũng không làm, trong cơ thể cũng sẽ không ngừng ngưng tụ tinh lực, ngưng tụ tinh không trảm. Mà theo lực lượng của hắn tăng lên, tinh lực này sẽ dần dần thôi động, để môn thần thông này càng ngày càng hoàn thiện về sau nếu như hắn tu luyện thần thông có quan hệ cùng tinh lực cũng đều sẽ làm chơi ăn thật. Trình Cung cũng không có lập tức xông lên phía trước, vốn là dùng tinh không chạm ra tay, một đạo tinh không trảm phá không chém tới. Ai dám tổn thương con trai ta, chân trời góc biển âm trường khiếu ta chắc chắn sẽ giết chết, rút nguyên thần của hắn ra, để cho hắn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bị tra tấn. Lần nữa bị công kích, thần niệm của âm trường khiếu lại kích động truyền đạt ra thanh âm giống hệt như lúc Đông Phương Linh Lung cùng Hách Hồng Liên công kích, uy thế cũng tăng cường lần nữa. Nhưng mà tinh lực ngưng tụ tinh không trảm cũng không như bình thường, hơn nữa thần niệm này của hắn hiển nhiên chủ yếu là nhằm vào người tiến hành công kích, vừa rồi Trình Cung đã phát hiện. Tuy thần niệm của âm trường khiếu chấn đắc Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên, làm cho hai nàng bị trọng thương, công kích của các nàng cũng gián đoạn, nhưng mà dư âm vẫn công kích đến âm huy. Đúng như Trình Cung suy đoán, Tuy tinh không cảm bị thần niệm ngăn cản cùng ảnh hưởng, suy yếu rất nhiều, nhưng mà vẫn chém về phía âm huy như trước. Thần niệm này chủ yếu là nhằm vào tinh thần lực cùng thần niệm của người ra tay công kích con hắn, còn chưa tới mức có thể tùy ý ngăn cản thần thông cùng vũ khí công kích của người khác. Nhưng âm trường khiếu này vì con của hắn làm nhiều như vậy, trình cung tin tưởng hắn sẽ không tính sóc cái này, trình cung là muốn bức hết thảy đi ra, sau đó lại áp dụng hành động cuối cùng nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. The ANG, D. Yeah. Thời điểm tinh không cảm chuẩn bị chém xuống âm huy, đột nhiên có mấy khối mảnh vỡ đặc thù lập tức bay ra từ trên thân thể âm huy, cấp tốc xoay tròn ở chung quanh thân thể hắn, vừa vặn chặn tinh không cảm của trình cung. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng bên trên đều tản ra pháp lực cường đại. Trình cung, đó là một kiện linh khí trung phẩm, năm đó bị mẫu thân của ta đánh nát, cũng là vì không nghĩ tới trên người hắn có đồ tốt này bởi vậy hắn mới có cơ hội sống lại một lần nữa nếu không cho dù hắn có một trăm cái mạng ở dưới một kích của mẫu thân ta đã sớm chết rồi giờ phút này thanh âm hách liên hồng liên truyền vào trong tay trình cung năm đó hắn không chết hôm nay nhất định phải chết thấy giờ phút này âm huy đã hoàn toàn bị lực lượng của nguyên khí ngưng tụ bao khỏa thân thể đang chậm rãi bay lên trình cung ném một viên đang dược vào trong miệng lập tức chém ra 30 đạo tinh không trảm. Mà hắn rốt cuộc cũng động, thiên cương đao trận dưới chân, ẩn linh đao trong tay hóa thành một đạo nước lũ lịch sử cuồn cuộn so với thời điểm đối phó sử cẩn còn mạnh hơn vài lần, giờ khắc này trình cung dốc hết lực lượng của mình, áp suất đến cực hạn, lực lượng nguyên khí đang trong cơ thể cũng cùng bạo, làm cho thân thể của hắn muốn vỡ vụn. 30 đạo tinh không trảm là tất cả tinh lực mà trình cung tích góp từng tí một bấy lâu nay, mỗi một đạo tinh không trảm cũng có thể bổ ra một vạn cân cự thạch, quy lực 30 đạo tinh không trảm hoàn toàn bao phủ lấy thân thể âm huy. Sau khi tinh không trảm chém ra, là hơn 10 thanh đoạn đao, hóa thành hào quang cũng vọt vào. Mà cuối cùng Trình Cung lại vung đao chém tới. Trình Cung, đừng tiến lên, ngươi ngăn không được thần niệm của hắn. Đừng. Mà ngay cả Đông Phương Linh Lung rất ít nói chuyện cũng kinh hô lên. Giờ phút này hai người bọn họ muốn xong lại giúp Trình Cung, nhưng vừa mới di chuyển, lập tức máu tươi phun điên cuồng, não bộ giống như muốn nổ tung, quy lực một tia thần niệm vừa rồi kia quá lớn. Nếu không phải hai người bọn họ đều có một chút bí pháp bảo hộ tinh thần lực, thì tia thần niệm kia có thể trực tiếp làm cho các nàng biến thành ngu ngốc, kém nhất cũng sẽ giống như âm huy vừa rồi, lâm vào bên trong điên cuồng. Giờ phút này nhìn trình cung sông lên, hai người muốn cản trở cũng đã không còn kịp rồi. Áp lực cường đại, vô biên làm cho trình cung có một cảm giác như đối mặt với cuồng phong bạo vũ còn có sóng triều liên tục kia không ngừng mang theo tất cả cuốn đi thần niệm như vậy cho dù thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không có biện pháp chống cự cho dù thần tiên lục địa bình thường cũng phải cẩn thận huống chi là trình cung tuy thần niệm của trình cung rất yếu ớt nhưng cũng có chút ít tinh thần lực của trình cung cũng không phải người bình thường có thể so sánh ở kiếp trước hắn gần như cảm ngộ được đại đạo càng có kinh nghiệm được 13 đạo hư không âm dương kiếp tẩy lễ, ở kiếp này hết thảy trình cung đều muốn làm lại, tinh thần lực cũng không phải tu luyện mà đang trong quá trình khôi phục. Cái này cùng tu luyện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bản chất tinh thần lực của trình cung không phải ai có khả năng so sánh, nếu như nói giờ phút này chân thân của Âm Trường Khiếu ở đây, tuyệt đối có thể bằng vào cường hoành gấp trăm ngàn một ý niệm của hắn cũng đủ phá hủy tinh thần lực của trình cung. Nhưng lúc này chỉ là một tia thần niệm Tuy cường đại, lại không có biện pháp phá hủy tinh thần lực của Trình Cung, càng không có khả năng diệt sát hắn. Hơn nữa vừa mới bắt đầu, Trình Cung đã nhìn thấu uy lực một tia thần niệm này của Âm Trường Khiếu, bởi vậy Trình Cung mới thi triển tất cả công kích từ xa ra. Khi những lực lượng này đồng thời trùng kích, một tia thần niệm này của Âm Trường Khiếu sẽ toàn lực bảo hộ con của hắn, còn phải điều khiển những mảnh vỡ kia đi ngăn cản. Kể từ đó, áp lực của Trình Cung sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi hắn liên tiếp ngăn trở công kích của Đông Phương Linh Lung cùng hách liên hồng liên, thần thông của hai người này cũng không phải dễ tiếp như vậy. Dù sao đây chỉ là một tia thần niệm, đối bính lúc nãy khiến cho tia thần niệm này tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này 30 đạo tinh không trảm, mấy chục đạo phi đao, còn có ẩn linh đao chém ra cùng lực lượng bành trướng của hồng lưu chiến đao, trong chấp nhoán này tiến hành trùng kích hung mạnh nhất đối với một tia thần niệm của âm trường khiếu. 20 thước Trình cung đã vọt tới 20 thước, khoảng cách này là khoảng cách vừa rồi Đông Phương Linh Lung cùng hách liên hồng liên bị đánh bay. Giờ phút này, tốc độ của trình cung giảm chậm lại, máu cũng chảy ra. Đương đương. Tinh không trảm cùng phi đao đã công kích lên tầng phòng ngự. Trình cung biết vậy nên áp lực chung quanh buông lỏng, hắn mượn cơ hội này lập tức vọt vào 10 thước, nhưng vừa tiến vào trong phạm vi 10 thước, áp lực của thần niệm kia lớn đến dọa người. Bành! Trình cung vận chuyển lực lượng cung cấp cho thiên cương đao trận dưới chân lập tức đình trệ, bởi vì tinh thần lực của trình cung phải tập trung đối mặt với áp lực cường đại của thần niệm này. Mười thước, bất quá chỉ là khoảng cách một bước, dùng chiều dài cánh tay huy động ẩn linh đao, kỳ thật cũng đã có thể công kích được âm huy, nhưng ở trong khoảng cách này, thần niệm kia đã ngưng thành thực chất. Cũng may, bởi vì trình cung công kích, thân thể âm huy vốn đã muốn bay lên, lại bị đánh tan rất nhiều lực lượng, giờ phút này lại ngưng tụ lần nữa. A. À, hai tay Trình Cung nắm ẩn linh đao, chân đạp đại địa, chống cự thần niệm đang điên cuồng trùng kích tinh thần lực của mình. Nếu đổi thành một mình hắn, đừng nói là tinh thần lực của siêu phàm kỳ đỉnh phong, cho dù là thần niệm của thoát tục kỳ đỉnh phong ở dưới loại trùng kích này cũng tán loạn, thậm chí có thể đã bị tổn thương không cách nào đền bù. Nhưng mà Trình Cung giống như dương liễu lắc lư trong gió, gió có thể đánh bay đại thụ, nhưng không cách nào làm ngã dương liễu cái này cũng hoàn toàn khác tinh thần lực của hắn, nếu không, nếu như gió đủ lớn mà nói, cho dù không thể thổi ngã, cũng có thể xoắn nát, nhưng tinh thần lực của trình cung lại đầy đủ cứng cỏi. Một bước, trình cung ở dưới áp lực vô biên này, cuối cùng bước ra một bước, một bước này cũng không giống như bình thường, có thể sải bước là hơn 10 thước, một bước này chỉ có một thước. Nhưng lúc này, chung quanh thân thể đã giống như bãi bùng nhão của âm huy, dưới sự trợ giúp của thần niệm âm trường khiếu, lần nữa ngưng tụ đầy đủ pháp lực, đang muốn bay lên. Trình cung. Trình cung. Hai thanh âm cùng một lúc, nháy mắt sau đó, một thanh phi kiếm, một sợi tơ bạch sắc mang theo một tia lực lượng cuối cùng của hách liên hồng liên và đông phương linh lung. Sau khi các nàng thấy cử động của trình cung, cũng đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này các nàng bị thương quá nặng, căn bản không có biện pháp trợ giúp trình cung làm những thứ khác. Cho dù như thế, các nàng cũng hao hết một tia lực lượng cuối cùng của mình. Thời điểm phi kiếm cùng sợi tơ lao vào phạm vi thần niệm của âm trường khiếu, trình cung cảm giác thần niệm lần nữa giảm bớt một chút, trình cung trực tiếp bước ra hai bước. Phốc. Tuy mượn hai người bọn họ trợ giúp, lại bước hai bước, nhưng ở đây uy áp của thần niệm càng cường đại hơn, trình cung phun ra một ngụm máu, cả người trở nên vô cùng dọa người. Giờ phút này trình cung cảm giác đầu mình giống như muốn nổ tung, kỳ thật cho dù giờ phút này để cho âm huy này chạy cũng không có gì. Bởi vì âm huy này chỉ biết mượn thế của âm trường khiếu, hắn ngược lại thực không để âm huy trong mắt, trình cung tin tưởng nếu như lần sau hắn dám đến nữa, một mình hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng trình cung lại không có ý tứ thả hắn đi chút nào, không thể, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Mỹ nó, muốn đến giết lão tử, diệt cả nhà lão tử, còn con mẹ nó hại chết nhiều thiếu nữ như vậy. Trình Cung không là anh hùng gì, ngược lại là đại hại của Vân Ca Thành, đệ nhất hoàng khố, nhưng dù hắn hung hăng càng quấy, lại chưa bao giờ đi làm những sự tình kia. Mà bởi vì nguyên nhân của mình, đưa tới âm huy này, Trình Cung cho rằng mình có trách nhiệm giết hắn, nếu không trong lòng mình không thoải mái. Chó má thần tiên lục địa, mẹ nó, sau cùng lão tử ngươi tính toán là cái gì? Lão tử là người đứng đầu trong thập đại đan đạo đại sư của cửu châu đại địa, cho dù trọng sinh, lão tử cũng ngưu bức như trước. Tinh thần lực của trình cung đối mặt với thần niệm này, không ngừng ngưng tụ đối kháng. Không cam lòng, áp lực, đối kháng, làm cho trình cung ở vào trạng thái suy kiệt, thậm chí lập tức kề cận cái chết. Giờ khắc này tự hồ trình cung đã tìm được cảm giác 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh xuống, tự hồ lại muốn tử vong, mịa, chẳng lẽ phải chết một lần nữa. Móa nó, hư không âm dương kiếp hủy diệt lão tử một lần, lão tử cũng không sợ nó, ngày sau lão tử chắc chắn lại luyện cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, lại đối mặt hư không âm dương kiếp một lần nữa. Hiện tại chỉ bằng một tia thần niệm của ngươi, cũng muốn hủy diệt bản đại thiếu, nằm mơ, nằm mơ. Cảm giác bên bờ sinh tử kia, làm cho tinh thần lực của trình cung đột nhiên xảy ra biến hóa về chất. Có tiêu chí từ siêu phàm kỳ tiến vào thoát tục kỳ, tinh thần lực hóa thành thần niệm, giờ khắc này trình cung dùng lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ tư, thân thể tầng thứ tám, tinh thần lực ở bên bờ sinh tử đột phá chuyển hóa thành thần niệm tinh thần lực trực tiếp chuyển hóa thành thần niệm hơn nữa đối mặt với áp lực cường đại sau khi chuyển hóa lập tức tăng vọt tất cả siêu phàm kỳ ở thời điểm đạt tới thoát tục kỳ tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm đều là cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút chủ quan chưa bao giờ sẽ có người như trình cung có một cổ thần niệm siêu cường của thần tiên lục địa áp bách áp lực muốn diệt sát hắn loại tình huống kỳ lạ này chẳng những kích phát tiềm lực của trình cung làm cho tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm càng để cho thần niệm của hắn sinh ra biến hóa xưa nay chưa từng có đương nhiên đây cũng chính là bởi vì trình cung có trụ cột ở kiếp trước hắn là đang một mực khôi phục mà thôi đổi thành những người khác ở thời điểm tinh thần lực chuyển hóa thành thần niệm mà có ngoại lực mạnh như vậy sớm đã chết đến không thể chết lại thoát tục kỳ tầng thứ nhất tầng thứ nhất đỉnh thoát tục kỳ tầng thứ hai tầng thứ hai đỉnh. Thoát tục kỳ tầng thứ ba. Thời điểm thần niệm của trình cung một hơi đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ ba, giờ khắc này pháp lực chung quanh thân thể của âm huy trực tiếp ngưng tụ thành một cái cánh khổng lồ, hơi chút di chuyển, đã hóa thành một đạo hào quang phóng lên trời. Trong chớp nhoáng nó phóng lên trời này, tiêu hao cũng vô cùng to lớn, trong chớp nhoáng này, thần niệm của âm trường khiếu rốt cục cũng sinh ra một tia buông lỏng lần nữa. a à. Trình cung nổi giận gầm lên một tiếng, không ngờ lại sử dụng thần niệm mãnh liệt va chạm vào thần niệm của âm trường khiếu, đồng thời ẩn linh đao cũng hóa thành một đạo hào quang phóng lên trời. Một tia thần niệm của âm trường khiếu trải qua một loạt biến hóa, tiêu hao này, cộng thêm trợ giúp âm huy ngưng tụ cánh chim pháp lực bay đi, còn thừa không có mấy, bị trình cung va chạm như vậy, đã bắt đầu tản mất. Mà những mảnh vỡ bảo hộ âm huy bay lên, cũng trực tiếp rơi xuống. Mà giờ phút này ẩn linh đao của trình cung cũng đuổi theo đúng lúc, khi đôi cánh kia muốn vỗ mạnh bay đi đã từ trên bổ xuống một nhát chém âm huy thành hai mảnh dám đến địa bàn của bản đại thiếu gây sự ngươi còn muốn sống rời khỏi kháo trình cung mắng một tiếng ngươi không còn chút sức lực nào ngồi xuống nhưng vào lúc này ở phương hướng vũ thân vương phủ hai đạo kiếm quan rất nhanh bay về phía này ba người trình cung đông phương linh lung hách liên hồng liên liều hết mọi lực lượng rốt cục giết chết âm huy ở nơi xa Quyết y lão tổ, tôi liệt rốt cục cũng đuổi tới. Này hết thảy kỳ thật đều rất nhanh, mà giờ khắc này chiến đấu trên không trung cũng đã đạt đến thời điểm máu chốt nhất. Trình lão gia tử đã sớm thi triển tam đầu lục phủ, nhưng kiếm pháp cùng vân huyễn phân thân thuật của Bành Dũng vô cùng lợi hại. Cũng không có như Lam Mi, độc dược lúc trước, mới chiến đã bại, nhưng giờ phút này Bành Dũng cũng không khá hơn gì, hai phân thân của hắn đã bị hủy diệt một cái, một cái khác thì một tay cùng một chân đã bị xé rách, não bộ cũng hủy diệt hơn phân nửa. Đây cũng chính là thần thông ngưng tụ phân thân, nếu như là chân thân mà nói, như vậy cũng sớm đã xong. Âm huy bị giết, âm huy lại bị giết, làm sao có thể? Thần niệm của Thái Thượng Trường Lão, ngay cả thoát tục kỳ đỉnh phong như chúng ta cũng không có biện pháp chống cự, tại sao tiểu tử này làm được? Đáng giận, Trình Tiếu Thiên này căn bản không phải vừa mới đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, hắn không phải thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường. Cho dù năm cái thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn a. À. Hơn nữa thần thông này khủng bố như thế, hắn ở đâu học được loại thần thông này? Quá kinh khủng. So với Vân Huyễn phần thân thuộc của mình mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được loại thần thông này, thực lực của mình còn có thể tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó thật là vô địch dưới thần tiên lục địa. Hắn là người thế tục, làm sao có thể có thần thông này? Hoa Anh. Thời điểm Bành Dũng phát hiện Âm Huy chết lại bị Trình Tiếu Thiên đánh cho trong lòng vô cùng rung động sợ hãi. Trình Tiếu Thiên nắm lấy cơ hội ra tay lần nữa, trực tiếp đánh nát một cái phân thân khác của hắn. Đồng thời một đạo kiếm khí của Trình Tiếu Thiên đột nhiên ra tay, nhưng lần này mục tiêu công kích của hắn cũng không phải là bành dũng, mà là chương gia bị thương khi đối bính cùng manh thúc. Một kiếm này của Trình Lão Gia tử nắm chắc thời cơ rất tốt, chương gia căn bản không có phòng bị, mới vừa rồi bị thương rất nặng nên không còn có chút lực phản kháng, trực tiếp bị một kiếm này đánh chết. Ngăn lại bọn hắn. Trình lão gia tử nói xong, lập tức lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đan dược địa cấp siêu phẩm, tại sao lại là đan dược địa cấp siêu phẩm, vừa rồi hắn đã phục dụng rất nhiều, như thế nào còn có. Hiện tại Bành Dũng cũng muốn điên rồi, bởi vì vừa rồi trình lão gia tử có thể nhanh chóng phá vỡ hai cái phân thân mà hắn vất vả cô động vài thập niên, chủ yếu chính là đột nhiên phục dụng đan dược hơn nữa đều là đang dược địa cấp thượng phẩm thậm chí địa cấp siêu phẩm thật giống như những đang dược này không đáng tiền vốn hắn thi triển thần thông tam đầu lục phủ đã đủ mạnh nhưng bành dũng cũng có ác chủ bài linh khí hạ phẩm của hắn thần thông kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém nhưng lại bị đang dược của trình lão gia tử đánh cho trở tay không kịp điều này làm cho chiến đấu vốn là ít nhất có thể kéo dài mấy canh giờ lại chỉ một lát liền phân ra thắng bại chính mình đường đường là tam trưởng lão phong vân kiếm tông, vậy mà thần thông không bằng gia tộc thế tục, thần thông thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đang dược hắn cũng giàu có hơn mình, quả thực không có thiên lý. Hai phân thân bị hủy, tương đương hủy diệt một môn thần thông của hắn, âm huy bị giết, vân nguyệt thiên bị giết, trương gia bị giết, trương vi bị giết, bành nguyên bị giết, siêu phàm kỳ, phạt mạch kỳ mang đến không ai còn sống. Giờ phút này ngay cả mình cũng bị thương nặng, lại nhìn trình tiếu thiên càng đánh càng hăng uy lực tam đầu lục phủ vô biên bành dũng thoáng cái tỉnh táo lại tái chiến nữa chỉ có một con đường chết trong lòng đã có ý sợ hãi phong hành vân chuyển kiếm ngạo thương khung kiếm lệnh tông chủ trong tay bành dũng một đạo kiếm quan bắn ra đã biết ngươi còn có ác chủ bài này lui trình lão gia tử quát một tiếng thân thể mãnh liệt lui về phía sau sáu đầu sáu tay có chém ra thái dương kiếm khí có vận chuyển pháp thuật, có bố trí phòng ngự. Hoa Anh Linh kiếm tông chủ này lập tức nổ tung, quy lực kinh thiên động địa, so với kiếm phù vừa rồi kia của âm huy cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà so với linh kiếm trong truyền thuyết của phong vân kiếm tông, cường đại đến mức ngay cả thần tiên lục địa bình thường cũng không làm gì được lại khác biệt rất nhiều. Người trình gia các ngươi chờ đó, phong vân kiếm tông tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, tuyệt đối không, tuyệt đối không. Bành Dũng sớm có chuẩn bị, ở trong chấp nhoáng này đã hóa thành một đạo hào quang đào tẩu. Linh kiếm của tông chủ phong vân kiếm tông phân rất nhiều loại, mạnh nhất là loại trong truyền thuyết kia, là do tổ sư khai phái lưu lại. Linh kiếm tông chủ tổng này cộng có 10 chui, hôm nay chỉ còn lại có ba cái, không thể đơn giản sử dụng. Những thứ khác đều là một ít thái thượng trường lão chế tác, cũng có một ít trưởng lão chế tác linh kiếm tông chủ giờ phút này bành dũng dùng đúng là linh kiếm tông chủ do thái thượng trường lão chế tác thấy trình tiếu thiên sau khi nghe được tông chủ linh kiếm liền lui về phía sau phòng ngự trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn may mắn tên kia cũng không biết cái này vì uy lực linh kiếm tông chủ tuy cũng rất mạnh nhưng mà bây giờ rất khó giết chết trình tiếu thiên nếu như hắn thực dốc sức liều mạng ngăn trở bành dũng muốn đi cũng rất khó bành dũng may mắn trốn thời điểm ra đi trình lão gia tử cũng thở dài một hơi điên cuồng bộc phát hậu quả chính là ba đầu sáu tay đã đến cực hạn. Quan trọng nhất là hai người huyết y lão tổ, Tô Liệt đã chạy đến. Giờ phút này hai đạo quan mang kia đến trăm thước đột nhiên dừng lại, thân hình trình lão gia tử khẽ động đã đến không trung, tam đầu lục phủ, pháp lực mênh mông, cường hoành vô biên. Gia gia, hai người này là tới kiếm tiện nghi, đã để cho bành dũng kia chạy, lúc này đừng cho hai người bọn họ chạy, giết chết bọn hắn giờ phút này trình cung ở bên cạnh hô hào mạnh thúc cũng lần nữa bay lên không trung tô liệt cùng huyết y lão tổ vừa mới đuổi tới vừa rồi bọn hắn cũng thấy trình lão gia tử phát uy tiêu diệt vân huyễn phân thân của bành dũng một kiếm đánh chết chương gia lại đánh cho bành dũng phải thi triển kiếm lệnh của phong vân kiếm tông mới có thể đào tẩu tại sao có thể như vậy môn thần thông này của trình tiếu thiên là cái gì ba cái đầu sáu cánh tay quá cường hãn đám người trình cung giết âm huy Bọn hắn điên rồi sao? Lúc nào bọn hắn trở nên cường đại như vậy, trách không được trước kia bọn hắn dám kiêu ngạo ở Vũ Thân Vương phủ như vậy. Dùng thực lực này của bọn hắn, căn bản không cần mượn nhờ Vũ Thân Vương phủ cũng có thể thu thập những người phong vân kiếm tông kia, bọn hắn bất quá là muốn giảm bớt tổn thất. Vì cái gì? Vì cái gì bây giờ bọn hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Mẹ nó, đều là do Vũ Thân Vương kia chiếm tiện nghi, con mẹ nó kiếm tiện nghi như thế nào? chạy, còn chờ cái gì, chậm thêm một chút sẽ thật sự chết tại đây, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Hai người vội vàng đuổi theo, nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt, khi nghe trình cung hô hào, không chút lựa chọn quay người chạy trốn, hơn nữa so với vừa rồi đến cũng nhanh hơn rất nhiều. Tô liệt trực tiếp thúc giục ma hạch, không tiếc để cho ý niệm cường đại trong đầu kia ảnh hưởng đến mình, mà huyết y lão tổ thì trực tiếp phun ra một đoàn huyết vụ. Hai cái ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, còn muốn đối nghịch cùng trình gia ta, hư. Trình lão gia tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù người không có đuổi theo, nhưng lại chém ra hai đạo thái dương kiếm khí. Tốc độ kiếm khí này cũng không chậm, mặc dù tới vài dặm mới đuổi theo bọn hắn, nhưng bất luận là bên trong huyết vụ hay ma quan đều phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó hai người này càng gia tốc chạy trốn. Sau khi xác định tất cả mọi người chạy trốn, trình lão gia tử biến sắc, khóe miệng rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu, hai cái đầu cùng bốn cánh tay phía sau thân thể cũng chậm rãi biến mất người rơi xuống rất nhanh oanh rơi xuống quá mạnh trình lão gia tử nặng nề nịnh lên mặt đất nơi này là một nơi hoang vu mặt đất đều là đá vụn bị trình lão gia tử nện đến không ít hòn đá vỡ nát có thể thấy được lần này hắn rơi xuống có bao nhiêu mãnh liệt hoàn toàn là không có biện pháp khống chế phốc manh thúc muốn xông lại đỡ thì bản thân cũng phun ra một búng máu ha 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 sau khi trình lão gia tử rơi xuống, thở ra từng ngụm từng ngụm, toàn thân run rẩy. đây là đã đến trạng thái cực hạn nhất, cho dù phục dụng dược vật cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục trạng thái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trình cung cách đó không xa, hai người đột nhiên cất tiếng cười to. Kỳ thật vừa rồi trình lão gia tử đã đến cực hạn, nếu như Bành Dũng có thể kiên trì thoáng một phát nữa, đợi đến lúc huyết y lão tổ cùng tô liệt ra tay, chỉ sợ trình lão gia tử sẽ không xong. Bởi vì hiện tại, thời gian hắn chèo chống tam đầu lục phủ rất có hạn, hắn còn liên tiếp cường hành bộc phát, càng rút ngắn thời gian tam đầu lục phủ, vừa rồi đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy bất luận Bành Dũng dùng phương thức gì chạy trốn, Trình Lão Gia Tử cũng sẽ không truy. Về phần tô liệt cùng huyết y lão tổ tới, Trình Lão Gia Tử bay đến giữa không trung cũng chỉ là gắn gượng, chỉ cần bọn hắn xong lại, Trình Lão Gia Tử cũng xong rồi, nhưng bọn hắn không dám. Trình Lão Gia Tử biết rõ, Trình Cung cũng biết, bởi vì tình huống trình lão gia tử tu luyện hắn rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải đến cực hạn, trình lão gia tử sẽ không tha bành dũng đi, cũng sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, càng không cần nói nhiều, vừa thấy huyết y lão tổ đã sớm dết lên rồi. Dùng dết chóc hung mạnh lúc trước chấn nhiếp đối phương, phía sau không chiến mà làm đối thủ bỏ chạy, trước khi trình lão gia tử cũng dùng qua, chỉ là hôm nay càng thêm hung hiểm, hơn nữa hai người còn liên thủ hù dọa, bởi vậy giờ phút này hai người nhìn nhau cười to nụ cười này tác động thương thế, đau đến sắc mặt hai người kịch biến, nhưng vẫn cười như cũ. Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng liên đứng xa xa nhìn hai người này, các nàng thấy Trình Lão gia tử vô lực rơi từ không trung xuống, nặng nề nện trên mặt đất, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho dù như thế, hai người cũng không khỏi cảm giác nghĩ mà sợ, sinh tử trong nháy mắt, vậy mà đã liều đến loại tình trạng này. Giờ phút này cũng chỉ có manh thúc còn chút lực lượng, nhưng mà rất có hạn. Tuy cả đời trình lão gia tử chiến đấu vô số, nhưng mà chiến đấu cao tầng như loại này vẫn là lần đầu tiên. Trình cung không dám dưỡng thương ở chỗ này, hắn không sợ hai người huyết y lão tổ cùng tô liệt, hắn sợ chính là sợ vũ thân vương. Bởi vậy hơi chút khôi phục thoáng một phát, lập tức để cho manh thúc mang theo mọi người rời khỏi, trình cung cũng đã thả bồ câu, rất nhanh đội kỵ mã của trình gia cũng đã chạy đến, đón bọn hắn về trình gia. Các ngươi nói cái gì, âm huy bị giết chết, Vân Nguyệt Thiên cũng bị giết, ngay cả thập trưởng lão chương gia của phong vân kiếm tông cũng bị giết. Thần thông ba đầu sáu tay, lúc nào trình tiếu thiên học được thần thông mạnh như vậy? Hai người các ngươi chưa có giao thủ đã bị đánh tổn thương chạy trở về. Nhìn tôi liệt cùng huyết y lão tổ bị kiếm khí của trình tiếu thiên đánh bị thương chật vật chạy về, vũ thân vương hoàn toàn không thể tin được mình nghe là sự thật. Hắn không nghĩ tới, hắn xác thực không nghĩ tới có thể như vậy, hiện tại xem ra, nhất định phải đánh giá lại sức mạnh của trình gia một lần nữa. Nguyên vốn cho là bọn họ đánh không lại, mới chạy đến hãm hại mình, để mình giúp bọn hắn ngăn cản. Hiện tại mới biết được, bọn hắn bất quá là lợi dụng mình tiêu hao lực lượng của đối phương. Người đâu, lập tức đi điều tra tin tường. Giờ phút này Vũ Thân Vương đã không ở trong Vũ Thân Vương Phủ, trải qua một phen trà đạp như vậy, Vũ Thân Vương Phủ đã không có biện pháp cho ở người, giờ phút này hắn ở vùng đất bằng phía sau núi dựng lên hành dinh cực lớn toàn bộ nhân viên trọng yếu của vũ thân vương phủ ở chỗ này vũ thân vương nói xong lần nữa nhìn về phía huyết y lão tổ cùng tô liệt trình tiếu thiên thật sự thiếu chút nữa đánh chết bành dũng vương gia đó là chúng ta tận mắt thấy nhưng mà này còn là dưới tình huống bành dũng hy sinh chương gia hy sinh kiếm lệnh tông chủ mới chạy thoát được chúng ta ở rất xa chứng kiến liền muốn chạy trốn nhưng trình tiếu thiên kia chỉ là tùy ý một kiếm liền đánh chúng ta bị thương theo ta thấy hiện tại trình tiếu thiên kia hẳn là thoát tục kỳ đệ nhất vân ca thành thần thông ba đầu sáu tay kia thật sự là quá kinh khủng trừ khi có nhiều người vây công hắn hoặc là có thần tiên lục địa ra tay nếu không rất khó đối phó hắn thời điểm huyết y lão tổ nói đến trình lão gia tử còn cảm giác được một tia kinh sợ lúc trước trình tiếu thiên kia cùng mình không sai biệt nhiều tuy hôm nay hắn cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong nhưng so với trình tiếu thiên lại có khác biệt cực lớn hắn đánh không lại bành dũng mà trình tiếu thiên lại có thể đơn giản đánh bại bành dũng thậm chí thiếu chút nữa đánh chết chênh lệch trong này không cần nói cũng biết vũ thân vương nhìn về phía tô liệt phát hiện tô liệt cũng không có bổ sung gì chỉ là vẻ mặt âm trầm cúi đầu không nói hiển nhiên huyết y lão tổ nói cũng như hắn nói hiện tại các ngươi minh bạch chưa cũng không phải chỉ có lực lượng của các ngươi tăng lên Lực lượng của địch nhân cũng tăng lên. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, người tiến chậm sẽ bị người chế trụ, xem hai người các ngươi không có chút tiền đồ nào kìa, không phải chỉ là một cái trình tiếu thiên thôi sao? Không nói trước phong vân kiếm tông kia sẽ không bỏ qua cho hắn, bản vương cũng sẽ không tha cho hắn, bản vương tự có biện pháp đối phó hắn, sau này các ngươi chỉ cần đi theo bản vương, bản vương sẽ cho các ngươi tăng lên nhanh hơn, cầm lấy cái này đi, xuống dưới chữa thương. Lời nói này của Vũ Thân Vương chủ yếu là cho Tô Liệt nghe, trải qua những chuyện này, hiện tại Tô Liệt đã không có nói chuyện hợp tác trước kia cùng Vũ Thân Vương, không có ý nghĩ ngang hàng nữa. Vũ Thân Vương trực tiếp ban thưởng hai khỏa liệu thương đang địa cấp trung phẩm, cũng làm cho Tô Liệt chấn động, Vũ Thân Vương này quả thật là người có đại khí vận, đạt được bảo tàng quả thật không giả, thậm chí ngay cả đang dược địa cấp trung phẩm cũng có thể tùy ý ban thưởng. Hừ, tạm thời trước dựa vào Vũ Thân Vương này nếu không Trình Cung đã biết mình chưa chết, lại để cho Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan biết tình huống của mình, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Chờ mình triệt để dung hợp cùng ma hạch này, đột phá đến thần tiên lục địa, đến lúc đó, mình liền chính thức bao trùm tất cả mọi người, đến lúc đó hoàn quyền cũng không có biện pháp ước thúc mình. Tạ vương gia Hai người nói lời cảm tạ rời khỏi, vũ thân vương thì lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Có nguyên thủy ma tông làm hậu thuẫn, Trình Tiếu Thiên lại che giấu loại thần thông này, trách không được trình gia dám lớn lối như vậy, khiêu khích hoàng quyền. Thần thông cũng không phải là ngày một ngày hai tu luyện thành, hiển nhiên trước kia Trình Tiếu Thiên một mực có ẩn tàng. Trình gia, các ngươi đến cùng có mưu đồ gì, đến cùng còn ẩn tàng mấy ác chủ bài. Xem ra Phụ Hoàng nói không sai, các ngươi thật không dễ dàng đối phó, trước kia bản vương là coi thường các ngươi, đệ nhất nhân dưới thần tiên lục địa. Trong lòng Vũ Thân Vương nghĩ đến chỗ này, tựa người lên trên ghế dựa, ngoài miệng nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói. Cái gì thoát tục kỳ đệ nhất nhân, tiểu sư muội đến có thể nhẹ nhõm chém giết hắn, phải dứt khoát gọi tiểu sư muội tới giết trình tiếu thiên đi, đến lúc đó ngươi muốn chơi trình cung như thế nào cũng có thể. Ở sau lưng vũ thân vương, kim sư huynh kia một mực đứng ở đó, hiển nhiên hắn mới là tâm phúc chính thức của vũ thân vương. Tiểu sư muội giết trình tiếu thiên tự nhiên không có vấn đề, nhưng là vũ thân vương nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói thực lực của chúng ta vẫn nên ít bạo lộ một chút cho thỏa đáng lần này phụ hoàng đối với ta như thế nói là coi trọng kỳ thật cũng là muốn nhìn xem ta đến cùng có bao nhiêu lực lượng hoàng gia tranh đấu ngươi sẽ không hiểu trước khi ta đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa thì lực lượng của ta còn không có hoàn toàn áp qua triều đình ta tuyệt đối không có thể tùy ý bạo lộ nếu không người đầu tiên phụ hoàng muốn đối phó chính là ta Hiện tại chúng ta là trợ giúp phụ hoàng thanh trừ chướng ngại, tự nhiên chúng ta không thể xuất lực, để cho tiểu sư muội giúp đỡ trấn thủ địa bàn của chúng ta là tốt rồi. Đi, theo bản vương gặp phụ hoàng, chu gia ta thống trị Lam Vân Đế Quốc mấy trăm năm, nội tình dù nói thế nào cũng không phải một trình gia nho nhỏ có khả năng so sánh, là thời điểm để cho phụ hoàng xuất ra ít đồ, muốn cho con ngựa chạy nhanh, không thể không cho nó ăn. Đầu óc của Kim Sư Huynh kia hiển nhiên đối với những chuyện này không tính nhanh nhạy, nghe vũ thân vương nói nửa hiểu nửa không, sau khi nghe xong càng vào đầu bức tai. Nhưng mà hắn cũng không hỏi, chỉ cười cười đuổi kịp vũ thân vương rời khỏi vũ thân vương phủ. Ở trong động phủ vạn độc tán, đám người mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, hôm nay toàn bộ đều tập hợp trong phòng của sát quỷ, nguyên một đám có nằm trên giường, có dựa vào tường, có lẳng lặng ngồi ở một bên. Sao còn không có tin tức, lúc này đã trải qua bao lâu rồi, sau khi dẫn người tới vũ thân vương phủ thì như thế nào, ta nói hệ thống tình báo của sát quỷ ngươi quá kém đi. Thời khắc máu chốt như thế này, ngươi thúc thúc bọn hắn, làm ăn cái gì thế không biết, một năm tiêu nhiều tiền của lão tử như vậy, hiện tại xảy ra chuyện thì lờ mờ chẳng ra hệ thống gì, làm ta lo lắng muốn chết. Bàn tử thì không ngừng đi qua đi lại trong phòng, gấp đến độ muốn xông ra ngoài. Bàn tử chết bầm ngươi, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi cho ta vài tỷ lượng hoàng kim để cho ta bồi dưỡng một đám siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ có thể ngự kiếm phi hành làm nhân viên tình báo, ta đây có thể tùy thời sẽ biết. Ở trong căn phòng này, ngoại trừ nhân viên tình báo của Sát Quỷ, ai đều không cho vào. Lão gia tử cùng đại thiếu sẽ không thua. La Anh Hùng không ngừng nói lấy một câu nói kia. Từng ừ, ừ. tực, từng ức. Túy Miêu thì uống rượu từng ngụm từng ngụm, mảnh hổ đứng ở bên cạnh ca ca, huynh đệ bọn họ rất ít lên tiếng, nhưng mà tu luyện thì dốc sức liều mạng không thua ai ý nghĩ trong lòng bọn hắn đều đồng dạng, trở nên mạnh mẽ, càng trở nên mạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ không muốn đứng ở ngoài xem. Bởi vì biết rõ bên kia đã khai chiến, đối mặt loại địch nhân như phong vân kiếm tông này, trong nội tâm ai cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù tin tưởng trình cung, tin tưởng trình lão gia tử, nhưng trong nội tâm lo lắng như trước. Bởi vậy không khí trong phòng rất áp lực, ngoài trừ lo lắng, trong lòng mỗi người đều có cùng một ý niệm, nếu như đầy đủ mạnh, cũng không cần ở nơi này có thể đi giúp đỡ rồi đã đến đột nhiên cửa bị đẩy ra sắc quỷ hưng phấn lao tới thắng chẳng những thắng hơn nữa là đại thắng sau khi đại chiến bên trong vũ thân vương phủ pháp bảo cùng kiếm phù của âm huy đều tiêu hao không sai biệt lắm bành dũng chương gia đều bị thương lần nữa về phần mấy kẻ còn lại không có ai có thể sống rời khỏi sau đó đám người đại thiếu một lần hành động giết chết âm huy chương gia Bành Dũng trọng thương đào tẩu, hiện tại người đã chạy về trình phủ. Nghe được sắc quỷ lên tiếng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bàn tử nghe xong nhảy cẩn lên, rơi xuống làm cả gian phòng đều rung rung. Ha ha, ta nói nha, ta biết ngay đại thiếu khẳng định không có vấn đề, con mẹ nó, cùng đại thiếu trang bức, kia chính là muốn chết. Mới vừa rồi là ai nói muốn dốc sức liều mạng cùng ta, là ai bảo mọi người không nghe mệnh lệnh đại thiếu ra ngoài hỗ trợ, là ai nói chết cũng phải chết một chỗ sắc quỷ nhìn bạn tử chậm rãi nói không phải ta túy miêu nói xong mang theo hổ tử đi ra ngoài hổ tử nói không nhiều lắm lại khẽ gật đầu ý tứ giống như ca ca cũng không phải ta ba phong nói xong cũng đi ra ngoài ta cũng vậy la anh hùng cũng đi ra ngoài không phải ta rõ ràng là không phải ta tiểu bạch nhìn xem ta dùng lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ nhất có thể đánh với các ngươi liên thủ hay không? Trình Lập nói xong, kêu lên rõ ràng, cùng đám người Tiểu Bạch rời khỏi. Không phải ta. Đại Bạch đi tới cửa mới nói một câu. Ta biết rõ, là bàn tử. Tiểu Bạch ở sau lưng, trực tiếp chỉ bàn tử. Căm miệng, ngươi cũng nhiều chuyện quá đó. Đại Bạch trực tiếp tác cho Tiểu Bạch một cái bàn chân gấu cực lớn kia cũng chỉ có hình thể như tiểu bạch mới có thể chịu được đã biết trình cung bên kia không có việc gì mọi người không có thời gian nói nhảm lúc này liền đi tu luyện đây là ý nghĩ giờ phút này của tất cả bọn hắn lần này không có vượt qua không có đủ thực lực tham gia chiến đấu lần sau chẳng lẽ còn muốn bỏ qua về sau có chuyện chẳng lẽ cũng chỉ có thể núp ở phía sau ở đây không ai là người như vậy có thể ở trong nhóm của trình cung toàn bộ đều không phải là loại lương thiện không phải kẻ hiếu chiến cũng là thích gây tai họa tu luyện thống khổ thì như thế nào chết có gì đáng sợ nhưng muốn cho bọn họ trung thực ngoan ngoãn nghe lời đó tuyệt đối không có khả năng một đám tiện nhân trên mặt bàn tử mang theo dáng cười cười vô cùng sáng lạng cười khống chế không nổi nhìn bọn này rõ ràng lo lắng như mình lúc này lại làm ra vẻ ngưu bức lăng còn nói người khác nữa về sau không bao giờ được chạy tới phòng ta đợi tin tức nếu không ta sẽ cho khắp thiên hạ cũng biết ngươi là đệ nhất ti tiện của nam chim bộ châu. Sắc quỷ một cước đá vào bờ mông bàn tử, ở thời điểm bàn tử cười đến vui vẻ nhất đạp hắn bay ra cửa, sau đó bành một tiếng đóng cửa lại. Ngoại trừ người đang huấn luyện ở vạn độc tán ra, người ở đổ thần phủ, trình phủ sau khi nhận được mệnh lệnh của trình cung thí rất nhanh cũng đã trở lại trong phủ, ở trong trình phủ cũng trở nên ngay ngắn trật tự lên. Loại chuyện này đổi thành gia tộc bình thường, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, càng thêm là chuyện bất khả tư nghị. Đừng nói là một trấn quốc công phủ, cho dù là một quan tam phẩm, thành viên trong nhà cũng có mấy trăm miệng ăn, hơn nữa là trẻ có già có, phần đông là gia quyến, một khi có chuyện gì sẽ bị loạn thành một bầy. Nhưng ở Trình phủ, ngay cả người hầu trong nhà toàn bộ đều là quản lý theo quân đội hóa, một câu nói ra, mấy ngàn người ở trong đại trạch không thấy được một bóng, ra lệnh một tiếng, đám người trình cung trở về người vừa tới trình phủ thì hết thảy đều khôi phục bình thường. Ba người trình cung, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên là thương thế nặng nhất, tiếp theo là Manh Thúc, mà trình lão gia tử cơ bản không có tổn thương gì, hắn chỉ là lực lượng tiêu hao đến cực hạn. Tới cảnh giới như hắn, trừ khi có đang dược thiên cấp, nếu không căn bản không có khả năng lập tức khôi phục. Cũng chính là bởi vì trình lão gia tử không có trọng thương gì, mà các lực lượng khác của trình gia căn bản không nhúc nhích bởi vậy trình cung mới dám lập tức trở về trình phủ nếu không lúc này có người đến kiếm tiện nghi kia thật sự là rất phiền toái sự tình đám người trình cung tiêu diệt vân nguyệt thiên không phải bí mật mà chuyện đã xảy ra bên trong vũ thân vương phủ cũng không phải bí mật chỉ là về sau bọn hắn giết chết chương gia âm huy bành dũng chật vật đào tẩu người biết đến những chuyện này cũng rất ít Vũ Thân Vương là nhờ huyết y lão tổ cùng Tô Liệt mới biết được tình huống lúc đó, đúng như sát quỷ nói, dù sao nhân viên tình báo không có khả năng ngự kiếm mà đi giống như những người kia, thoáng cái đi mấy trăm dặm. Nhưng theo trình phủ khôi phục bình thường, tất cả thế lực ít nhất cũng biết một việc, lần này trình phủ trong sóng gió phong ba không có tổn thất, hơn nữa còn là một phương chiến thắng. Người bình thường không biết những ngày này pháo hoa trên không vân ca thành, những lời mắng chửi người kia là xảy ra chuyện gì, nhưng các thế lực lớn lại rất rõ ràng, càng biết rõ lần này Trình gia chọc người nào. Bởi vậy nhân viên trình phủ, đổ thần phủ sơ tán toàn bộ, pháo hoa mắng chửi người kinh thiên động địa, về sau càng là đánh kịch liệt như vậy, đều không có chút phản ứng nào. Đây là bởi vì tất cả thế lực đều đang đứng ngoài quan sát, không ai tin Trình gia có thể thắng, đối phương là Phong Vân kiếm tông, đó cũng không phải là thế lực bình thường. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người không tưởng được chính là Trình gia thắng. Trình gia lần nữa làm tất cả các thế lực lớn ở Vân Ca thành rung động một bả. Trình gia này cũng quá dũng mãnh a, à, ngay cả Phong Vân kiếm tông cũng không sợ. Không sợ còn không tính toán, mẹ nó thần kỳ nhất chính là lại thắng. Còn dẫn người tới Vũ Thân Vương phủ, này nhất định là lần trước Trình cung chịu thiệt về sau không cam lòng, cho nên mới trả một chiêu di hoa tiếp mộc. Lần này Trình gia ngưu bức thật là lớn, chẳng lẽ bọn hắn không sợ Phong Vân kiếm tông trả thù? chẳng lẽ bọn hắn không sợ vũ thân vương phủ trả thù nghe nói lúc ấy hình như có người trợ giúp trình gia trình gia khẳng định có chỗ dựa nền mới như thế đám người cao tầng ở đây các lãnh tụ đại gia tộc có ai là người đần mặc dù tin tức lọc ra bên ngoài cực ít nhưng mà cũng để cho bọn họ đoán được rất nhiều lúc này người của trình gia sớm đã nhận được thông tri biết rõ nên làm như thế nào địch nhân trình gia tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn không cho rằng sau khi trịnh gia đắc tội phong vân kiếm tông cùng hoàng thất thì có thể tốt. Trình phủ, tầng dưới chót của luyện đang thất trong linh lung cát. Hôm nay ở đây rộng lớn vô cùng, giờ phút này ba người trình cung, đông phương linh lung, hách liên hồng liên đang xếp bằng ngồi theo hình tam giác. Trên người hách liên hồng liên tản ra một cổ ma khí thuần khiết, dày đặc, ẩn ẩn giống như có một đại ma thần ở sâu trong địa ngục, chỉ là không thể ngưng tụ thành hình trên thân thể đông phương linh lung thì tản ra một cổ khí tức hỏa diễm ngọn lửa này ở trên không trung mơ hồ đã thoáng có hình thái phượng hoàng nhưng mà biểu lộ hai người cũng vô cùng ngưng trọng lần này các nàng chủ yếu là tinh thần lực cùng thần niệm bị thương nặng nhất là cuối cùng các nàng không tiếc hết thảy dốc hết toàn lực công kích càng làm cho các nàng tổn thương nghiêm trọng ở lúc trở lại đông phương linh lung cùng hách liên hồng liên đều không có lên tiếng nhưng trong lòng đều tin tưởng thương thế của mình mặc dù có đang dược tốt cùng có người trợ giúp, tinh thần lực cùng thần niệm có thể dần dần khôi phục, ít nhất cũng cần vài năm thời gian mới có thể hoàn toàn tốt. Dù sao một khi tinh thần lực, thần niệm bị hao tổn, so với thân thể bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không nghĩ tới sau khi trình cung trở về nói muốn chữa thương cùng các nàng một chỗ, hách liên hồng liên còn không có gì, nhưng mà đồng phương linh lung không khỏi nhớ tới một ít sự tình trước kia. Thân thể là gốc, chịu tải hết thảy, dung nạp vạn vật, thần thông thiên địa niệm động vật sinh hiện tại ta bắt đầu truyền thụ cho các nàng chính là công pháp luyện thần quyết những công pháp cao cấp nhất thế gian khẳng định đều đã bao hàm phương pháp tu luyện tinh thần lực thần niệm nhưng luyện thần quyết này lại không giống đây là công pháp của một môn phái thời đại thượng cổ đã rất lâu rồi lúc ấy môn phái bọn hắn nói nếu người muốn siêu thoát muốn tánh mạng vĩnh hằng phải vứt bỏ thân thể bởi vậy môn phái bọn hắn chuyên tu thần niệm bọn hắn tổng kết ra một bộ công pháp kỳ lạ có thể làm cho đệ tử ở thời điểm thực lực rất thấp liền có được tinh thần lực thần niệm rất mạnh hơn nữa còn có đủ loại pháp thuật thần thông phối hợp các nàng cũng biết tinh thần lực thần niệm là địa phương khó khăn nhất bọn hắn chọn lựa phương hướng này không sai nhưng cuối cùng nhất bọn hắn lại dần dần tiêu vong luyện thần quyết này là công pháp cao nhất năm đó của môn phái bọn hắn phương pháp tu luyện tinh thần lực thần niệm bên trong vô cùng thần kỳ nhưng các nàng chớ hoàn toàn bị cái này ảnh hưởng tuy ta không thể bình luận bọn hắn đúng hay sai dù sao ta cũng chưa có phi thăng nhưng dù sao thời đại vứt bỏ bọn chúng thì vẫn nên chú ý cẩn thận một chút là tốt nhất hôm nay ta truyền thụ một ít công pháp trụ cột bên trong luyện thần quyết cho các nàng đồng thời truyền thụ cho các nàng phương pháp tẩm bổ chữa trị tinh thần lực thần niệm của bọn hắn trình cung là trực tiếp sử dụng thần niệm truyền những lời này vào trong đầu các nàng sau đó không ngừng nói phương pháp tu luyện luyện thần quyết cho các nàng Luyện thần quyết, thế gian vậy mà vậy mà có công pháp chỉ tu luyện Rèn luyện tinh thần lực, thần niệm Quá thần kỳ, môn công pháp này quá thần kỳ Vậy mà có thể như vậy Nguyên lai thần niệm cũng có thể tu luyện Còn tu luyện một mình, tốc độ này cũng quá nhanh à Nếu như dựa theo môn công pháp này tu luyện một năm So với bình thường mình tu luyện thần niệm 20 năm cũng mạnh hơn mấy lần Trình cung ngay cả cái này cũng có là sư phụ hắn truyền cho hắn sao sao hắn lại đơn giản truyền thụ cho mình biết rõ các nàng rất giật mình tại sao thế gian lại có thể có loại công pháp này về sau các nàng sẽ biết đồ vật dạng gì đều có chỉ có các nàng không nghĩ tới càng thêm không cần nghĩ vì cái gì ta truyền cho các nàng hiện tại thu liễm tâm thần lại cho ta nếu như phân tâm xảy ra chuyện ta cũng không thể nào cứu được các nàng tuy luyện thần quyết này có thể một mình tu luyện tinh thần lực cùng thần niệm nhưng mức độ nguy hiểm so với luyện công bình thường cao hơn rất nhiều tập trung tư tưởng suy nghĩ tập trung tinh lực cảm nhận được tinh thần lực thần niệm của các nàng không ổn định trình cung lập tức nhắc nhở được trình cung nhắc nhở hai người mới dần dần khôi phục lần nữa bắt đầu tu luyện hai người đều là thiên chi kiều nữ một cái là thế gia thiên tài đã sắp bước vào đan đạo đại sư một cái thì là thánh nữ nguyên thủy ma tông tốc độ học tập của hai người bọn họ rất nhanh cộng thêm trình cung chỉ truyền thụ cho các nạn một bộ phận, bởi vậy rất nhanh các nạn có thể tự mình tu luyện. trình cung rốt cục cũng có thể phục dụng một ít dược vật, bắt đầu điều tra tình huống trong thân thể mình. lực lượng của mình cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng lần này tinh thần lực hóa thành thần niệm, hơn nữa một hơi bay tới thoát tục kỳ tầng thứ ba, như thế lại làm cho trình cung rất kinh hỉ. trình cung xử lý ngoại thương rất tốt, giờ phút này phục dụng dược vật chậm rãi vận chuyển, thương thế không ngừng khôi phục. Lúc trình cung tu luyện, rất nhiều công pháp bên trong luyện thần quyết, trình cung đều có thói quen tự nhiên tu luyện. Hắn không phải tu luyện hoàn toàn y theo luyện thần quyết, nhưng hắn lại chắc lọc các tinh hoa trong đó ra. Cũng chính bởi vì vậy mà hắn có thể khôi phục nhanh như thế. Hôm nay có được thần niệm thoát tục kỳ tầng thứ ba, trình cung khống chế âm dương vạn vật quyết tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, trong nháy mắt nửa ngày thời gian đi qua. Thương thế của trình cung đã khôi phục hơn phân nửa, Phát hiện Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên còn đang tu luyện, hắn cũng không có vội vã rời khỏi, chủ yếu là sợ lúc tu luyện các nàng xảy ra sai lầm gì. Dù sao luyện thần quyết này không giống bình thường, tuy thần kỳ, nhưng cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Trình Cung phục dụng dược vật lần nữa, bắt đầu chậm rãi tu luyện, lần này cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, thần niệm của Trình Cung sinh ra chấn động kịch liệt. Một loại cảm giác phi thường kỳ diệu. Ông cơ hồn ngay vào lúc này, hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình Cung bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Trong chớp nhoáng này, mượn nhờ cảm ứng kỳ diệu của thần niệm kia, mượn nhờ cảm giác của hư không âm dương đỉnh, lập tức Trình Cung có một cảm giác xuyên thấu vô số không gian, quan sát rất nhiều cảnh vật. Nơi này có cấm chế rất mạnh, thậm chí có chấn động không gian, đây là không gian trận pháp cấm chế chỉ có thần tiên lục địa mới có thể thiết trí. Nhưng này hết thảy đều không ngăn cản được lực lượng đặc biệt của hư không âm dương đỉnh kỳ hoa dị thảo bốn mùa tươi thắm có hai người đang đối thoại oanh pho tượng vũ thân vương đời thứ nhất do ba ngàn vạn lượng hoàng kim chế tạo giờ phút này xuất hiện ở trong hoa viên lễ vật trình cung tiễn đưa cho ngươi quả nhiên là đủ đắt đủ nặng lần trước ngươi để cho hắn ăn một lần ngậm bồ hòn không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm trở về bất quá pho tượng kia cũng rất sinh động đoán chừng trình cung này trở về cũng đau lòng thật lâu, gần một năm nay hắn ở đây Vân Ca Thành cũng kiếm không ít tiền, nhưng lại thất thủ trong tay ngươi. Đúng rồi, ngươi mới vừa hỏi ngươi. Vèo. Cảm giác mạnh vỡ của hư không âm dương đỉnh, còn có cảm giác của trình cung đối với pho tượng kia, lập tức biến mất toàn bộ, tràn cảnh vừa rồi do thần niệm cảm ứng được cũng lập tức biến mất. Lúc này vũ thân vương ở trong hoàng cung, đang hướng hoàng đế nói tình huống trình gia chiến đấu cùng phong vân kiếm tông lần này, thuận tiện đòi hỏi nhân thủ đối phó trình gia, thì một khối ngọc bội trên ngực bỗng nhúc nhích, trong lòng vũ thân vương có một chút chần chờ, tự hồ cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng nơi này là hoàng cung, cho dù hắn là nhi tử hoàng đế, có một số việc cũng không thể tùy ý hỏi thăm, ngược lại phải càng thêm cẩn thận, thoáng có chút nghi hoặc, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, vũ thân vương lần nữa rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của hoàng đế. Nguy hiểm thật. Trình cung đang ở bên trong luyện đang thất dưới mặt đất của Linh Lung các mảnh liệt mở hai mắt ra, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Cuối cùng pho tượng vũ thân vương đời thứ nhất đã thức tỉnh, trình cung rõ ràng cảm giác trên người vũ thân vương tự hồ có một vật, mơ hồ phát giác ra thần niệm của mình đang quan sát. Đây cũng không phải nói vũ thân vương có được đồ vật còn lợi hại hơn so với cấm chế trận pháp của hoàng cung đại nội, mà là Trình cung mượn nhờ lực lượng hư không âm dương đỉnh lập tức cảm ứng được hết thảy nơi đó, Cửu Châu đệ nhất thần khí có được cảm ứng thần kỳ, tự nhiên không phải một ít cấm chế trận pháp của hoàng cung đại nội có thể ngăn cản được, càng không có người có thể phát giác. Đừng nói là hoàng cung, Trình cung tin tưởng, cho dù thần tiên lục địa nếu như lấy được mảnh vỡ bên ngoài hư không âm dương đỉnh, chính mình mượn nhờ hư không âm dương đỉnh cảm ứng được, thần tiên lục địa cũng không có biện pháp phát hiện. Nhưng vừa rồi bởi vì mảnh vỡ bên ngoài hư không âm dương đỉnh cùng pho tượng kia đồng thời xuất hiện, Trình Cung lại đang tu luyện, lập tức sinh ra một ít biến hóa. Trên thực tế lúc trước thời điểm Trình Cung tặng vũ thân vương pho tượng kia, động tay động chân ngay trong pho tượng kia, dùng một loại thủ pháp vô cùng đặc biệt đưa tinh thần lực của mình lạc ấn vào trong đó, chỉ cần ở thời điểm đặc biệt, có thể sử dụng bí pháp sinh ra liên hệ. Bởi vì Trình Cung muốn cướp mảnh vỡ bên ngoài đỉnh về, tự nhiên phải làm chuẩn bị đầy đủ đã có cái này, có thể ở lúc máu chốt xuất kỳ bất ý, xác định vị trí của vũ thân vương, đoạt lại mảnh vỡ bên ngoài đỉnh. Vốn là dưới tình huống bình thường, không phải trình cung cố ý vận chuyển lực lượng, căn bản không có biện pháp phát giác, nhưng lần này vừa vặn mảnh vỡ bên ngoài đỉnh xuất hiện, mượn nhờ nội đỉnh bên trong hư không âm dương đỉnh trực tiếp sinh ra liên hệ, mà vũ thân vương cũng đúng lúc lấy ra pho tượng kia, tinh thần lực của trình cung lại hóa thành thần niệm, cường độ tăng lên gấp mấy chục lần cộng thêm trình cung mượn nhờ cảm ứng đặc biệt của hư không âm dương đỉnh liên hệ, làm cho thần. Niệm thẩm thấu, lập tức dưới tình huống không cần thủ pháp đặc thù khởi động, cũng hơi chút dẫn động một ít tinh thần lạc ấn ở trong pho tượng kia. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt, nhưng mà suýt nữa bị vũ thân vương phát giác, bởi vậy sau khi trình cung thu hồi thần niệm mới thầm kêu nguy hiểm thật. Nếu như bị hắn phát hiện, tất cả cố gắng trước kia của mình liền uổng phí, còn muốn đoạt lại mảnh vỡ bên ngoài đỉnh độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều sở dĩ trình cung hao phí sức lực lớn như vậy dung hợp một tia quy tắc vào trong pho tượng kia chính là vì để cho vũ thân vương tùy thời mang trên thân thể đến thời điểm mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng nổi cuối cùng thu hồi thần niệm vũ thân vương có chút dừng lại ngay người trình cung cũng chú ý tới biết rõ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đoán chừng hắn còn tưởng rằng lão tía hoàng đế của hắn không tín nhiệm hắn cố ý để cho cường giả ở một bên quan sát hắn, phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay hay gì đó. Bất quá hoàng đế mới vừa nói, vũ thân vương đòi người, đòi người gì? Chẳng lẽ là đòi hỏi người nào đó, hay là muốn người trợ giúp? Ngẫm lại chuyện vừa mới xảy ra, khả năng thứ hai lớn hơn một chút, sau khi vũ thân vương này trở về, tuy biểu hiện rất cường thế, cao thủ bên người cũng không ít, 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong, còn có gần 10 tên siêu phàm kỳ, càng có kim mao huyết y lão tổ về sau có tô liệt là ba gã siêu cấp cường giả thoát tục kỳ nhưng vấn đề là những người mạnh nhất như huyết y lão tổ tô liệt cũng không phải thủ hạ hắn đào tạo mà đều là người sau này đầu nhập vào hắn trình cung lại nghĩ tới vừa rồi vũ thân vương phát giác được không bình thường vậy mà một câu nói chưa nói nghĩ đến vũ thân vương này cũng không phải con ngoan nghe lời gì hắn cũng cất giấu một tay cùng hoàng đế vậy hắn đi đòi người sẽ thấy rất bình thường như vậy có thể làm cho hoàng đế giảm bớt tâm phòng bị đối với hắn, cũng có thể che giấu thế lực chân thật của mình, đồng thời có thể tranh thủ thêm chỗ tốt, sau đó dùng người của hoàng đế để đối phó mình cùng Trình gia. Trong lòng nghĩ vậy, Trình Cung nhìn nhìn Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên, thấy các nàng đều đã hoàn thành tu luyện luyện thần quyết, đang phục dụng đang dược một bên chữa thương một bên luyện công. Các nàng đã tu luyện xong luyện thần quyết, Trình Cung cũng an lòng, đứng dậy nhẹ nhàng phi thân lên trên sau đó trực tiếp bước nhanh rời khỏi linh lung cát sau khi trình lão gia tử trở về cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ phái người thông tri một ít thế lực dựa vào trình gia ra hắn cũng đi gặp một ít người một cái thế lực hình thành cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà trình gia sở dĩ có thể làm cho hoàng đế kiên kỵ như vậy nghĩ hết biện pháp cũng muốn đối phó như thế ngoại trừ trình gia có được quân quyền ra chính là trình gia đã sớm ở giữa những năm đó trưởng thành thành một cây đại thụ che trời của lam vân đế quốc thế lực phụ thuộc vào trình gia rất nhiều công khai vùng trọng đều có lần này trình lão gia tử gặp đều là một ít thế lực công khai dựa vào trình gia mà ai cũng biết lão gia uống chút trà rồi nghỉ ngơi một chút a à. cuối cùng một ít người rời khỏi lão la lập tức bưng trà lên lo lắng nói ân trình lão gia tử tiếp nhận trà khẽ gật đầu sau khi uống một ngụm xong nói xuất hiện đi nhìn không ra hiện tại tính nhẫn nại của tên tiểu tử thúi ngươi cũng không tệ ở đó nghe đến mấy canh giờ. À! Trình cung cười cười từ phía sau đi tới, tùy ý ngồi bên cạnh trình lão gia tử. Cũng không có tính nhẫn nại gì, chỉ có điều các ngươi nói chuyện các ngươi, ta thì nghĩ đến mỹ nữ, đánh bạc, thế giới nội tâm của ta rất phong phú. Ta nhổ vào, vừa rồi ngươi cũng đã nghe được, ngươi thấy thế nào? Này nếu như là lúc trước, Trình Cung nói chuyện như vậy cùng Trình Lão Gia Tử, Trình Lão Gia Tử không tức giận đến nỗi trận lôi đình mới lạ, nhưng giờ phút này lại bị chọc cho cười mắng một tiếng trái lại bắt đầu hỏi thăm cách nhìn của trình cung trình gia có thể làm cho hoàng đế kiên kỵ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân vừa rồi những người kia đến chủ đề nói chuyện đều vô cùng mẫn cảm thậm chí còn nói chuyện vũ thân vương vừa mới tiến cung diện thánh sẽ thương nghị cái gì cùng hoàng đế tuy lời của bọn hắn đều rất mịt mờ nhưng mà cũng làm được trao đổi nhất định dù sao trừ khi quan hệ như bạch khải nguyên tống bảo gia mới có thể nói ra toàn bộ hết gì đó mà không chỗ cố kỵ, những người khác vẫn là chênh lệch một tầng. Trình cung nghe xong vội vàng lắc đầu. Những chuyện này có gia gia làm chủ là được rồi, thân làm một cái quần là áo lược, ngài làm sao có thể chờ mong ta đưa ra đề nghị gì tốt. Ngươi a, nói chuyện cùng gia gia cũng không nhìn lại mình, cái nhà này sớm muộn gì còn không phải do ngươi tới quản. Một loạt biểu hiện gần đây của Trình cung, cộng thêm lần này chỉ huy đối phó Phong Vân kiếm tông, làm cho trình lão gia tử vô cùng vui mừng, đã có ý nghĩ giao quyền hành gia tộc cho trình cung. Đừng, đừng. Trình cung nghe xong, vội vàng khoát tay liên tục. Gia gia, người tha cho ta đi, những chuyện này ta thực không có hứng thú quản, càng không có hứng thú đi làm quan, mang theo một đám người lục đục cùng hoàng đế, thân thể gia gia bây giờ chẳng phải rất sao, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi đạt tới thần tiên lục địa, ngài có thể một mực trông coi hết thảy, ta chỉ thích làm đại thiếu cùng quần là áo lược, cái này thích hợp với ta hơn. Ngươi, trình lão gia tử câu mày, hiển nhiên cũng có chút nóng nảy. Năng lực cùng biểu hiện gần đây của trình cung hắn đã vô cùng hài lòng, nhưng không muốn tiếp nhận sự tình gia tộc làm sao có thể được. Đúng rồi gia gia, vừa rồi người hỏi cách nhìn của ta, ta vừa rồi cũng nghe các người nói đến sự tình vũ thân vương tiến cung diện thánh, trên thực tế thời điểm ta luyện công vừa rồi, cũng ngoại ý muốn cảm nhận được một ít gì đó hình như vũ thân vương đòi người với hoàng đế ta đang muốn thương lượng chuyện này cùng gia gia một chút hiện tại trình cung cũng không muốn tiếp nhận sự tình gia tộc như vậy sao còn có thời gian đi tu luyện luyện đan sao có thời gian đi khi dễ người đi chơi gia chủ sao có thể khoái hoạt bằng đại thiếu không cần có nhiều cố kỵ như vậy ngược lại là người khác bởi vì thế lực sau lưng ngươi sẽ có cố kỵ này sản khoái hơn a à? xem xét thái độ gia gia đã biết rõ dính đến vấn đề này lão nhân gia ông ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ bởi vậy trình cung vội vàng chuyển hướng chủ đề mà chủ đề nói lên ngược lại coi như là phù hợp với câu hỏi vừa rồi mà trình lão gia tử hỏi hắn vũ thân vương đòi người từ hoàng đế làm sao ngươi biết trình lão gia tử nghe xong lời này không khỏi chấn động tiểu tử thúi này vẫn có thể làm ra một ít sự tình để cho mình khiếp sợ cho dù hắn ở chỗ này dùng rất nhiều biện pháp cũng biết rõ vũ thân vương tiến cung diện thánh mà thôi. Cho dù ở trong nhà của mình, có Gia Gia ở đây nhưng trình cung vẫn rất cẩn thận, âm thầm truyền âm nói. Gia Gia còn nhớ rõ lần trước ta đưa cho vũ thân vương kia một pho tượng bằng ba ngàn vạn lượng hoàng kim không, ta dùng một loại bí pháp đặc thù, mỗi lần hắn lấy pho tượng kia ra khỏi không gian giới chỉ, chỉ cần ta muốn biết, thì có thể mượn nhờ lạc ấn bên trong pho tượng kia, thì sẽ hiểu rõ tình huống của hắn lúc đó không nghĩ tới tâm hiếu kỳ của hoàng đế cũng không nhỏ thời điểm gặp vũ thân vương lại bảo hắn lấy pho tượng kia ra nhìn thử cho nên lúc đó ta ngoài ý muốn nghe được một ít đối thoại của bọn họ nhưng cũng không phải quá rõ ràng chỉ là nói đến chuyện đòi người ta suy đoán có phải là vũ thân vương khóc than với hoàng thượng đòi người để đối phó trình gia chúng ta hay không tên tiểu tử thúi này không ngờ âm hiểm như vậy nguyên lai hắn có chuẩn bị một chiêu như vậy nói như vậy Huyết yêu quả cấp yêu vương kia chẳng phải là lấy không sao Những thứ không nói khác Lần này đối phó phong vân kiếm tông Trình cung chỉ là lợi dụng rất ít Huyết yêu quả cấp yêu vương đã có hiệu quả như vậy Có thể nghĩ uy lực của huyết yêu quả này lớn đến bao nhiêu Nếu để cho vũ thân vương biết rõ huyết yêu quả này có nhiều chỗ tốt Công dụng như vậy Như vậy đánh chết hắn hắn cũng không đem cái này cho trình cung Cho dù vì mặt mũi Thà cho hắn 9.000 vạn lượng hoàng kim cũng không có thể cho hắn cái này à trong lòng Trình lão gia tử có chút trung động, bởi vì hắn đã tính ra, Trình cung ở lần yến hội kia lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Cho dù lần này đánh chết nhiều người phong vân kiếm tông như vậy, tất cả chỗ tốt cộng cùng một chỗ cũng không bằng một cái huyết yêu quả cấp yêu vương, vốn là âm huy kia có nhiều thứ tốt nhất, đáng tiếc lúc sau hắn lâm vào điên cuồng, không ngừng tự bạo, dược vật cũng ăn bậy, trên cơ bản không còn lại gì nhiều. Người đoán không sai, vũ thân vương này vô cùng thông minh tuy hoàng đế phong hắn là vũ thân vương nhưng hắn chắc chắn sẽ không bởi vậy liền rời khỏi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dùng sự thông minh của hắn hắn cũng sẽ không ngu đến nỗi dùng lực lượng mà hắn kinh doanh mấy năm này ở hải ngoại lấy ra liều cùng chúng ta theo lý thuyết hắn trở về là uy hiếp lớn nhất đối với thái tử nhưng thái tử lại hết lần này tới lần khác lại ở ngay lúc này bị phái đi ra ngoài dò xét thiên hạ này rõ ràng cho thấy là hoàng đế cố ý gây nên thiên gia không thân bọn họ tranh đoạt mới là tàn khốc nhất, phụ tử, huynh đệ tương tàn cơ hồ là chuyện như cơm bữa, nhưng mà dù sao vũ thân vương này không giống như phong vân kiếm tông, cho dù hoàng đế trợ giúp hắn một ít siêu phạm kỳ, thậm chí thoát tục kỳ, hắn cũng không có thể như phong vân kiếm tông không kiên nể gì cả như vậy. Bất quá nói thì nói như vậy, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hắn sẽ tiếp tục dùng ngươi làm nơi đột phá. Cho dù dùng định lực như trình lão gia tử, cũng bị Trình Cung nói làm chấn động thoáng một phát, ngay người nhìn Trình Cung cả buổi mới nói ra lời này. Lại nói tiếp, ta cùng hắn còn có một trận ước đấu. Bất quá ta cũng không nóng nảy, hắn sốt ruột là chuyện của hắn, hiện tại để cho đám người bạn tử tĩnh tâm tu luyện, ta cũng muốn chuẩn bị luyện đan, đợi làm xong những chuyện này, xem ta thu thập hắn như thế nào. Gia Gia, lần này ta luyện chế trấn ma đang cần thời gian rất lâu, lực lượng bây giờ của Gia Gia khôi phục thế nào rồi? Đây mới là mục đích chủ yếu mà lúc này Trình Cung tới tìm Trình lão gia tử, bởi vì lần này hắn luyện là Trấn Ma Đan, hoàn toàn không giống như lúc trước, lúc trước luyện đan chỉ là mấy canh giờ, nhiều thì vài ngày, lần này độ khó cùng thời gian hao phí đều lớn hơn lúc trước rất nhiều. Trấn Ma Đan, đó là đang dược còn thiếu cuối cùng để cho hắn tăng lên tới thần tiên lục địa, Trình lão gia tử nghe xong cũng không khỏi thoáng có chút khẩn trương. Hiện tại vừa mới khôi phục ba thành lực lượng Bất quá hai ba ngày nữa là có thể hoàn toàn khôi phục Người bên kia chuẩn bị thế nào Nếu có nguy hiểm gì hoặc là có độ khó mà nói Hãy nói cùng Gia Gia Trên thực tế có thể có được bảy thành nắm chắc cũng đã đủ rồi Luyện chế loại đan dược này khẳng định không dễ dàng như vậy Trình lão gia tử cũng lo lắng trình cung có việc gì Nhất là lần này hắn còn muốn sử dụng huyết yêu quả cấp yêu vương Cái đồ chơi kia cho dù đối với thoát tục kỳ cũng có tổn hại rất lớn Bởi vậy trình lão gia tử lo lắng đầu tiên là trình cung mặc dù trung kích thần tiên lục địa rất trọng yếu nhưng nếu như so sánh với an nguy của trình cung mà nói trình lão gia tử nhất định sẽ lựa chọn trình cung ta không sao trình cung nhún nhún vai cười nói đây cũng là một lần rèn luyện đối với bản thân ta hơn nữa còn có linh lung ở một bên hiệp trợ chỉ là lần này ta luyện chế trấn ma đan ít nhất cũng cần chừng một tháng thời gian cụ thể hiện tại ta cũng chưa dám nói trước dù sao lần này dùng chính là huyết yêu quả cấp yêu vương trong khoảng thời gian ta luyện đan này nếu như vũ thân vương nói ra sự tình ước đấu già già cho người nói cho hắn biết gần sang năm mới không hảo hảo ở nhà mừng năm mới ai có thời gian ước đấu với ngươi qua năm sẽ nói chuyện này nếu như qua tế nguyên đáng mà ta còn chưa có luyện chế xong hắn nhắc lại chuyện này liền nói với hắn ta đang huấn luyện thủ hạ hai tháng sau sẽ thi đấu cùng hắn phong vân kiếm tông bên kia ta sẽ để cho đám người hách liên hồng liên trở về nguyên thủy ma tông dựa theo ước định ban đầu của ta cùng tông chủ nguyên thủy ma tông, chuyện lần này là vấn đề của bọn hắn, ta tin tưởng sau này các nàng sẽ không cho chuyện như thế này xuất hiện lần nữa, chắc chắn ngăn chặn phong vân kiếm tông. Nghe xong lời này của Trình Cung, Trình Lão Gia Tử mới minh bạch, tiểu tử này nói không nhúng tay vào sự tình gia tộc. Nhưng một ít sự tình lớn nhất của gia tộc, hắn cũng đã an bài, trước mắt ngoại trừ những chuyện này, nhưng chuyện khác nói là việc vặt cũng không gì đáng trách. Vốn là trong lòng trình lão gia tử vừa rồi còn muốn bức trình cung thoáng một phát, để cho hắn dần dần học tập quản lý, khống chế sự tình gia tộc. Nhưng giờ phút này nghe xong lời này của trình cung, hắn cũng tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá nghĩ đến sự tình pho tượng kia, lại có chút ít phi cười, tiểu tử này thật đúng là âm hiểm xấu xa, vừa vặn có mấy sự tình nhất thời không thể có biện pháp giải quyết, ngược lại có thể nhìn xem tiểu tử thúi có phương pháp xử lý đặc biệt gì hay không. Nghĩ đến chỗ này, trình lão gia tử trực tiếp nói ra vài chuyện mà gần đây hắn không có biện pháp giải quyết thích đáng cho trình cung nghe rất nhiều sự tình mà trình lão gia tử khó xử trình cung lại nhanh chóng làm ra một ít quyết định mà thời điểm trình lão gia tử hỏi hắn vì sao quyết định như vậy trình cung trả lời rất đơn giản ta thích ta cao hứng trình lão gia tử lần nữa bị chọc cười bởi vì phương pháp xử lý của trình cung rất tốt hắn cảm giác mọi việc sẽ giải quyết được bởi vậy cũng không hỏi trình cung nữa Hai người bắt đầu nói chuyện phím. Thoát thai, hoán cốt, tẩy tủy, phạt mạch, bất luận thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là lực lượng phàm nhân, chỉ có vượt qua phạt mạch kỳ bước vào siêu phàm kỳ mới bắt đầu có được pháp lực, mà sau khi đạt tới thoát tục kỳ mới xem như thần thông quảng đại. Ở trong thế tục trở thành một phương cường giả. Mặc dù thoát tục kỳ thần thông quảng đại, nhưng tuổi thọ cũng chỉ là 2 đến 300 năm mà thôi mà đối với thoát tục kỳ bắt đầu tu luyện thần thông truy cầu lực lượng vô thượng mà nói thường thường một lần bế quan tu luyện thần thông là cần mấy tháng thậm chí một hai năm hai ba trăm năm thời gian ở trong mắt người bình thường nhìn như dài dằng dặc đáng sợ nhưng mà đối với cường giả chân chính mà nói căn bản không đủ dùng trọng yếu hơn là cường giả thoát tục kỳ bình thường đều là trụ cột của một gia tộc thường thường phải xử lý vô số sự tình đối mặt vô số vấn đề cùng khiêu chiến trừ một ít đại môn phái Cường giả thoát tục kỳ thần thông quảng đại có thể có đầy đủ tài nguyên cùng tinh lực bế quan, không ngừng truy cầu đột phá, còn người bên trong thế tục có thể đạt tới thoát tục kỳ đã là cực hạn, nhưng ai cũng biết thần tiên lục địa là cao cao tại thượng chân chính, là tồn tại có thể có được hơn ngàn năm tuổi thọ, nhưng cho dù những thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường kia cũng không dám hy vọng xa vời. Mặc dù thoát tục kỳ đỉnh phong cùng thần tiên lục địa chỉ thiếu chút xíu, nhưng lại chênh lệch như trời với đất. Do siêu phàm kỳ đạt tới thoát tục kỳ là tinh thần lực hóa thành thần niệm, mà thoát tục kỳ đạt tới thần tiên lục địa là bản chất của mạng sống con người triệt để cải biến, giống như là khổng tước biến thành phượng hoàng, thùng luồng hóa long. Chính là bởi vì bản chất sinh mệnh triệt để cải biến, cho nên mới vô cùng khó khăn, mà hiện tại trình cung luyện chế trấn ma đan, đó là đang dược có thể ở trong quá trình này phát ra tác dụng cực kỳ lớn. đang dược có thể ở trong lúc này phát huy ra một chút tác dụng, giá trị của nó đều là khó có thể lường được đương nhiên độ khó cũng đồng dạng không nhỏ chính là bởi vì như thế trình cung mới có thể làm nhiều chuẩn bị như vậy lần này bởi vì sử dụng là huyết yêu quả cấp yêu vương hiệu quả trấn ma đan sẽ rất tốt nhưng độ khó chúng ta luyện chế cũng sẽ gia tăng rất nhiều may là lúc trước nàng cũng tu luyện luyện thần quyết bằng không mà nói muốn cho nàng hỗ trợ cũng rất khó phương pháp luyện chế trấn ma đan vừa rồi ta đã giải thích cặn kẽ với nàng nửa phần trước ta làm, lúc đó nàng ở bên ngoài tận lực rèn luyện thần niệm của mình, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở nàng. Nhớ kỹ, ta đưa cho nàng những đan dược kia, nếu như sau khi lực lượng đột phá có thể phục dụng tăng lên lực lượng, rút ngắn quá trình tích lũy lực lượng đơn thuần này, ngàn vạn lần đừng phục dụng đan dược phụ trợ thần niệm, trấn áp thần niệm khác. Tận cuối cùng trong luyện đan thất của Linh Lung Cát, Hách Liên Hồng Liên đã sớm hoàn thành tu luyện rời khỏi Vân Ca Thành chạy về Nguyên Thủy Ma Tông. Dù sao chuyện lần này huyên náo lớn như vậy Nếu Nguyên Thủy Ma Tông không giúp đỡ tạm thời ngăn chặn phong vân kiếm tông Vậy trình gia thật có thể gặp phải tai họa ngập đầu Dù sao lấy thực lực trình gia bây giờ Còn không có biện pháp đối kháng phong vân kiếm tông Hách liên hồng liên rời khỏi Trình cung bố trí tốt những chuyện khác Sau đó chạy tới nói sự tình luyện đang cho Đông Phương Linh Lung Đông Phương Linh Lung trải qua sự tình lần này Lực lượng cũng tăng lên không ít Đã tiếp cận thoát tục kỳ tầng thứ ba mà thần niệm vì nguyên nhân tu luyện luyện thần quyết đã đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 5 đỉnh phong. Vốn cảnh giới thần niệm của Đông Phương Linh Lung đã vượt qua lực lượng bản thân rất nhiều, lần này sau khi đạt được luyện thần quyết càng hiểu được phương pháp một mình tu luyện thần niệm như thế nào, không gian phát triển tương lai càng lớn. Mặc dù không biến thái giống như Trình Cung, ở siêu phàm kỳ liền có được thần niệm thoát tục kỳ, nhưng cảnh giới của nàng cùng lực lượng kia, còn có trình độ luyện đan của nàng cũng đã đến gần luyện đan đại sư lấy lực lượng kia của nàng muốn một thân một mình khai tông lập phái ở lam vân đế quốc cũng rất dễ dàng hiện tại làm trợ thủ cho trịnh cung thì cũng thôi đi nhưng nghe trịnh cung vừa nói như vậy thậm chí trợ thủ như nàng ngay cả quyền ở một bên quan sát cũng không có phải biết rằng đan sư đều là người vô cùng kiêu ngạo chớ đừng nói chi là đan sư thiên tài như đông phương linh lung dùng tuổi cùng thành tựu của đông phương linh lung coi như là đan đạo đại sư bình thường đối mặt với nàng cũng phải khách khí mà bây giờ Trình cung lấy tiểu hư đỉnh ra Rồi lại rất tùy ý trò chuyện bố trí nhiệm vụ cho Đông Phương Linh Lung Tốt Càng làm cho người ta bất khả tư nghị chính là Đông Phương Linh Lung không chút lựa chọn đáp ứng một tiếng Bạch y trắng như tuyết Thân hình đạm mạc của nàng nhảy lên Thật sự đi lên tầng thứ nhất Một màn như vậy nếu như bị người khác chứng kiến Nhất định sẽ chấn kinh rất cầm Mà trình cung thì đang không ngừng lấy các loại dược vật luyện chế trấn ma đang ra Kể cả thâm hải thiện mộc băng thiềm dịch ngàn năm. Những vật này trước đều cất kỹ qua một bên, cuối cùng lấy huyết yêu quả cấp yêu vương ra, huyết yêu quả cấp yêu vương này mỗi lần bị lấy ra, một cổ thần niệm cuồng bạo lập tức lao ra, vô số thần niệm, mang theo huyết tinh, quán khí, sát khí. Lần này không giống lần trước, lần trước trình cung vừa mở ra, cũng cảm giác được tâm tình điên cuồng nhảy lên, trong lòng có một cổ xúc động muốn giết người, rất muốn thấy máu, giết chóc, tàn sát. Nhưng hiện tại hắn đã có được thần niệm, mặc dù hiện tại cường độ thần niệm của hắn chỉ có thoát tục kỳ tầng thứ ba nhưng lại không giống bình thường lúc trước thời điểm hắn chỉ có tinh thần lực siêu phàm kỳ đỉnh phong vô luận thần niệm huyết tinh vết chóc này cùng bạo như thế nào hắn cũng không bị phá hủy hiện tại càng có thể ổn định lại tâm thần mình trình cung là vì bản chất hạch tâm thần niệm không giống bình thường khi trình cung vừa lấy ra huyết yêu quả cấp yêu vương đông phương linh lung đang ở tầng thứ nhất luyện đang thất ánh mắt lập tức đã bị một ít ảnh hưởng nhưng sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng đối mặt thần niệm tràn đầy vô số huyết tinh, oán khí, sát khí, tà ác kia cũng chỉ có thể bảo vệ cho bản tâm mình không bị ảnh hưởng. Cái này là huyết yêu quả cấp yêu vương ư, đồ vật thật tà ác, Trình Cung thật sự muốn dùng cái này luyện chế đan dược là trấn ma đan. Trước kia Trình Cung đã nói qua hiệu quả cùng tình huống của trấn ma đan với Đông Phương Linh Lung, trấn ma đan là đang dược dùng để áp chế tâm ma, lập tức tăng lên thần niệm cường hóa thần niệm nhưng giờ phút này cảm nhận được bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương này phát ra vô số thần niệm hỗn loạn cường đại huyết tinh tàn bạo tà ác đột nhiên đông phương linh lung có một cảm giác vô lực những người có được thần niệm này cũng đã vẫn lạc nhưng thần niệm bọn hắn vẫn vô cùng cường đại như trước mặc dù dung nhập bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương này cũng không phải sức người có khả năng luyện hóa a à. trong gia tộc cho tới bây giờ mình chưa nghe nói qua có người có thể cầm cái này luyện đan cho dù thần tiên lục địa cũng phải hao tổn lực lượng bản thân mới có thể triệt để áp chế, làm sao có thể luyện chế thành đan dược. Chẳng không bằng dùng, đáng tiếc lại có mấy người dám làm như thế. Đang ở tầng dưới chốc luyện đan thất, trình cung nhìn huyết yêu quả cấp yêu vương trong tay lầm bầm lầu bầu nói, bí mật này người bình thường đúng là không rõ ràng lắm, nếu như muốn trấn áp huyết yêu quả cấp yêu vương này, không nói trước muốn hao phí bao nhiêu lực lượng, cho dù sau khi trấn áp được, lấy được một ít tác dụng trọng yếu bên trong, cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Hao tốn rất nhiều khí lực, lại chỉ lấy được một hai phần mười chỗ tốt của hắn mà thôi. Qua anh. Đồng thời tinh thần lực của Trình cung cũng không đi đối kháng những thần niệm tà ác, cuồng bạo, oán khí, sát khí trùng thiên này, mà trực tiếp nhảy vào trong huyết yêu quả. Bất luận gặp được thần niệm dạng gì, trình cung đều dùng thần niệm bản thân chống cự, bây giờ thần niệm của trình cung giống như là một cái vòi rồng, không ngừng cuốn hết thảy lực lượng vào trong đó thời gian dần trôi qua những thần niệm cuồng bạo lộn xộn kia bị hắn dần dần ngưng tụ trở nên càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng khủng bố hắn đây là muốn làm gì chẳng lẽ không muốn sống nữa sao những thần niệm lộn xộn tùy ý trùng kích này uy lực đã cường đại như thế hiện tại ngưng tụ bọn chúng còn để thần niệm của mình ở chính giữa đây không phải là muốn chết sao đông phương linh lung cũng cảm nhận được sự biến hóa này nhưng mà những thần niệm này bị trình cung ngưng tụ lại làm cho áp lực của nàng càng lớn trong lòng khiếp sợ lại không có biện pháp nhắc nhở trình cung loại thời điểm này thần niệm của nàng căn bản không liên lạc được với trình cung dụng thần niệm của mình đi kéo thần niệm lộn xộn khác không ngừng ngưng tụ áp lực này xác thực vô cùng lớn gân xanh của trình cung kéo căng lên áp lực cường đại làm cho khóe mắt lỗ mũi của hắn cũng bắt đầu chảy máu ngưng tụ ngưng tụ càng ngày càng nhiều thần niệm lộn xộn, tà ác, huyết tinh, tàn bạo bị ngưng tụ. Hiện tại trình cung chỉ có thể kéo những thần niệm này, hắn không giống là người đi trấn áp, hắn chỉ là kéo cũng đã cố hết sức như thế, có thể nghĩ nếu muốn trấn áp còn khó khăn bao nhiêu. Xoay tròn, điên cùng xoay tròn, trùng kích tiến vào bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương, dùng những thần niệm bị hắn kéo thành hình mũi khoan này, điên cùng đánh thẳng vào bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương bị thần niệm cường đại nhất hỗn loạn nhất bao trùm ở trung tâm còn có một hạt quả ở dưới thần niệm điên cuồng trùng kích bắt đầu dần dần vỡ vụn xuất hiện vô số vết trạng bên trong có một chất lỏng màu ngà sữa bắt đầu chảy ra vừa ra tới lập tức đã bị những thần niệm này trùng kích tiến vào màu sắc lập tức trở nên huyết hồng chất lỏng bên trong cái hạt này chính là đồ vật mà ngẫu nhiên sẽ có ít người hao hết khí lực trấn áp tất cả thần niệm thu lấy bọn hắn không dám phá hư cái hạt này, sợ chất lỏng bên trong bị ô nhiễm, hư hao, xảy ra vấn đề, mà giờ phút này trình cung lại có ý làm hư hao. Hoa, anh. Rốt cục, cái hạt kia vỡ vụn hoàn toàn, chất lỏng màu ngà sữa bên trong vậy mà hỗn hợp cùng vô số thần niệm, biến thành màu huyết hồng. Khai đỉnh. Trình cung khoát tay, trong tay mang theo tử diễm chân hỏa trực tiếp đánh vào bên trên tiểu hư đỉnh, hỏa chủng bên trong tiểu hư đỉnh lập tức bị thúc giục, tiểu hư đỉnh đã tiếp cận linh khí, rất nhanh vận chuyển. Huyết yêu quả cấp yêu vương tiến vào bên trong tiểu hư đỉnh, thời gian dần trôi qua hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu, thần niệm bên trong cường đại như trước, nhưng mà loại cuồng bạo, huyết tinh, tà ác này lại dần dần tiêu tán. Chất lỏng bên trong hạt của huyết yêu quả, kỳ thật có tác dụng tinh lọc những thần niệm này, mà ở luyện chế lúc sau, lại có thể làm những thần niệm tà ác, huyết tinh, tàn bạo kia hóa thành một loại lực lượng tinh khiết nhất, đây mới là chỗ bí mật chính thức của huyết yêu quả. Nhưng mà nếu muốn chính thức luyện chế thành, cũng không phải dễ dàng như vậy, thời gian từng ngày từng ngày đi qua. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, đoàn chất lỏng màu đỏ như máu kia bên trong tiểu hư đỉnh, thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng tụ, mà giờ phút này Đông Phương Linh Lung cũng đã đến lối vào tầng thứ ba, hiện tại cách không hơn 10 mét. Nàng đã có thể mượn nhờ vận chuyển luyện thần quyết trợ giúp trình cung áp chế một ít thần niệm còn muốn giải dụ bên trong huyết yêu quả. Từ lúc vừa bắt đầu đối mặt những thần niệm tà ác, huyết tinh, cùng bạo kia, như là thuyền nhỏ trong biển rộng, càng về sau những thần niệm kia đột nhiên thu nạp, nàng bắt đầu trợ giúp trình cung áp chế. Quá trình này đối với Đông Phương Linh Lung mà nói là một lần lịch lãm rèn luyện điên cuồng. Gần kề 15 ngày thời gian, thần niệm của nàng đã từ thoát tục kỳ tầng thứ 5 đạt đến tầng thứ 6, lực lượng rốt cục cũng đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 3. Nếu như nói lực lượng của Đông Phương Linh Lung tăng lên rất nhanh, nhưng thần niệm của nàng vẫn là lần đầu tiên trong thời gian ngắn ngủi đạt được tăng lên như thế. Bởi vì trong quá trình áp chế những thần niệm này, tự hồ có thể cảm nhận được chút cảnh giới, ý cảnh năm đó của những kẻ có được thần niệm này, chúng nó ngoài dãy dụ ra, cũng làm cho Đông Phương Linh Lung học tập rất nhiều. Đông Phương Linh Lung ở bên ngoài đã như vậy, trình cung thu hoạch được chỗ tốt càng không cần phải nói, mặc dù không có biện pháp trực tiếp từ bên trong chút ít thần niệm này lấy được truyền thừa, nhưng mà có thể đạt được một ít cảm ngộ, ý cảnh. Người khác cường hành áp chế, những thần niệm này nhất định là phản kháng đến chết, thần niệm có thể sinh ra huyết yêu quả cấp yêu vương, năm đó người nào không là tồn tại phong vân một cõi, mặc dù bọn hắn tử vong, nhưng không cam lòng bị người khác áp chế như trước. Nhưng thiên địa vạn vật, thần kỳ vô cùng, những thần niệm không chịu tán đi này, thúc đẩy sinh trưởng huyết yêu quả, mà chất lỏng trong hạt huyết yêu quả lại có thể triệt để hòa tan bọn chúng làm cho chúng nó tiêu tán khỏi thiên địa này. Hơn nữa ở dưới loại tinh lọc này, lại làm cho những thần niệm kia triệt để bình tĩnh trở lại, tự như là một người đột nhiên lĩnh ngộ, giải thoát, mà ở bên trong quá trình này, mặc dù những thần niệm cường đại kia trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, người có thể mượn nhờ những thần niệm này tôi luyện thần niệm của mình, còn có thể áp chế những thần niệm này, cảm thụ ý cảnh trong đó, tóm lại, chỗ tốt vô số, nhất là đối với phương diện thần niệm, cảnh giới, ý cảnh nếu như tích xúc đầy đủ còn có đầy đủ đang dược bổ sung lúc này có thể liên tiếp mượn nhờ những thần niệm này vượt qua bình cảnh đạt được tăng lên đương nhiên yêu cầu đối với thần niệm cũng không giống bình thường nếu không trình cung sẽ gọi tất cả mọi người tới cho dù đông phương linh lung nếu như không phải tu luyện luyện thần quyết cũng rất khó gắn gượng vượt qua trình cung đối với quá trình này vô cùng quen thuộc bởi vậy sớm chuẩn bị rất nhiều đang dược sau khi hoàn toàn luyện hóa được huyết yêu quả cấp yêu vương này, thần niệm của trình cung cũng khôi phục được thoát tục kỳ tầng thứ sáu, mà đối với lĩnh ngộ ý cảnh, cảnh giới, cộng thêm lúc trước hắn chiến đấu tích xúc, dược vật tích lũy, lực lượng của hắn cũng từ siêu phàm kỳ tầng thứ tư liên tiếp đột phá, đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ sáu. Hiện tại bản đại thiếu còn chưa bắt đầu luyện đan, chỗ tốt cũng đã nhiều như vậy, qua một thời gian nữa nhất định phải nói cho vũ thân vương biết, đáp lễ này của hắn quả thực mẹ nó quá ngưu bức. Trình cung nhớ tới tràn cảnh lúc trước vũ thân vương hận không thể lập tức nhét huyết yêu quả cấp yêu vương này cho mình, liền không nhìn được muốn cười, lầm bầm lầu bầu nói, sau đó phất tay một cái, ném thăm hải thiện mộc cùng những dược liệu khác vào bên trong tiểu hư đỉnh, bắt đầu chính thức luyện chế trấn ma đan. Lễ mừng năm mới của Lam Vân đế quốc vô cùng náo nhiệt, chỉ là thời điểm mọi người chứng kiến pháo hoa truyền thống, tránh không được nhớ tới tràn cảnh trình cung dùng pháo hoa mắng người. Có ít người cho rằng, nếu để cho trình cung phụ trách lễ mừng năm mới, nhất định sẽ có một năm mới vô tiền khoáng hậu. Chẳng qua là có người đã phát hiện, từ lúc đó tới nay cũng đã hơn một tháng, vậy mà không có nghe tin tức của đứng đầu tứ đại hại Vân Ca Thành, để nhất quần là áo lược, phá gia chi tử trình đại thiếu, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là làm cho người ta có chút không thích ứng. Không chỉ là trình cung, các thủ hạ của hắn cũng đột nhiên biến mất, trình phủ cũng không có tin tức gì. Có người nói bọn họ bị thương nghiêm trọng, đang dưỡng thương, cũng có người nói bọn hắn đã đào tẩu, dù sao cho dù đánh bại một ít người phong vân kiếm tông, cũng không có thể chống cự được toàn bộ phong vân kiếm tông. Bên ngoài nói cái gì cũng có, đồn đã gì cũng có. Trong lúc này, Vũ Thân Vương cũng hai lần phái người tới trình phủ hỏi thăm sự tình ước đấu, nguyên nhân thứ nhất là Vũ Thân Vương muốn báo thù, thứ hai là muốn mượn cơ hội này tìm về mặt mũi. Hắn sốt ruột, nhưng trình cung lại không có thời gian để ý tới hắn, người trình gia dựa theo lời trình cung mà nói, sau đó đuổi đám người vũ thân vương trở về. Mới qua năm mới không lâu, một cửa hàng có tên ngự Đan đường bắt đầu khai trương, cơ hồ là cùng một ngày, hơn 30 hành tỉnh ở trong Lam Vân Đế Quốc đều xuất hiện chi nhánh của ngự Đan đường. Không chỉ là thủ phủ hành tỉnh, một ít thành thị hơi lớn phía dưới cũng đều xuất hiện, này điều khiển Đan đường xuất hiện về sau, không quá 10 ngày cơ hồ thu mua tất cả các dược liệu, đang dược của Đỗ thần phủ, đầu mâu trực tiếp chỉ vào đổ thần phủ. Mà cái này cũng không quá làm người khác chú ý, tin tức chính thức làm thiên hạ khiếp sợ chính là Hoàng đế bổ nhiệm đoan mộc nhất phong làm tổng đốc ngũ tỉnh. Tổ kiến quân đoàn năm tỉnh chuyên môn đối kháng yêu thú, vì thế sẽ tiến thêm một bước áp xúc phí tổn mấy đại quân đoàn khác, mặc dù lôi nhạc bởi vậy mà phát nổ một hồi, cùng một số người tranh chấp một phen ở trên triều đình, nhưng cuối cùng không có thể ngăn cản được quyết định này. Làm cho người ta vô số mơ màng chính là, một loạt quyết định này đều là trực tiếp tránh đi Trình gia. Này ở Dĩ vãng là tuyệt đối không thể. Có sự tình gì lớn, bây giờ hoàng đế đều cùng mấy thế lực lớn liên thủ biến thành sự thật. Mà Trình gia đối với những chuyện này cũng không có một chút phản ứng, giống như bị ngăn cách. Yêu thú xâm lâm tràn đầy nguy hiểm, Liệp Yêu giả bình thường tiến vào đều chú ý cẩn thận, hoặc là đi theo đoàn đội nào đó rồi dần dần quen thuộc, hoặc là đi một ít địa phương có địa đồ không dám đơn giản nếm thử địa phương mới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không biết sâu cạn trực tiếp xông vào, nhưng kết quả đều là chết rất thảm. Bình thường cho dù đến yêu thú xâm lâm tôi luyện chính mình, cũng đều mời một ít liệp yêu giả hoặc là cùng một ít đoàn đội đi vào, một mình xông vào yêu thú xâm lâm muốn lịch lãm rèn luyện mình, đa số đều chết ở trong đó. Nhưng là cũng có một chút ngoại lệ, tìm đường sống trong cõi chết, rồi lại một đường dốc sức liều mạng chém giết, lực lượng tăng vọt, loại chuyện này thời gian dài cũng sẽ phát sinh một ít, nhưng đối với liệt yêu giả mà nói, này so với tìm được một cái bảo tàng còn khó khăn hơn. Ha ha! Thật không nghĩ tới, tiến vào trung bộ yêu thú xâm lâm, lại có thể gặp được hai nữ tử đẹp như vậy, bên người còn có khôi lỗi bảo hộ, vận khí cáp nhĩ ba lạp ta đã đến. Đến, ngoan ngoãn qua đây, nếu như hầu hạ thoải mái, đại gia sẽ không giết các ngươi. Cáp nhĩ ba lạp với mái tóc rối tung, da tay ngâm đen, điển hình người trong thảo nguyên đang nhìn hai tiểu mỹ nữ không ngừng lui về phía sau, trong lòng đã vui cười nở hoa rồi, lần này phụng mệnh âm thầm tiếp ứng một số hàng hóa, không nghĩ tới trở về liền đụng phải hai mỹ nữ cực phẩm mê người như vậy. Mặc dù bên cạnh hai cái cực phẩm này có một khôi lỗi thật tốt, nhưng ở trước mặt cấp nhĩ ba lạp là cường giả thoát tục kỳ tầng thứ ba thần thông quản đại hàng thật giá thật, một khôi lỗi tối đa cũng chỉ tương đương với thoát tục kỳ tầng thứ nhất vẫn là giải quyết rất nhẹ nhàng. Lão Mã, thiếu, hòa. Nhìn lão mã bị pháp thuật của cấp nhĩ ba lạp đánh xuyên qua ngực, trong mắt tiểu tuyết nổi lên lệ quan. Ở trong yêu thú xâm lâm thời gian dài như vậy đến nay, mặc dù gặp rất nhiều sự tình cùng khó khăn, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng khóc. Thậm chí vừa rồi đối mặt cáp nhĩ ba lạp, nàng cùng thanh mai cũng đã ném đang dược vào trong miệng, tùy thời chuẩn bị nhóm lửa tự thiêu nàng cũng không có rơi nửa giọt nước mắt. Nàng không sợ, lựa chọn con đường này liền không có gì phải sợ nhưng nàng không nghĩ tới chính là nguyên lai like hai tháng này lão mã vẫn luôn ở bên cạnh các nàng trách không được vận khí của các nàng luôn tốt như vậy thời điểm gặp được yêu thú mạnh mẽ yêu thú kia sẽ không hiểu thấu bị thương giờ phút này thấy lão mã nàng đã hoàn toàn rõ ràng nàng cũng không khống chế được nước mắt của mình nữa người này lại cam lòng để cho lão mã một mực đi theo chúng ta nguyên lai like hắn sớm đoán được đông phương thanh mai tựa ở một bên bùng lấy cánh tay đã bị thương cười thảm nói Cuối cùng hắn còn có chút lương tâm, tiểu thư, sau này thanh mai không thể ở cạnh người nữa. Khóc đi, khóc lớn tiếng đi, một cái phạt mạch kỳ tầng thứ 8, một cái phạt mạch kỳ tầng thứ hai mỹ nữ xinh đẹp làm cho người ta thương yêu như vậy, lại có thể có được lực lượng thế kia, thật sự là quá hoàn mỹ. Chỉ có như vậy ta mới có thể toàn lực trong rủi mà không cần lo lắng các ngươi chết ha ha, bảo bối, khóc đi, dãy dụ đi các ngươi nhất định là nữ nhân có bối cảnh có thế lực của lam vân đế quốc a bất quá coi như các ngươi là công chúa hôm nay ta cũng chơi định rồi hảo hảo hưởng lấy a cáp nhĩ ba lạp hưng phấn nở nụ cười dâm đảng, sải bước đi tới mở bàn tay lớn định bắt tiểu tuyết cùng thanh mai tiểu tuyết thanh mai hai người nhìn về phía đối phương đồng thời vận đủ lực lượng chuẩn bị thúc dục đang dược trong miệng, đây là hỏa đang đông phương linh lung cố ý luyện chế là làm cho các nàng ở thời điểm luyện đang hấp thu bổ sung lực lượng dùng để luyện đang đang dược. Nếu như lập tức thúc dục, sẽ biến các nàng hóa thành tro tàn. Súc sinh, đi chết đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu khẽ vang lên, trong thành thúy mang theo uy thế vô biên. Ai? Cáp nhĩ ba lạp là ngự tiền tướng quân, trải qua vô số sinh tử tôi luyện, bản thân lại là thoát tục kỳ thần thông quảng đại, có người ở phụ cận vậy mà hắn không có phát hiện lập tức vô cùng cảnh giác trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm là nguyên khí cấp 10 ở trong thân thể pháp lực mênh mông vận chuyển nguyên cương hộ thể trực tiếp ngưng tụ thành khí tường phòng ngự oanh không ai trả lời hắn trả lời hắn chỉ có thanh âm nổ vang trên bầu trời xa xa có một đạo hào quang màu tím lao tới một cự long đánh tới hắn ở dưới long uy tất cả yêu thú chung quanh hơn 10 dặm toàn bộ phủ phục trên mặt đất long không thể nào làm sao có thể ở địa phương này gặp được thần thú trong truyền thuyết. Đây không phải thần thú, đây là lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng uy áp này lại quá chân thực rồi, chân thật đến nỗi dù cho trong lòng cáp nhĩ ba lạp minh bạch đây chỉ là một loại uy áp cùng thần thông pháp thuật hư ảo, nhưng hai chân vẫn run rẩy. Hắc hổ kiếm Cuối cùng cáp nhĩ ba lạp cố sức vận chuyển lực lượng, ở dưới uy áp cường đại miễn cưỡng chém ra một kiếm, đây là bản lĩnh xuất chúng của hắn, nhưng giờ phút này bị long uy áp bách, có thể phát huy không bằng một nửa bình thường. Hoa wow, anh. Hắc hổ kiếm của cấp nhĩ ba lạp bị nuốt mất, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thần niệm của hắn đến thời khắc cuối cùng mới nhìn rõ vật đánh chết hắn là một cây trường tiên màu tím. Trường tiên kia vừa rồi hóa thành một đầu cự long, đây là thần thông, không, cái loại uy áp này không phải thần thông có thể mô phỏng ra. Linh khí, này là linh khí, hơn nữa không phải linh khí hạ phẩm bình thường, tại sao có thể như vậy sớm biết mình sẽ không tiểu tuyết mau dừng lại ngươi xem đông phương thanh mai kịp phản ứng trước nhất vội vàng gọi tiểu tuyết há to mồm không dám tin nhìn trước mắt tiểu tuyết cũng khiếp sợ xem lên trước mặt cáp nhĩ ba lạp vừa rồi thoáng cái liền đánh chết lão mã giờ phút này đã bị giết chết mà ở trước mặt bọn họ là một một mỹ nữ mặc quần áo màu tím trong tay cầm một cái trường tiên làm cho người ta không dám nhìn thẳng yêu thú xâm lâm cũng không phải là địa phương thú vị, nhanh rời khỏi nơi này. Đồ khốn kiếp, công chúa là ngươi có thể nói sao? Cô gái áo tím hơi chút bình phục lực lượng thoáng một phát, vừa nói chuyện vừa vô cùng lưu loát tiến lên thu thập đồ vật trên người cấp nhĩ ba lạp. Thanh Mai Mặc dù tiểu tuyết chỉ thấy một bên mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc cùng quần của áo nàng, đột nhiên nhớ tới một người. Tỷ Nàng không phải cái kia. Đông Phương Thanh Mai cũng lập tức nghĩ tới, cái này không phải là tử yên công chúa đoạn thời gian trước truyền đi xôn sao, bị trình cung trình đại thiếu cưỡng gian sao. Bộ dáng của nàng, quần áo cùng cách ăn mặc nàng, sự tình nàng tiến vào yêu thú xâm lâm các nàng cũng nghe nói qua, thoáng cái liền nghĩ đến tử yên công chúa. Các ngươi nhận thức ta, có thể lập tức đánh chết cáp nhĩ ba lạp, cho dù thoát tục kỳ tầng thứ năm, tầng thứ sáu cũng làm không được, nhưng tử yên công chúa lại làm được. Coi lực lượng giờ phút này của nàng, phản ứng của tiểu tuyết cùng đông phương thanh mai tự nhiên chạy không khỏi thần niệm của nàng tử yên công chúa không nghĩ tới ngoài ý muốn cứu hai người thậm chí có quen biết mình sau một khắc người đã xuất hiện ở trước mặt đông phương thanh mai cùng tiểu tuyết cái kia cái kia có nghe nói qua một chút đông phương thanh mai lập tức nhớ tới sự tình giữa trình cung cùng tử yên công chúa này nếu cho nàng biết mình cùng tiểu tuyết là người của trình gia vậy thì thể thảm rồi mới ra hang sói lại nhập hang hổ Bất quá trong nội tâm Đông Phương Thanh Mai cũng rất khiếp sợ, tử yên công chúa này cũng quá khoa trương đi, không ngờ lại mạnh như thế. Chúng ta là người của trình gia, thiếu gia nhà ta là trình cung. Nhưng vào lúc này, tiểu tuyết lại nhổ đang dược ra, nhìn tử yên công chúa chậm rãi nói. Tiểu tuyết. Ngươi. Đông Phương Thanh Mai nghe xong, hận không thể lập tức miệng che tiểu tuyết, nhưng cũng đã chậm. Trình gia, trình gia, trình cung, trình cung. Vừa rồi tử yên công chúa một kích giết chết cáp nhĩ ba lạp là ngự tiền tướng quân của Thảo Nguyên Vương Đình, giờ phút này lại ngốc ở đó. Chịu khổ lâu như vậy đến nay, còn có rất nhiều ủy khuất, còn có thống khổ ở thời điểm truyền thừa toàn bộ sông lên đầu, trình cung, toàn bộ đều là vì tên hỗn đảng trình cung này. Tiểu tuyết, sao ngươi có thể nói với nàng chuyện này, cái này thảm rồi. Đông Phương Thanh Mai vô cùng sốt ruột truyền âm cho tiểu tuyết. Không có chuyện gì đâu, chúng ta bị người kia tổn thương quá nặng, cộng thêm lão mã bị giết, lúc này rất khó đi ra khỏi yêu thú xâm lâm. Thiếu gia đã từng nói qua, tử yên công chúa chính là tiểu hài tử bị làm hư, bản tính cũng không xấu, thực tế nàng đã biết chúng ta là người của thiếu gia, càng không để cho chúng ta xảy ra chuyện. Giờ phút này tiểu tuyết rất bình tĩnh, không có bất kỳ e ngại, nàng cố gắng nghĩ đến nếu như thiếu gia ở đây sẽ xử lý sự tình này như thế nào, bình thường thiếu gia đã từng nói qua một ít chuyện cùng mình ở dưới luyện đan thất của lung linh cát đã qua gần hai tháng giờ phút này bên trong tiểu hư đỉnh đã bắt đầu phát tán ra từng trận đan hương luyện chế trấn ma đan đã đến giai đoạn cuối cùng giờ phút này đông phương linh lung liền lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn trình cung thao túng tử diễm chân hỏa nàng hiện tại cũng có được tử diễm chân hỏa lại có được lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ ba cùng thần niệm đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ sáu nhưng giờ phút này nhìn những tử diễm chân hỏa kia Nàng lại có một loại cảm giác như si như say. Nguyên lai hỏa diễm có thể sử dụng điệp gia như vậy, nguyên lai hỏa diễm có thể có nhiều biến hóa như vậy, nguyên lai ở trong một sát na, hỏa diễm có thể sinh ra mấy trăm loại biến hóa. Cách không được loại đang dược này hắn cũng có thể luyện chế, cách không được hắn có thể vượt cấp luyện chế đang dược. Cái này cũng quá kinh khủng, hắn đến cùng học từ ai, thủ pháp luyện đan của hắn khác hẳn tất cả mọi người, thậm chí không giống tất cả lưu phái. Phải biết rằng dùng tình huống đông phương gia tộc, có rất nhiều các loại điển tịch, đông phương linh lung cũng biết các lưu phái luyện đan. Nhưng trình cung này không thuộc về bất luận tông phái nào, thực tế đối với khống chế hỏa diễm của trình cung, lại làm cho đông phương linh lung có cảm giác như một tiểu hài tử lần đầu tiên nghe đại nho giảng bài, hết thảy đều là mới lại như vậy, rộng lớn như vậy. Hơn một tháng đầu, căn bản nàng không hỗ trợ cái gì, chỉ là ở một bên xem, lúc đó nàng có xem cũng không được gì, thẳng đến 49 ngày trình cung mới cho nàng hỗ trợ, để nàng sử dụng tử diễm chân hỏa khống chế tiểu hư đỉnh vận chuyển, Đông Phương Linh Lung mới biết được trình cung làm bất cứ chuyện gì đều có tính toán kỹ. Bên trong trấn ma đan này có hơn 10 loại dược vật xung đột với nhau, phải biết rằng đang dược kiên kỵ nhất là chuyện này, bình thường cho dù đan đạo đại sư cũng không dám tùy tiện sử dụng dược vật xung đột luyện đan, bởi vì như vậy rất dễ dàng sinh ra chuyện đan hủy người vong. Nhưng trình cung luyện chế trấn ma đan này, ở trong có hơn 10 loại dược vật xung đột, cái này khủng khiếp tới mức nào. Đông Phương Linh Lung chỉ nửa ngày cũng có chút khống chế không nổi, lúc này Trình Cung tiếp nhận, dẫn đạo nàng cách giữ dụng tử diễm chân hỏa khống chế tiểu hư đỉnh. Một khắc này, trước mắt Đông Phương Linh Lung xuất hiện một thế giới mới, nguyên lai ở trong một đan đỉnh có thể phân ra hơn 10 chỗ có độ ấm khác nhau, nguyên lai hỏa diễm điệp gia có thể sinh ra hiệu quả đặc biệt nguyên lai điều tiết rất nhỏ có thể làm cho dược vật xung đột ở biên giới mỗi lần xung đột bạo tạc sinh ra dung hợp, nguyên lai. Từng chi tiết tỉ mỉ như vậy, cho dù đối với gia tộc đang đạo như đông phương gia tộc mà nói, cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng, để cho mấy đời người đi lục lọi tổng kết, xem như đồ vật trân bảo, nhưng ở trong tay trình cung, mỗi thời mỗi khác đều sẽ xuất hiện. Thần kỳ nhất chính là, trình cung phá vỡ rất nhiều cái gọi là luật thép của đan đạo, đông phương linh lung chỉ có một loại cảm giác, ở trong tay trình cung không có không có khả năng không thể đan đạo đại sư không phải đông phương linh lung chưa bái kiến ở trong gia tộc của nàng cũng có nhưng mà nàng cũng biết đan đạo đại sư cũng chia cấp bậc hiện tại ngoại trừ lực lượng của trình cung còn chưa đủ ra các phương diện khác cho dù những lão ngoan đồng trong gia tộc cũng làm không được a à. nếu như hắn thành đan đạo đại sư cái kia sẽ lợi hại tới trình độ nào nghĩ cái gì vậy sắp thành đan toàn lực vận chuyển đan đỉnh lúc này tiếng quát của trình cung kéo đông phương linh lung đang như si như say nhìn trình cung luyện đang lại vội vàng đưa tay đặt ở sau lưng trình cung lập tức một cỗ lực lượng mênh mông đưa vào thân thể trình cung rồi lại ở dưới trình cung điều tiết khống chế bắt đầu đưa vào ở trong tiểu hư đỉnh oanh trình cung cùng đông phương linh lung đồng thời toàn lực xuất thủ tử diễm chân hỏa đạt đến mạnh nhất giờ phút này trấn ma đang ở trong tiểu hư đỉnh rốt cục chậm rãi ngưng tụ thành hình ở thời điểm trấn ma đang ngưng tụ thành hình tất cả hương vị dược liệu biến mất toàn bộ không trung nhiều hơn một cổ khí tức tường hòa làm cho trong lòng người ta vô cùng bình tĩnh yên lặng không có phiền não không có tạp niệm lực lượng ở thời khắc này cũng vận chuyển càng thêm thông suốt trước mắt có vô số sự tình tường hòa hào quang làm cho người ta cảm giác như là đắm chìm trong tiên cảnh thần thánh này làm sao có thể đông phương linh lung không dám tin nhìn tiểu hư đỉnh dị tượng hư ảo chỉ là đan thành có thể có hiệu quả như vậy, đây là hiệu quả mà đan dược thiên cấp mới có a loại thời điểm này tu luyện hiệu quả so với bình thường cũng nhanh hơn vài lần nghe được đông phương linh lung kinh hô, trình cung mở miệng giải thích hắn cũng không có lập tức thu hồi trấn ma đan mà trực tiếp phục dụng rất nhiều đan dược bắt đầu vận chuyển âm dương vạn vật quyết trấn ma đan thành sinh ra dị tượng đặc thù có công dụng giúp người trấn áp tâm ma vận chuyển lực lượng giờ phút này lực lượng vận chuyển điên cuồng cỡ nào cũng không xuất hiện vấn đề loại thời điểm này không thể lãng phí a à. hai tháng này vì luyện đan bất luận là tử diễm chân hỏa trong cơ thể hay là lực lượng bản thân đều đã nhận được tôi luyện gần hai tháng thân thể trình cung chịu đựng một lần khảo nghiệm mới hầu kỳ thường xuyên cần lực lượng cùng tử diễm chân hỏa của đông phương linh lung trợ giúp mặc dù rất thống khổ rất gian nan nhưng thân thể của hắn cũng đã nhận được tôi luyện cùng rèn luyện hôm nay cường độ thân thể của hắn đã tiếp cận siêu phàm kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này mượn nhờ trấn ma đang hình thành sinh ra hiệu quả đặc biệt, hai tháng trước trình cung mượn nhờ huyết yêu quả cấp yêu vương đột phá đến siêu phàm kỳ tầng thứ sáu, cũng lần nữa có biến hóa. Hoa Anh Siêu phàm kỳ tầng thứ bảy, pháp lực mênh mông vận chuyển toàn thân. Mấy lần mượn lực lượng của Đông Phương Linh Lung, làm cho Đông Phương Linh Lung phát hiện một thế giới luyện đang mới, cũng làm cho trình cung nhận được rất nhiều chỗ tốt này giống như là đào một con kênh từ dòng sông to lớn mặc dù phải thừa nhận áp lực rất lớn từ con sông nhưng mà ở dưới áp lực như vậy trong lúc bất tri bất giác đường sông lại mở rộng hơn sâu hơn cũng chỉ có thân thể trình cung mới có thể tiếp nhận được lực lượng của đông phương linh lung người bình thường cho dù là siêu phàm kỳ đỉnh phong ở dưới lực lượng cường đại cùng tử diễm chân hỏa của đông phương linh lung đã sớm chết đến không thể chết lại có lực lượng của đông phương linh lung thôi động cùng rèn luyện cộng thêm hai tháng này trình cung luyện đang rèn luyện hơn nữa hôm nay trấn ma đang thành hình sinh ra hiệu quả đặc thù trình cung lấy được đột phá lần nữa mặc dù đông phương linh lung không có tăng lên nhưng nàng đạt được chỗ tốt cũng không ít Mịa nó suốt hơn hai tháng cũng không biết bên ngoài thế nào lần này sau khi ra ngoài nhất định phải chơi thống khoái uống cho đã giền mệt mỏi a à. trình cung đứng dậy thu hồi trấn ma đang, dùng sức vặn eo bẻ cổ hoạt động tay chân thoáng một phát Ta không đi ra, lần này luyện đan ta đã học được rất nhiều thứ, cần bế quan chậm rãi lắng động thoáng một phát. Đông Phương Linh Lung nhìn Trình Cung, Trình Cung giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như một luyện đan sư, càng không cần nói luyện đan đại sư cao cao tại thượng, thoạt nhìn giống như là một hoàng khố bị cấm chế mấy tháng mới thả ra, kích động, hưng phấn vô cùng. Đừng quá mỏi mệt, bế quan là bế không thành tiên ha ha, đi thôi. Lời này tuyệt đối là kinh nghiệm ở kiếp trước của Trình Cung, giờ phút này hắn nói xong liền rời khỏi. Tiếng. Đông Phương Linh lung sửng sốt một chút, có thể sao? Giống như người bình thường sẽ không muốn trở thành thần tiên lục địa, có được ngàn năm thọ nguyên, bình thường tu chân giả mặc dù tu luyện, nhưng mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối không phải truy cầu những thứ viễn vông như trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên. Bà mẹ nó mùi máu tươi đậm đặc, đây là cái gì? Ngay thời điểm Đông Phương Linh lung bởi vì một câu nói trình cung của mà đang suy tư, Trình Cung đã đi tới bên trên, vừa ra ngoài Trình Cung đã bị chấn kinh đến ngay dại. Mùi máu tươi dày đặc tràn ngập linh lung cát, dương mắt nhìn linh lung cát từ trong ra ngoài, có hơn 10 đầu hoành phi được treo tại đó. Đại thiếu, đến cùng lúc nào ngươi mới đi ra, gấp chết rồi. Đại thiếu, ca a à cứu mạng a. À. Đều là một đám gia hỏa không có lương tâm, ta khổ qua. Ta thật thê thảm a, à, so với ai cũng thảm. Bi ai, nhân sinh chi thống, không ai qua được như thế, máu của ta đang bị lấy ra, thịt của ta đang bị cắt từng khối. Những chữ lộn xộn này giống như dáng người của bàn tử, cũng may trình cung coi như miễn cưỡng có thể nhận ra, về phần mùi mùi nồng đậm kia, là vì những chữ này đều là dùng máu ghi thành. Nhưng trình cung chỉ nhìn thoáng qua, cẩn thận ngửi thoáng một phát đã biết rõ đây nhất định không phải máu người. Trình cung ngược lại cũng không có sốt ruột, nếu quả thật có đại sự xảy ra, Đoán chừng hắn cũng không có lòng dạ nào mà thanh thản ghi những thứ này Về phần máu thịt của hắn Hơn phân nửa là sự tình có quan hệ với tiền Trình cung hiểu rất rõ bàn tử Nếu hắn tổn thất tiền kia cái như lóc thịt của hắn vậy Hắn không hảo hảo tu luyện ở đồng phủ Lại tới đây làm cái gì Trình cung lầm bầm lầu bầu nói Năm ngón tay lăn không một trảo Pháp lực khổng lồ lập tức bao phủ linh lung cát Bất luận là tranh chữ trên tường hay dưới đất Giống như bị vòi rồng hút đi trực tiếp bị Trình Cung lăng không nhíp cầm. Trong lòng bàn tay Trình Cung xuất hiện một ngọn lửa màu tím, lập tức những tranh hoặc chữ viết này toàn bộ hóa thành hư vô. Mặc dù biết chưa hẳn là sự tình sống còn, nhưng bạn tử viết nhiều như vậy, những chữ này hiển nhiên là cách vài ngày là thêm một bức, hiển nhiên sự tình cũng không tốt. Bởi vậy sau khi Trình Cung thiêu hủy những thứ này, thân hình lóe lên đã chạy tới Đỗ thần phủ. Đỗ thần phủ. Hiện tại bọn hắn nâng giá rất cao, hiện tại tất cả mọi người biết rõ, cướp dược liệu còn đáng giá hơn cướp hoàng kim. Một tháng này đến nay, các thương đội của chúng ta ở Nam Chim Bộ Châu bị cướp bóc 163 lần, có 80 lần chúng ta thành công bảo trụ hàng hóa, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Đối phương hiện tại rõ ràng là cho thấy dùng vốn đã thương người, lấy thế đè người, rất nhiều địa phương chúng ta khó có thể tiếp tục. Người bên trong vân ca thành càng thêm quá mức, vậy mà âm thầm thả ra tin tức, nói đây là thời điểm đứng thành hàng, khiến cho một ít khách hàng lớn cố định cũng không dám mua sắm đồ đạc của chúng ta. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu vẫn là những đan dược kia của đối phương, bọn hắn có chút đan dược xác thực giá rất rẻ, cùng dược tệ đỉnh cấp trước kia không sai biệt lắm. Hiện tại hắn nâng giá dược liệu với chúng ta, bên kia lại giá thấp bán ra đan dược tốt như vậy, ngoại trừ những thủ đoạn khác, thị trường cũng sẽ tiếp nhận loại hành vi này. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, không qua mấy tháng Bàn tử ngồi ở trung ương nghe hơn 10 tên phụ trách báo cáo, càng nghe lông mày càng trói chặt, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra thanh âm thông thả đều đều. Bàn tử, đừng nói với ta ngươi bị người đánh bại trên thương trường nha. Người chưa tới, thanh âm của trình cung đã vang lên. Ha ha, tốt rồi, cái này tốt rồi, bà bà, cái này rốt cục được cứu rồi. Đám hỗn đảng này, lúc này đến phiên bọn hắn xui xẻo. Bàn tử nghe được thanh âm của trình cung, vốn là sững sờ, sau đó thân thể khổng lồ kia hưng phấn nhảy lên trên mặt bàn, hai đấm nắm chặt, hưng phấn trống lên về phía mười mấy người phụ trách. Một ánh đao hiện lên, Trình Cung đã đứng trong sân nhìn bàn tự đứng ở trên mặt bàn hưng phấn nắm tay gầm rú, mấy tháng không thấy thôi, đâu cần phải kích động như vậy. Siêu phàm kỳ bình thường cũng sẽ không tùy ý ngự kiếm hoặc là điều khiển đao phi hành, bởi vì như vậy tiêu hao thật sự quá lớn, nhưng Trình Cung căn bản không cần lo lắng vấn đề này, hắn có đang dược sung túc bổ sung. Hơn nữa hắn có không phải là tinh thần lực, mà là thần niệm thần thông quảng đại của thoát tục, dùng thần niệm khống chế, so với tinh thần lực khống chế hiệu quả tốt hơn vài lần. Hơn nữa hiện tại mặc dù trình cung chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ bảy, nhưng hắn lại khác hẳn siêu phàm kỳ tầng thứ bảy bình thường, bởi vì thân thể của hắn đã là siêu phàm kỳ đỉnh phong, thần niệm cường đại làm cho pháp lực của hắn so với siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường cũng không yếu chút nào. Siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường cũng có thể đạt tới trăm tượng lực, hiện tại trình cung cũng không chênh lệch chút nào, hơn nữa trải qua rất nhiều sự tình, hắn cũng không cần che giấu cái gì, cho nên trực tiếp điều khiển phi đao đuổi tới đổ thần phủ. Đại đương gia, ngài có biện pháp rồi hả? Có ít người hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng vì sao đột nhiên bạn tử bảo nổi, kinh ngạc nhìn bạn tử hưng phấn kêu gào trên mặt bạn. Dùng đầu óc được không, đổ thần phủ này ta là đại đương gia sao, ta chỉ là người phụ trách lớn nhất đổ thần phủ, nhưng cũng không phải lão bản đổ thần phủ. Ta là người phụ trách tất cả các ngươi, quản sự tất cả đương gia, hiện tại xảy ra sự tình lớn như vậy, tự nhiên phải do trình đại thiếu trình đại lão bản chúng ta đến định đoạt. Bộ dạng bàn tử như được giải thoát, trực tiếp chỉ về phía trình cung. Lực lượng những người này cũng không yếu, nhưng mạnh nhất cũng không quá phạt mạch kỳ đỉnh phong mà thôi, dù sao bọn hắn cũng chỉ là người phụ trách buôn bán vận tác, bởi vậy căn bản không có phản hiện trình cung tới giờ phút này theo ngón tay bàn tử mãnh liệt quay đầu lại mới kinh ngạc phát hiện trình cung bái kiến đại thiếu tất cả mọi người đều đứng dậy không người thi lễ mặc dù bọn hắn cũng biết người chính thức khống chế sau lưng đổ thần phủ là trình cung nhưng sự tình cụ thể trình cung căn bản không có nhúng tay vào trong bọn họ chỉ có rất ít người bái kiến trình cung đa số người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vừa nghĩ tới đủ loại truyền thuyết về trình đại thiếu, ngay cả kim loan điện cũng dám náo, vũ thân vương phủ cũng dám hủy, ngay cả phong vân kiếm tông cũng dám đùa nghịch, nguyên một đám so với diện thánh còn khẩn trương, coi chừng hơn. Xuống đi, khỉ làm xiết cũng không mập như ngươi, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trình cung khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi tới, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở bên người bàn tử, khoát tay trực tiếp kéo bàn tử xuống dưới. Thân thể mấy trăm cân của bàn tử, trình cung đưa tay đã có thể bắt xuống nhìn giống như là bắt một con gà vậy bà mẹ nó tại sao có thể như vậy thời điểm bàn tử bị trình cung nhiếp cầm cũng không trung thực lực lượng đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong chuẩn bị bộc phát thoáng một phát nói như thế nào cũng muốn khoe khoang một chút coi như là siêu phàm kỳ không tự mình động thủ chỉ là dùng pháp lực nhiếp cầm hắn cũng có thể chống cự một chút phải biết rằng hiện tại hắn so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng kết quả lại một chút hiệu quả không có, sau khi bàn tử ngồi xuống không dám tin nhìn trình cung. Không phải nói đại thiếu lo luyện đang sao? Trước khi mình đã từng thí nghiệm qua, cho dù siêu phàm kỳ tầng thứ ba muốn bắt được mình cũng phải phí chút ít lực lượng A, à, nhưng ở trước mặt đại thiếu, mình phản kháng lại không có bất kỳ hiệu quả, cái này cũng quá kinh khủng A. À. Đại thiếu, trước kia ta cùng đại thúc có thử một chút, dù thế nào cũng có thể dãy dụ một thời gian, người cái này cũng quá kinh khủng A, à. Ngươi là bế quan luyện đan mà, cho dù bế quan tu luyện cũng không thể mạnh như vậy. Tốc độ tăng lên của chúng ta đã rất nhanh, kết quả ngươi càng biến thái. Hắc hắc, đại thiếu, sẽ không phải luyện đan là giả, âm dương song tu là thật chứ, sau này gặp lại linh lung chúng ta sẽ phải sửa xưng hô, nên gọi là chị dâu mới đúng. Bàn tử trừng to mắt nhìn trình cung, sau đó âm thầm truyền âm, chỉ là hắn phong cách nói chuyện của hắn đã trở lại như trước kia. Vừa rồi không khí khẩn trương, ngưng trọng như vậy trình cung vừa xuất hiện bàn tử giống như là thay đổi thành người khác lo lắng gì cũng không có cũng không nóng nảy nói chuyện chánh sự cũng không lo lắng cái khác ngươi gần đây rất thích ghi huyết thư đúng không một hồi ta cho ngươi ghi đủ cho bàn tử chút màu sắc là hắn có thể mở phường nhuộm trình cung đối với hắn hiểu rất rõ khục vốn còn muốn tán dốc vài câu vừa nghe nói như thế bàn tử liền nghiêm mặt nói đại thiếu ngươi có chỗ không biết trong khoảng thời gian này có thể nói là gió nổi mây phun, bỗng nhiên ngay lúc này toát ra một cái ngự đan đường. Cái ngự đan đường này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, dùng thời gian ngắn nhất thu mua tất cả dược liệu bên ngoài của đan thần phủ chúng ta, liền tạo thành cục diện chống lại đổ thần phủ chúng ta. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau đó bọn hắn bắt đầu bán ra sinh cơ đan. Sinh cơ đan này chẳng những có thể trị hết miệng vết thương bình thường, còn có thể làm cho da thịt tổn thương khôi phục rất nhanh, mà ngay cả đối với một ít độc tố, miệng vết thương hư thối lâu ngày cũng có công hiệu tái sinh, dược hiệu vô cùng cường hãn. bất quá còn có loại trị đoạn dược tề, trị đoạn dược tề này đều có hiệu quả đối với nội thương bình thường, ngoại thương. Mặc dù dược hiệu của trị đoạn dược tề này chỉ bằng thuốc chữa thương bình thường, nhưng giá cả lại rất tiện nghi. Bọn hắn đẩy ra rất nhiều đan dược đẳng cấp cao và thấp tới thị trường, nếu như chỉ là những hành vi buôn bán này, muốn đối phó đan thần phủ chúng ta còn chưa được, nhưng vấn đề là bọn hắn ngoại trừ hành vi buôn bán ra, còn làm rất nhiều sự tình khác. Tỷ như nâng giá cả dược liệu lên, âm thầm khai ra giá cao cho bọn cướp đối phó thương đội của chúng ta, lợi dụng lực lượng quan phủ các nơi tạo một ít kiềm chế, thậm chí cố ý gây nháo sự để tịch thu hoặc bắt giữ, tóm lại chính là toàn diện chèn ép. Nói đến đây, bàn tử tức giận nói. Đáng giận nhất chính là Trình Lam ở tổng điếm bên trong Vân Ca Thành, gia hỏa này quả thực quên mình họ gì, vậy mà đi làm người phụ trách ngữ đang đường Vân Ca Thành, con mẹ nó, dám dùng chiêu này, chữ ngữ này không phải rõ ràng nói cho người khác biết đây là của hoàng gia sao, ngoại trừ cửa hàng hoàng gia, ai dám dùng chữ ngữ này. Tổng điếm Vân Ca Thành bọn hắn âm thầm rãi tin tức, nói ai hợp tác với chúng ta chính là đối nghịch cùng ngữ đang đường, nhất định phải cho thấy lập trường, nếu không sẽ hối hận. Kết quả làm cho rất nhiều khách hàng cố định không dám hợp tác với chúng ta, đa số người bắt đầu đứng ngoài quan sát cộng thêm bọn hắn còn cố ý gây sự với chúng ta, hiện tại đang thần phủ vân ca thành cơ hồ không có sinh ý. Đại thiếu, ta lại để cho sát quỷ liên hệ Khương Vĩ Tường, hắn nói chuyện này xác thực vân đang tông bọn hắn ở tham dự hỗ trợ, nhưng cách điều chế sinh cơ đang, trị đoạn dược tề cùng một ít đang dược trọng yếu khác bọn hắn lại không có. Luyện chế những đan dược này Vũ Thân Vương không có giao cho bọn họ, chỉ là để cho bọn họ luyện chế một ít dược tề cùng đan dược cấp thấp có mấy lời không tiện để cho người khác biết rõ, bàn tử liền âm thầm truyền âm cho Trình Cung. Sở dĩ không bảo những người khác rời khỏi là vì Trình Cung đã đến, cùng Trình Cung nói một chút, Trình Cung có một thái độ hoặc là có một lời nói, cũng có thể ổn định nhân tâm thoáng một phát. Sinh cơ đang, trị đoạn dược tề còn có một ít đang dược khác, cộng thêm tài lực cùng lực ảnh hưởng của hoàng gia, hơn nữa còn có một ít thủ đoạn hèn hạ, trách không được bàn tử bị thiệt. Bởi vì này là đang dược đại chiến. Nếu không có đang dược đối kháng sinh cơ đang, trị đoạn dược tề thì đầu óc có giỏi buôn bán cách mấy cũng không làm được chuyện gì. Sinh cơ đang, trị đoạn dược tề, Trình Cung nghe xong thậm chí muốn cười, đây không phải là mấy đang phương cấp thấp do mình sáng chế ra sao, không nghĩ tới lại bị Vũ Thân Vương cầm đi đối phó mình. Không phải chỉ là sinh cơ đang cùng trị đoạn dược tề thôi sao, ta đây cũng có một chút phương pháp luyện đan, giá cả dược liệu chưa bằng một nửa bọn họ, dược hiệu lại tốt hơn rất nhiều. Trình cung nói xong trực tiếp lấy ra giấy và bút mực, hai tay cầm bút, thoang thoát ghi ra. Năm đó hắn sáng tạo rất nhiều đan phương, chỉ là thời điểm sáng tạo sinh cơ đan, trị đoạn dược tệ đều là trước khi thành danh, về sau hắn trở thành cửu châu thập đại đan đạo đại sư, lại lần nữa cải biến những đan phương kia, lập tức trong đầu đã có hơn 10 phương án. So với sinh cơ đan, trị đoạn dược tệ thấp một nửa, điều này sao có thể? Nói như vậy, đã trẻ hơn một nửa, lại có công hiệu gấp đôi sao? đại thiếu thật sự có phương pháp xử lý nếu quả thật như đại thiếu nói cơ hội của chúng ta đã đến nói cho cùng những thủ đoạn khác chỉ có thể là nhất thời mà thôi chính thức vẫn là phải xem chất lượng cùng giá cả của đan dược nghe nói mấy đan phương kia đều là trấn bảo của ngự đan đường không nghĩ tới đại thiếu vừa về tiện tay là có thể viết ra nhiều phương pháp luyện đan như vậy thật bất khả tư nghị trình cung nói vô cùng đơn giản rất nhanh viết ra hơn 10 phương pháp luyện đang cùng hai mươi mấy phương thuốc giao cho bàn tử, sau đó trình cung nhìn về phía mọi người. Chư vị đều là hạch tâm của đan thần phủ, bình thường quản lý rất nhiều việc, nhưng các vị cũng cần phải biết tầm quan trọng của những phương pháp luyện đang cùng phương thuốc này, nhất là thời điểm lâm đại địch như bây giờ, các vị biết rõ không có vấn đề gì, nhưng ngàn vạn lần không nên truyền ra bên ngoài. Trình cung cố ý dặn dò một câu, lời này của hắn nói là dặn dò, không bằng nói là thu mua nhân tâm dù sao những người này không có khả năng không thèm để ý những phương pháp luyện đang cùng phương thuốc này như hắn nguyên một đám dốc sức liều mạng gật đầu đều rất kích động bạn tử ngươi an bài sự tình phía sau thoáng một phát thuận tiện tản ra ngoài một tin tức nói chúng ta đã nhận được một ít tàn văn thượng cổ đan kinh đối với dưới đan đạo đại sư có trợ giúp rất lớn chỉ cần đầu nhập vào đan thần phủ chúng ta liền có cơ hội học tập cả nước bắt đầu tiêu thụ dược tề đang dược cấp thấp đã không còn là linh lung các có khả năng thỏa mãn càng nhiều hơn nữa là hành vi buôn bán phía dưới đang thần phủ cũng có một đám người chuyên môn sản xuất luyện chế dược tề đang dược nhưng mà trải qua sự tình lần này rõ ràng có thể cảm thụ bọn hắn quá yếu bởi vậy trình cung mới nghĩ đến biện pháp mở rộng đang thần phủ bàn tử an bài những chuyện này quen việc dễ làm chỉ cần có phương pháp luyện đang cùng phương thuốc phía dưới nên làm như thế nào đi đã kích đối phương như thế nào với hắn mà nói đều là một bữa ăn sáng. Những chuyện này Trình Cung cũng không có đi quản, lẳng lặng nhìn bạn Tử Hạ một đống mệnh lệnh. Đại thiếu, chúng ta đã có vũ khí này, cho dù bọn hắn sử dụng vô số thủ đoạn khác, nhưng căn nguyên cuối cùng vẫn là dược tệ, đang dược, mặc dù một ít phương diện khác có thể dùng vốn đã thương người. Nhưng nếu như hạ giá xuống để cạnh tranh với chúng ta, vậy kia cho dù Phú Khả địch quốc cũng phải phá sản bởi vì đang dược kém cỏi nhất cũng phải có một ít tiền lợi nhuận nếu không có mà uống gió tây bắc mà ngay cả đồ đằng thảo nguyên vương đình cũng âm thầm mua sắm dự trữ dược vật bọn hắn cũng luyện chế đang dược nhưng giá cả chúng ta quá tiện nghi bọn hắn sẽ không ngần ngại bỏ tiền ra mua cho khỏi tốn công luyện chế chỉ cần chúng ta có đan phương tất cả sẽ dễ làm luôn có biện pháp đối phó con mẹ nó hiện tại sát quỷ sẽ nhanh đuổi theo ta đám hỗn đảng này vậy mà ở ngay thời điểm ta cố gắng trùng kích siêu phàm kỳ gây sự, chậm trễ ta tu luyện. Bọn hắn chẳng lẽ không biết ta đang làm gì, trước kia ta một mực nhẫn bọn hắn, chính là đang đợi hiện tại, hiện tại chỉ cần đang dược vừa ra, ngươi xem ta chơi bọn họ như thế nào ta chơi không chết bọn hắn, ta sẽ không gọi đổ thần, tưởng rằng hoàng gia mở ra liền ngưu bức sau, ta sẽ cho bọn họ biết rõ buôn bán tàn khốc như thế nào, kỳ thật mấy người quản lý sổ sách chủ yếu ở các hành tĩnh của bọn hắn đã bị ta khống chế ta tùy thời có thể để cho bọn hắn ôm theo sổ sách biến mất khỏi thế giới này mặc dù trước kia chúng ta cũng không khống chế triệt để để cho không ít tiểu điếm sinh tồn nhưng trên thực tế có ba thành đều là chúng ta âm thầm khống chế lần này toàn bộ nhập vào ngự đang đường những người này đều là tinh anh tùy thời có thể rời khỏi toàn bộ phương diện dược vật trước kia ta đã sớm dự trữ đầy đủ thừa dịp thời điểm bọn hắn nâng giá cao muốn chơi chúng ta, chúng ta ít nhất buôn bán lời hơn 10.200 vạn lượng hoàng kim, bọn hắn tưởng rằng dùng vốn đã thương người sao, nào biết chính là lấy đá đập chân mình, chúng ta dự trữ đầy đủ dược vật, hiện tại lại có hơn 3 năm lợi nhuận. Phương diện khác ta làm chuẩn bị thêm chút nữa, đợi đại thiếu ngươi đi ra sẽ phản kích. Những người khác rời khỏi. Bàn tử mới nói ra một ít sự tình người khác không biết. Trình cung nghe xong cũng cười, người bên trong tứ đại hại vân ca thành sao có thể đơn giản chịu thiệt, quả nhiên đúng vậy. Há chỉ có từng đó là muốn đùa chết bọn hắn, bọn hắn đã chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Lần này cần phải làm triệt để, quyết không bỏ qua. Bạn tử, mặc dù bọn hắn có hoàng gia ủng hộ, nhưng khẳng định cũng tụ họp rất nhiều đan sư, người bảo sát quỷ điều tra tin tức, kể cả những cung phụng của hoàng gia, mỗi người cảnh giới gì, cấp bậc, yêu thích, đặc điểm, rồi lại nghĩ biện pháp đào bọn chúng đi phương diện nhân viên ngươi nghĩ biện pháp dù sao hiện tại chúng ta có động phủ vạn độc tán nơi đó có đầy đủ không gian dung nạp hết thảy tạm thời không tiện bạo lộ đều đưa tới đó đừng khách khí với bọn họ nhân tài của hoàng đế cũng đào phương diện luyện đang ngươi làm không được có thể tìm ta ta có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời phương diện khác ngươi nghĩ biện pháp đại thiếu ca ca cũng là ngươi hung ác ngay cả cung phụng hoàng gia ngươi cũng dám đào Bàn tử nghe xong, nhìn không được giơ ngón tay cái lên. Hung ác vẫn còn ở phía sau, đi, trước đi với ta đến tổng điếm ngự đang đường chó má một chút, bản đại thiếu muốn cho vân ca thành, làm vân đế quốc, nằm chim bộ châu biết rõ, bản đại thiếu đã trở về. Hết chương 260. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.